Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 607. Ác mộng lão tổ phù một tiếng, chịu đến phản phệ, lập tức phun ra một đạo máu tươi, gương mặt tái nhợt, run giọng nói. Thiếu đế đại nhân, người chân quyết ý cứu thế, cái kia thần sắc đẹp thánh mẫu quang, nhất định đem dẫn tới Hắc Vương mẫu ngấp nghé. Đến lúc đó, Hắc Vương mẫu sẽ nuốt luôn nàng, người muốn cho nàng chết sao? Diệp Thần nghe ác mộng lão tổ nói đến nghiêm khắc, trong lòng hơi động, hỏi, Hắc Vương mẫu. Cái này Hắc Vương mẫu là ai? Chú ý STO, Encom, thu hoạch chương mới nhất. Phía trước Thiên Thanh Tử tựa hồ cũng đề cập qua Hắc Vương mẫu, nói là cái gì vực sâu nữ nhi. Ác mộng lão tổ nói, Hắc Vương mẫu, là tinh không bị ngạn bên trên cường giả, tự xưng là vực sâu nữ nhi, hư thối, ác mộng, nhiễu sóng, cái này tam đại vực sâu quyền hành, nàng cũng đã nắm giữ. Không chỉ có như thế, còn có huyết tinh, bạo ngược, thị sát, tham lam, dơ bẩn, dữ tợn các loại quyền hành, toàn bộ đều tại trong tay nàng. Người này tự xưng kế tục vực sâu ý chí, đại vực sâu hành tẩu tinh không, nhưng ta câu thông vực sâu, lại chưa từng nghe nàng nhân quả. Cái này Hắc Vương mẫu, chắc là cướp đoạt vực sâu quyền hành đi quá giới hạn giả, thủ đoạn rất lợi hại. Kỳ thực ta cùng nhiễu sóng lão tổ, hư thối lão tổ, đã sớm có thể phi thăng bỉ ngạn, nhưng kiêng kỵ Hắc Vương mẫu thủ đoạn, chậm chạp không dám thăng thiên, chỉ mong thiếu đế đại nhân quật khởi, tương lai cùng Hắc Vương mẫu chống lại. Nhưng, thiếu đế đại nhân, người như quyết định cứu thế, thần sắc đẹp thánh mẫu quang, nhất định dẫn tới Hắc Vương mẫu cái kia con mụ điên. Đến lúc đó, thần sắc đẹp thánh mẫu bị ăn sạch, người hối hận cũng không kịp. Trong lòng Diệp Thần run lên, hướng Thương Thiên Hạc dò hỏi, tiền bối, cái này Hắc Vương mẫu lợi hại như thế, người có từng nghe qua danh hào của nàng? Đã thấy Thương Thiên Hạc toàn thân run rẩy, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, giống như Hắc Vương mẫu ba chữ này, là cái gì ác mộng cấm kỵ đồng dạng, hắn thanh âm run rẩy nói, ta nghe qua, nhưng ta không dám nói. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Thương Thiên Hạc phản ứng thế mà lớn như vậy, xem ra cái này Hắc Vương mẫu, thật sự là một cái nhân vật ghê gớm. Thậm chí tại tinh không bỉ ngạn chỉ sợ không thiếu cường giả đều e ngại. Cũng không biết nhậm tiền bối cùng Siva có hay không tiếp xúc qua cái này Hắc Vương mẫu. Cái này Hắc Vương mẫu, đáng sợ như thế. Diệp Thần thấp giọng thì thào, nếm thử thôi diễn thiên cơ, vốn là cũng không ôm hy vọng gì, nhưng ra ngoài ý định, hắn một chút thôi diễn, thế mà thấy được chút cổ lão hình ảnh. Hắn nhìn thấy một cái tư thái nở nang đầy đặn mỹ phụ nhân, tại trong một dòng sông dài tẩy tắm rửa, mỹ phụ nhân đứng dậy, trơn bóng da thịt đong đưa mắt người hoa, nàng từ trong sông đi ra, toàn bộ trường hà đều trở nên đen như mực dơ bẩn, tản mát ra cổ quái hôi thối. Cái này, đây không phải Thiên Mẫu nương nương sao? Diệp Thần thấy cảnh này hình ảnh, lập tức chấn động. Người mỹ phụ này, lại là Thiên Mẫu nương nương. Trong trường hà dơ bẩn ô uế, tại Thiên Mẫu nương nương sau khi đi, ùm ụp không ngừng sôi trào, tiếp đó hội tụ thành một bãi ngọa nguậy bùn nhão. Có mắt tai miệng mũi cùng cổ quái vặn vẹo tay chân, chậm rãi từ bùn nhão bên trong sinh ra. Diệp Thần một hồi tê cả da đầu, lập tức cái gì đều hiểu rồi, hướng Thương Thiên Hạc nói. Cái này Hắc Vương mẫu, kỳ thực chính là ta sư mẫu, Thiên Mẫu nương nương hắc ám biến thành. Thiên Mẫu nương nương trước đây phi thăng, mắt thấy tinh không bị ngạn cao thủ nhiều như mây, nàng đi một đầu đường tắt, trực tiếp xa đọa vực sâu, mượn dùng vực sâu ma đạo sức mạnh, cấp tốc quật khởi. Đến cuối cùng, Thiên Mẫu nương nương tấn thăng đến thiên đạo cảnh, lại tẩy trắng lên bờ, tẩy sạch một thân hắc ám ma khí, quay về huyền hoàng thần đạo. Diệp Thần vừa mới nhìn thấy hình ảnh, chính là Thiên Mẫu nương nương tẩy trắng lên bờ hình ảnh. Cái này tẩy trắng lên bờ, chính là mặt chữ ý tứ, tại một đầu sông thần bên trong, rội rửa chính mình ô uế cùng tội ác, đem đủ loại hắc ám ma khí kịch độc bẩn thỉu đồ vật, toàn bộ rửa đi, tiếp đó lên bờ, từ ma đạo đi vào thần đạo. Nhưng Thiên Mẫu nương nương trên thân tẩy ở dưới hắc ám vật chất, lại không có tiêu thất, mà là tụ lại, tạo thành một cái quỷ dị quái vật. Cái quái vật này, chính là về sau Hắc Vương mẫu. Diệp Thần người tại không không lúc nào khoảng không, cùng tinh không bị ngạn cách nhau rất xa, vốn là Hắc Vương mẫu nhân quả, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng nhìn thấy. Nhưng, bởi vì cái này Hắc Vương mẫu, là Thiên Mẫu nương nương hắc ám khí thức biến thành, Diệp Thần cùng Thiên Mẫu nương nương, quan hệ lại 10 phần tỉ mỉ. Cho nên, hắn lại thấy rõ Hắc Vương mẫu quá khứ, thấy được Hắc Vương mẫu vừa mới sinh ra thời điểm bộ dáng, thấy được Thiên Mẫu nương nương tẩy trắng lên bờ tư thái. Thương Thiên Hạc nói, mộ chủ, ngươi cũng thấy được. Diệp Thần gật gật đầu, nói, cái này Hắc Vương mẫu, đáng sợ như thế sao? Ngươi vì cái gì như thế kinh hoàng? Thương Thiên Hạc run giọng nói, ta,
Ta từng thua ở cái này Hắc Vương mẫu thủ hạ, trong lòng có ma chướng, vì vậy vừa nghe đến tên của nàng, liền tim đập nhanh bối rối, để mộ chủ đại nhân chê cười. Diệp Thần gật đầu nói, thì ra là thế. Thương Thiên Hạc lấy lại bình tĩnh, nói, kỳ thực cũng không có gì thật là sợ, cái này Hắc Vương mẫu mặc dù lợi hại, nhưng ta đỉnh phong thời điểm, thực lực cũng không so nàng kém bao nhiêu, chỉ là quá khứ tâm ma, cũng không dịch tán đi. Nói đến đây, thanh âm hắn lại ổn định một chút, biết người mình tại luân hồi mộ địa bên trong, cái này Hắc Vương mẫu vô luận như thế nào, đều khó có khả năng thương tổn tới chính mình. Mộ chủ, ta có thể giúp ngươi che đậy thiên cơ, ngăn cách Hắc Vương mẫu quan sát, ngươi thật muốn cứu thế, liền buông tay đi cứu a. Ta tin tưởng ngươi quyết đoán. Thương Thiên Hạc đạo, lần này thật sự tỉnh táo lại. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, có Thương Thiên Hạc trợ lực, trong lòng của hắn lập tức an ổn rất nhiều, liền hướng Ác Mộng lão tổ nói. Ác Mộng lão tổ, ta không thể nhìn thế giới phá diệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta muốn cứu thế, nếu như ngươi muốn ngăn ta, liền cứ tới a. Ác Mộng lão tổ nghe Diệp Thần bình tĩnh lại mạnh mẽ lời nói, run rẩy nói, thiếu đế, ngươi. Ngươi thật muốn nhìn xem thần sắc đẹp bị ăn sạch. Nàng quang, một khi nở rộ, tuyệt đối sẽ bị Hắc Vương mẫu để mắt tới. Diệp Thần nói, không sao, ta sẽ che đậy thiên cơ, ngăn cách Hắc Vương mẫu quan sát. Ác Mộng lão tổ gần như là gầm thét lên, ngươi ngăn không được. Ngươi vặn vẹo thiên cơ, dùng chính là vực sâu thủ đoạn, Hắc Vương mẫu bản thân chính là vực sâu đi quá giới hạn giả, ngươi lại có thể nào man thiên quá hải. Bây giờ Diệp Thần đã vặn vẹo thiên cơ, che đậy thái sơ quan sát, nhưng loại thủ đoạn này, là vực sâu thủ đoạn, lại không cách nào ngăn cản vực sâu cường giả bản thân, ngăn không được Hắc Vương mẫu nhìn trộm. Diệp Thần nói, ta còn có khác thủ đoạn. Ác Mộng lão tổ ngẩn ngơ, nói, thủ đoạn khác. Hắn có chút võng nhiên nhìn xem Diệp Thần, phát hiện mình coi như khám phá thiên cơ, cũng không cách nào thấy rõ Diệp Thần nội tình. Diệp Thần đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Mà nhìn Diệp Thần bộ dáng tự tin, hắn rõ ràng không phải nói đùa, thật sự có thủ đoạn, có thể che chắn Hắc Vương mẫu quan sát. Diệp Thần lúc này tự động thôi diễn, đích xác cũng phát hiện thiên cơ phù hợp, chỉ cần Thương Thiên Hạc ra tay, đầy đủ che đậy Hắc Vương mẫu quan sát. Dù sao không không lúc nào khoảng không cùng tinh không bị ngạn, bản thân liền cách nhau rất xa, có thiên địa quy tắc hạn chế, chỉ cần lại tốn chút thủ đoạn, muốn ngăn cách bị ngạn các cường giả nhìn trộm, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Thần sắc đẹp, chỉ có thể ngươi ra tay rồi. Chỉ có ngươi quang, có thể phá diệt hắc ám, cứu vớt thế giới này. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn bên người thần sắc đẹp, ôn thanh nói. Thế nhưng là, thần sắc đẹp vẫn còn do dự. Nàng cũng nghĩ cứu thế, nhưng nàng càng muốn cứu rỗi Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng, nói, không có chuyện gì, ngươi cứu thế ngoài, dư quang cũng có thể cứu rỗi ta, có thể hóa giải ta phần thiên đại kiếp, bảo đảm trong vòng 10 năm không tái phát. Ngươi không muốn phụ ta, ta thật cao hứng, nhưng ta không muốn ngươi phụ thiên hạ. Thần sắc đẹp trầm mặc, nhìn thấy chung quanh Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, thiên nữ bọn người, đều tại nhìn nàng. Luân hồi trận doanh đám người. Mặc dù bây giờ tạm thời không có chuyện làm, nhưng quy khư đại kiếp còn tại tàn phá bừa bãi, nếu như thần sắc đẹp không nhanh chóng xuất thủ, vực sâu hắc ám lại ăn mòn tới, tất cả mọi người đều phải bị vực sâu tâm ma giày vò. Hảo, vậy ta nghe lời ngươi, lựa chọn cứu thế. Thần sắc đẹp cắn bờ môi của mình, thảm thiết nhìn Diệp Thần một mắt. Cũng cứu ngươi. Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng, liền tùng cởi ra chính mình dắt thần sắc đẹp tay. Hắn cuối cùng là buông tay. Cơ thể lui về phía sau thối lui, trong tay tế ra thiên đế kiếm, ngón tay trên thân kiếm một vòng, một cỗ kiếm mang màu vàng óng, như phong vân uẩn nhướng, vận sức chờ phát động. Ầm ầm, không không lúc nào khoảng không, chư thiên vạn giới, vô tận tinh thần nổ tung hủy diệt âm thanh, không ngừng truyền đến, còn có sinh linh khóc thét, hắc ám sinh sôi ra vô tận ma vật, tại sắc bén rít gào gọi. Thần sắc đẹp có thể tinh tường cảm nhận được ngoại giới hết thảy, nàng hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Chắp tay trước ngực, thấp giọng ngâm sướng nói. Vạn cổ ung dung, xa xôi tuế nguyệt, thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Sống có gì vui, chết có gì khổ, thân ta thành quang, gột rửa ma trần. Hoa lạp, hoa lạp, hoa lạp. Kèm theo thần sắc đẹp ngâm sướng, từng sợi thần thánh quang huy, từ trên người nàng chảy xuôi mà ra, thuần trắng đậm đặc phải tựa như sữa bò, không ngừng phát tán ra. Trên người nàng quang, cũng đích xác nồng nặc tựa như sữa bò giống như. Dọc theo da thịt của nàng không ngừng chảy xuống. Tại mênh mông thần thánh quang huy bên trong,
thần sắc đẹp, toàn thân quần áo đều tựa như cởi ra, trên người nàng quần áo phảng phất là dư thừa, nàng là thần thánh sạch sẽ, không cần bất luận cái gì quần áo trang trí, thế gian vạn vật nàng mà nói, bất quá là vướng víu cùng cát bụi gánh vác. Chỉ có tự nhiên như thế, không mảnh vải che thân trạng thái tinh khiết, mới thật sự là thuần mỹ. Bất quá bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy thần sắc đẹp như thế trạng thái, chỉ có thể cảm thụ đạo một đạo chói mắt quang. Ngoại trừ Diệp Thần. Diệp Thần thấy ngây người, chỉ thấy thời khắc này thần sắc đẹp, toàn thân không có bất kỳ cái gì gò bó, mênh mông từ bi thánh quang không ngừng tỏa ra, cũng không chói mắt, quang huy vừa đúng như nãi như mật, nhu hòa chiếu rọi đến trong chư thiên vạn giới đi, như thánh mẫu tay vuốt ve thiên địa, vuốt lên hết thảy đau đớn, chôn vùi hết thảy hắc ám cùng yêu ma. Ác mộng lão tổ, Nguyên Thiên Đế, Phật Tổ, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di bọn người, căn bản thấy không rõ thần sắc đẹp, lại cảm nhận được một đoàn lóa mắt vô cùng quang, thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Thần sắc đẹp đang phát sáng, đang cứu thế, như thánh mẫu từ bi trìu mến thế nhân, bọn hắn cũng choáng váng, bị trước mắt một màn này thần thánh nhu hòa lại quang huy thật lớn hình ảnh, triệt để rung động. Mặc dù thần sắc đẹp là không có thế ra bất kỳ trói buộc nào bộ dáng, nhưng mọi người trong lòng, lại không có nửa điểm thiết động ý niệm. Trong lòng chỉ có thần thánh từ bi cùng nhân ái. Thần sắc đẹp cơ thể, vừa đúng sung mãn cùng nở nang, da thịt trắng nõn như sữa bò, nhìn tựa như một bộ hoàn mỹ pho tượng đồng dạng, toàn thân trên dưới tìm không ra nửa điểm tì vết, chỉ là mắt thấy bộ dạng này hoàn mỹ thân thể, cho dù là hung ác hơn nữa dữ tợn yêu ma, đều biết lập tức chịu đến cảm hóa, trở nên mặt mũi hiền lành. Sống có gì vui, chết có gì khổ, thân ta thành quang, gột rửa ma trần. Thần sắc đẹp như thiên lại bàn tiếng ngâm sướng, khuếch tán đến chư thiên vạn giới, thanh âm của nàng, nàng quang, nàng từ bi những nơi đi qua, bể tan tành tinh thần một lần nữa khôi phục, chết đi sinh linh một lần nữa phục sinh, tàn phá bừa bãi yêu ma quái vật, hoặc là tại quang huy bên trong hôi phi yên diệt, hoặc là bỏ xuống đổ đao, đạp đất quy y. Đây là một màn không có gì sánh kịp tráng lệ hình ảnh, như sử thi, như thần thoại, vốn là đã gần như phá diệt thế giới, bởi vì có thần sắc đẹp quang, lại lần nữa hồi phục. Diệp Thần nhìn xem quang huy thần thánh mà hoàn mỹ thần sắc đẹp, nội tâm một hồi rung chuyển. Luân hồi mộ địa bên trong, Thương Thiên Hạc gấp giọng nói, mộ chủ, nhanh mượn dùng lực lượng của ta, ra tay che đậy thiên cơ. Thần thánh như vậy quang, tuyệt đối đừng để Hắc Phương Mẫu phát hiện. Diệp Thần trong lòng hơi động, muốn xuất thủ, nhưng ở thần sắc đẹp quang huy chiếu dọi xuống, nội tâm của hắn một mảnh tĩnh mịch an tường, cái gì tranh đấu sát phạt ý niệm, đều sinh không ra, trong tay mặc dù nắm thiên đế kiếm. Nhưng lại vô tâm xuất kiếm. Ai? Cơ thể cho ta. Thương Thiên Hạc thấy thế, vội vàng phụ thân Diệp Thần, hắn tại luân hồi mộ địa bên trong, không bị đến thần sắc đẹp quang huy ảnh hưởng, còn có thể duy trì phong phú đấu trí. Diệp Thần không có kháng cự, liền để Thương Thiên Hạc nhập thân vào trên người mình. Ông! Thương Thiên Thần kiếm lưu. Thương Thiên Hạc mượn Diệp Thần cơ thể, lập tức xuất kiếm, thiên đế kiếm giơ lên cao cao, trực chỉ thương khung, một đạo kim sắc kiếm mang phóng lên trời. Một tiếng xào sạc, phân quang hóa ảnh, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang Thương Thiên đạo uẩn. Cái này Thương Thiên Thần kiếm lưu, là Thương Thiên gia tộc hạch tâm bí truyền một trong, Diệp Thần sớm đã nắm giữ, bây giờ từ Thương Thiên Hạc thi triển đi ra, quả nhiên là kiếm khí ngập trời, ngàn vạn đầu mang theo Thương Thiên lam quang kiếm khí, ở trên không trung vừa đi vừa về bay múa, như vạn long xoay quanh, tràng diện úy vi tráng quan. Tại vô tận Thương Thiên kiếm khí xoay tròn băn khoăn phía dưới, thiên cơ triệt để bị che đậy. Có thể. Thương Thiên Hạc phát công hoàn tất, gật đầu một cái, linh hồn lập tức từ Diệp Thần trong thân thể lui trở về. Hắn bây giờ dù sao còn có nhật nguyệt cảnh thực lực, 10 phần cường hãn, nếu như phụ thân Diệp Thần quá lâu, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, sẽ no bạo Diệp Thần kinh mạch, mang đến không thể nghịch tổn thương. Diệp Thần nhìn thấy đầy trời kiếm khí xoay quanh băn khoăn khí tượng, cũng là có chút giật mình, Thương Thiên Hạc không hổ là cửu thiên lão tổ một trong, thực lực quả nhiên cường hoành. Có cái này Thương Thiên Thần kiếm lưu che đậy, liền không sợ Hắc Phương Mẫu nhìn trộm. Cách đó không xa Ác Mộng lão tổ, nhìn thấy ngàn vạn kiếm khí bàn thiên hùng vĩ hình ảnh, cũng là một hồi rung động kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần thủ đoạn lợi hại đến nước này. Cái này ngập trời kiếm khí nếu là chém xuống, hắn đều ngăn không được. Đương nhiên, Diệp Thần lúc này cũng không có tranh đấu tâm tư, thần sắc đẹp hào quang bao phủ xuống, hắn đắm chìm trong thánh quang bên trong, tâm thần một mảnh an lành. Cùng lúc đó, tinh không bỉ ngạn. Một tòa tràn ngập hắc ám, dơ bẩn, lại quỷ dị tinh khiết trong cung điện. Hắc Phương Mẫu đang ngồi ngay ngắn ở một cái màu đen quỷ dị trên ngai vàng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chung quanh nàng tràn ngập đậm đà hắc ám cùng dơ bẩn khí tức,
phảng phất toàn bộ thế giới đều tại nàng khống chế. Vương tọa tản ra yếu ớt hắc quang, phía trên điêu khắc thần bí kinh khủng phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tựa như nói quỷ dị nhiễu sóng cùng hư thối tà ác. Đột nhiên, Hắc Vương mẫu hơi động một chút, nàng cái kia đóng chặt hai con ngươi trong nháy mắt mở ra, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Ngay mới vừa rồi, nàng cảm giác được một đạo thánh quang. Thánh quang kia giống như một đạo sáng chói lưu tinh, trong nháy mắt xẹt qua nàng ý thức chi hải. Nhưng mà, thánh quang kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chỉ là một loại ảo giác. Hắc Vương mẫu đại chấn, nàng biết rõ, trong thế giới này, có thể làm cho nàng sinh ra ảo giác đồ vật lác đác không có mấy. Đạo này thánh quang xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, hơn nữa có người cố ý thi triển thuật pháp che đậy khí tức, cái này khiến trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hắc Vương mẫu hơi hơi đưa tay, hư không ba động, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Bóng đen này toàn thân tản ra quỷ dị cùng hôi thối, tay hắn nắm bộ xương màu đen thần trược, quanh thân phảng phất đen như mực dơ bẩn, tựa như từ địa ngục trong ao đi ra. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận lạnh lùng và thần bí. Đen cô, Hắc Vương mẫu âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm. Có thuộc hạ, đen cô hơi hơi cúi đầu, cung kính đáp lại nói. Vừa mới ta tựa hồ cảm giác được một đạo thánh quang, sau đó lại biến mất không thấy, nhất định là có người cố ý che đậy khí tức, người đi điều tra một chút cái này thánh quang tung tích. Hắc Vương mẫu ở trên cao nhìn xuống đạo, ta ẩn ẩn cảm giác cách ta rất xa, nhưng tia sáng chói mắt. Là, đen cô mặt không thay đổi đáp ứng, quay người chuẩn bị rời đi. Ngay tại đen cô sắp rời đi thời điểm, Hắc Vương mẫu lại mở miệng hỏi, thiên khôi thiên kiếm đồ đệ quân kiếm ảnh tang lễ như thế nào? Đen cô dừng bước lại, chậm rãi nói, thiên khôi kiếm chủ đem quân kiếm ảnh dùng đại trận hòa vào kiếm ma thể nội, bây giờ quân kiếm ảnh nhìn như trùng sinh, kỳ thực người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắc Vương mẫu nghe này, rất là phẫn nộ, nàng cái kia nở nang thân thể run nhẹ nhẹ. Trong mắt lập lòe tức giận ánh lửa, nói, thiên khôi kiếm chủ, thật tốt kiếm đạo không nghiên cứu, lại nhúng chàm loại này tà đạo, là đối với bản vương mẫu khinh nhờn. Đen cô khẽ nhíu mày, hỏi, vương mẫu, có phải hay không là yêu cầu đối với thiên khôi kiếm chủ cảnh cáo, chém giết hắn một vị khác đồ đệ răn đe. Đồ đệ của hắn Vân Giật Phong, tu luyện táng hồn một đạo, ta rất là không vui. Hắc Vương mẫu trầm tư phút chốc, sau đó lắc đầu, tạm thời không cần, cho Tử Tiêu Thần Sơn một bộ mặt. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này thiên khôi kiếm chủ đến tột cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Đen cô khẽ gật đầu, sau đó lui ra. Hắc Vương mẫu ngồi ở trên ngai vàng, rơi vào trầm tư. Nàng đang suy tư đạo kia thánh quang lai lịch, cùng với thiên khôi kiếm chủ hành động. Hắc Vương mẫu biết rõ, cái này tinh không bỉ ngạn sức mạnh rắc rối phức tạp, mỗi một cái cử động đều có thể dẫn phát không tưởng tượng được kết quả. Trụ thần, thái sơ, còn có rất nhiều quỷ dị chi đạo. Sau một nén nhang. Hắc Vương mẫu hai con ngươi ngưng trọng, nàng lòng quyết định, nhắm mắt bóp nát một cái quỷ dị tà ngọc bể tan tành trong nháy mắt, một cỗ hắc ám bẩn thỉu sức mạnh lan ra. Hắc Vương mẫu ý thức đắm chìm tại cỗ này trong bóng tối, tính toán tìm kiếm đạo kia thánh quang tung tích cùng với sau lưng bị che giấu thiên cơ. Tại nàng ý thức chi hải bên trong, một bức tranh dần dần hiện lên. Trong tấm hình là một thân ảnh mờ ảo, đối phương cao ngạo lại hăng hái, nhưng quá mức mơ hồ không cách nào thấy rõ mặt mũi. Mấu chốt nhất chính là, sau lưng của hắn có một đạo hình tròn chi bàn. Chẳng biết tại sao, nàng xuyên thấu qua tương lai, từ đây trong mâm nhìn thấy vực sâu cùng quang. Còn có thôn phệ. Cái này sao có thể? Hắc Vương mẫu trước ngực sóng lớn chập trùng, nàng không biết thân ảnh này đến tột cùng là ai, nhưng tuyệt đối là uy hiếp. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là ngươi dám ngăn tại thân ta phía trước, ngươi chỉ có thể bị bóng tối vô tình thôn phệ. Không không lúc nào khoảng không. Đối với Diệp Thần tới nói, may mắn Hắc Vương mẫu không có hoàn toàn phát hiện, thiên cơ che lấp coi như thành công. Bất quá hắn giờ phút này trước mắt chỉ có thần sắc đẹp quang. Thần sắc đẹp. Diệp Thần thu hồi thiên đế kiếm, ngơ ngác nhìn xem thần sắc đẹp cái kia thần thánh hoàn mỹ, trắng nõn không rảnh như mỡ đông thân thể. Như thế thần ân tác động, lại hình như là chuyện đương nhiên đồng dạng, Diệp Thần chậm rãi đi tới thần sắc đẹp trước người, tiếp đó thân thể hơi hơi uốn lượn, đưa tay ra chạm đến thần sắc đẹp tay. Hắn giờ phút này không có bất kỳ cái gì tạp niệm, như một cái tín đồ, đối mặt chí cao thần linh, liền nét mặt của hắn đều trở nên vô cùng thành kính đứng lên. Lúc này thần sắc đẹp toàn thân quang huy nở rộ, cái kia thần thánh quang huy, là đậm đà như vậy, thậm chí ngưng kết thành từng sợi như sữa bò giống như nguyên chất, chậm rãi dọc theo thần sắc đẹp thân thể hoàn mỹ đường cong,
một mực chảy xuôi đến mũi chân, tiếp đó rót vào Mộng Thiên Huyễn Nguyệt đồ thổ nhưỡng. Diệp Thần đứng tại thần sắc đẹp trước mặt, liền thấy tay của nàng, 10 ngón tay phấn nhuận trắng như tuyết, óng ánh trong suốt như ngọc, tại cái kia như sữa bò một dạng thánh quang làm nổi bật phía dưới, càng là lộ ra hoàn mỹ không một tì vết. Lộc cộc. Diệp Thần không hiểu nuốt nước miếng một cái, tiếp đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lấy một chút thần sắc đẹp cái kia bao trùm lấy thánh quang ngón tay. Tại hôn thần sắc đẹp đầu ngón tay đồng thời, Diệp Thần cũng liếm láp thần sắc đẹp trên ngón tay chảy giống như sữa bò thánh quang. Rõ ràng là đơn giản như vậy cử động, nhưng Nguyên Thiên Đế, Ác Mộng Lão Tổ, Phật Tổ, Hạ Nhược Tuyết bọn người nhìn ở trong mắt, đều cảm giác vô cùng thần thánh vĩ đại, bọn hắn thậm chí muốn quỳ xuống, thậm chí ba không phải đến hôn thần sắc đẹp mũi chân. Diệp Thần hôn thần sắc đẹp tay, cánh môi cảm nhận được cái kia như sữa bò giống như tinh khiết thánh quang, chỉ cảm thấy thể nội phần thiên đại kiếp, cuối cùng là lắng xuống. Trong đan điền của hắn, tòa kia muốn thiêu đốt cùng núi lửa bộc phát, đã từ núi lửa hoạt động đã biến thành núi lửa chết, lại lần nữa ngủ say. Diệp Thần đứng lên, sờ lên bụng dưới đan điền, liền cảm giác một hồi thanh lương, tòa này núi lửa chết, chỉ cần hắn không tận lực đi kích hoạt, cũng sẽ không phun trào. Hắn nguy nan, đã vượt qua. Hoặc có lẽ là tạm thời vượt qua. Vốn là, nếu như thần sắc đẹp không cứu thế, tất cả ánh sáng, đều dùng tới cứu trục Diệp Thần mà nói, cái kia Diệp Thần trong đan điền núi lửa, hẳn là giống như ổ bệnh trực tiếp tiêu mất. Nhưng bây giờ, thần sắc đẹp quang, đều cầm lấy đi cứu thế, Diệp Thần chỉ hấp thu một điểm dư quang, uống đến một chút chảy ra sữa bò. Liền điểm ấy dư quang, cũng không thể tiêu trừ ổ bệnh, ẩn chứa phần thiên đại kiếp núi lửa còn tại, nhưng ít ra, đã rơi vào trong giấc ngủ sâu. Trong vòng 10 năm, chỉ cần Diệp Thần không thường xuyên đi sử dụng trụ thần quyền hành, không kích thích ổ bệnh, núi lửa này cũng sẽ không bộc phát. 10 năm này thời gian, nếu tu vi của hắn, có thể tấn thăng đến nhật nguyệt cảnh, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Cảm ơn ngươi, thần sắc đẹp. Diệp Thần ngước đầu nhìn lên lấy thần sắc đẹp, quang huy bao phủ nàng, khuôn mặt như là trăng tròn thần thánh trong sáng. Nàng quang đã đại đại vuốt lên thế giới hắc ám, rất nhiều chết đi sinh linh. Tại thần sắc đẹp quang huy chiếu rọi, cũng nhao nhao hồi phục, quy khư đại kiếp đã sắp triệt để bị hóa giải, toàn bộ thế giới sinh cơ bừng bừng nhảy cẫng hoan hô, chư thiên vạn giới truyền đến hưng phấn kích động ca tụng âm thanh. Vượt qua đại kiếp các sinh linh, tại ca tụng lấy thần sắc đẹp tên, để cho Diệp Thần có chút bất ngờ là, hắn còn nghe được rất nhiều người tại ca tụng chính mình. Suy nghĩ một chút cũng phải, trận này cứu thế cử chỉ, nếu như không có Diệp Thần gật đầu, căn bản không có khả năng phổ biến. Diệp Thần cũng là thiên đại công thần, cái này cứu thế đại công đức, còn có chư thiên vạn giới vô số sinh linh tán tụng, hương khói tín ngưỡng, hóa thành từng sợi dư thừa năng lượng, từ bốn phương tám hướng tụ đến, như bách xuyên quy hải giống như chảy vào trong cơ thể của Diệp Thần. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần tu vi liền tấn thăng đến thiên đế cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, vô tận năng lượng hội tụ, Diệp Thần phúc trí tâm linh, bàn tay thân ở, hai tòa thiên quốc phế tích, tại hắn trong lòng bàn tay hòa làm một thể. Đó là Luân Hồi Thiên Quốc cùng Hoàng Đạo Thiên Quốc phế tích, bây giờ trực tiếp xung hợp, diễn biến thành một tòa mới quốc độ, đã từng chôn vùi sinh linh cũng nhao nhao hồi phục, hoang vu đại địa rút ra mầm non, từng tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là quốc gia hoàn toàn mới. Hai tòa thiên quốc xung hợp, về sau, mảnh này quốc độ, liền gọi Thiên Đế Luân Hồi Quốc A. Diệp Thần thấp giọng thì thào, phía trước hắn cùng Thiên Thanh Tử một trận chiến, Luân Hồi căn cơ hao tổn rất lớn, vốn là đã bỏ mình. Tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng bây giờ cứu thế đại công đức, vô số sinh linh tán tụng tín ngưỡng tụ đến, Diệp Thần luân hồi căn cơ, khôi phục một chút, xây lại chính mình quốc độ. Cái này mới xây quốc độ, Diệp Thần đặt tên là Thiên Đế Luân Hồi Quốc. Tòa này quốc độ, có luân hồi căn cơ, cũng ký thác Diệp Thần muốn đăng cơ xưng đế, không sợ phủ vân che liếc mắt qua hùng tâm. Hắn không có quên bản, thiên tổ luân hồi đạo, là hắn căn cơ. Nhưng hắn cũng không có câu nệ tại quá khứ. Hắn đứng tại thiên tổ trên bờ vai, nhất định đem đi được càng xa. Nhìn thấy Diệp Thần quốc độ lần nữa khôi phục, thần sắc đẹp cũng lộ ra một vòng từ bi nụ cười vui mừng, liền chuẩn bị triệt để nở rộ chính mình quang, triệt để đem quy khư đại kiếp hóa giải mất. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời, truyền đến một hồi không tầm thường vang động. Chỉ thấy Thương Thiên Thần Kiếm lưu ngàn vạn kiếm khí phía trên, bỗng nhiên tinh quang lập lòe, hà thải dâng lên, có dị tượng hiện ra. Hắc Phương Mẫu tới. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến tinh không phía trên, có một tòa to lớn cung điện một góc hiển hiện ra. Cung điện mang theo một khối bài ngạch, phía trên in bốn chữ. Thiên Sạch Cổ Điện.
là Thiên Sạch Cổ Điện. Diệp Thần nhìn thấy Thiên Sạch Cổ Điện hư ảnh xuất hiện, lập tức thần sắc đại biến. Thương Thiên Hạc Thương Thiên Thần Kiếm Lưu, che đậy thiên cơ, nhưng che không được Thiên Sạch Cổ Điện quan sát. Bởi vì, Diệp Thần giết chết Thiên Sạch Cổ Điện sứ giả Thiên Thanh Tử, phần này nhân quả quá mức huyết tinh, thiên cơ quá lớn, căn bản không che giấu được. Thiên Sạch Cổ Điện khí tượng hiện ra, chẳng lẽ Kính Lưu Tiên Tôn muốn xuất thủ? Ác Mộng lão tổ nhìn thấy trên bầu trời cung điện hư ảnh, thân thể lập tức run rẩy một chút, có loại dự cảm bất tường. Hắn tựa hồ biết, Thiên Sạch Cổ Điện sau lưng đại nhân vật. Kính Lưu Tiên Tôn, là Thiên Sạch Cổ Điện điện chủ sao? Diệp Thần cũng là kinh nghi bất định, vấn đạo. Thương Thiên Hạc đáp, chính là, cái này Kính Lưu Tiên Tôn thế nhưng là tinh không bỉ ngạn hạng nhất cường giả, là trong truyền thuyết, thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng mà kỳ, một đạo hóa thân, cũng chính là 72 trụ thần bên trong, hậu thổ nương nương hóa thân. Người này chấp trưởng huyền hoàng đại địa mẫu khí, lại được xưng đại địa chi mẫu, hư không địa mẫu chí tôn, thật sự là nhân vật không tầm thường. Hỏng bét, chẳng lẽ nàng lúc này lại muốn ra tay? Thương Thiên Hạc âm thanh mang theo điểm sợ hãi ý vị, trước đây Diệp Thần giết Thiên Thanh Tử, đã triệt để đắc tội Thiên Sạch Cổ Điện, nếu là Thiên Sạch Cổ Điện điện chủ, vị kia Kính Lưu Tiên Tôn ra tay trả thù, cái kia phiền phức rất. Chỉ thấy trên bầu trời, ngày đó Sạch Cổ Điện hư ảnh phía trên, quả nhiên có một đạo trong trẻo lạnh lùng bóng hình xinh đẹp, như kinh hồng lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia bóng hình xinh đẹp kinh hồng siêu vẹo, đầu ngón tay múa kiếm chém bổ xuống, mấy khúc quẹo nguyệt một dạng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, mang theo trong sáng thanh huy. Tại thiên địa pháp tắc hạn chế phía dưới, cái kia mấy khúc quẹo nguyệt kiếm quang, khí thế tựa hồ cũng không lăng lệ, cũng không có thương tổn đến Diệp Thần, thậm chí không thể chém xuống, chỉ là vừa đúng rơi xuống giữa không trung, vừa vặn đem đầy trời thương thiên kiếm khí, xé rách ra một đường vết rách. Vừa mới Thương Thiên Hạc, mượn Diệp Thần cơ thể ra tay, thi triển ra Thương Thiên Thần Kiếm Lưu, vạn kiếm hoành không, có từng cái thương thiên kiếm khí, tại vạn long xoay quanh, ở chân trời múa cướp, tạo thành một tầng kiếm khí màn trướng, che đậy thiên cơ, cách trở Hắc Vương mẫu quan sát. Bây giờ, Thiên Sạch Cổ Điện sau lưng cường giả ra tay, tại thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới, mặc dù không thể trực tiếp thương tổn tới Diệp Thần, thế nhưng mấy khúc quẹo nguyệt kiếm khí, lại đem thương thiên kiếm khí bố thành màn trướng, xé rách ra một đạo lỗ hổng. Có tinh quang cùng mịt mờ khí tức, từ đạo này trong lỗ hổng chút xuống, còn mang theo điểm không rõ cùng mùi nguy hiểm. Nguy rồi, thiên cơ bị chạm phá. Thương Thiên Hạc lập tức tê cả ra đầu, hắn lấy thương thiên kiếm khí vì màn trướng, chính là muốn ngăn cách Hắc Vương mẫu quan sát, nếu là màn trướng bị chém ra, vậy sẽ phát sinh cái gì? Một cỗ cực lớn bất an, từ Thương Thiên Hạc cùng Diệp Thần trong lòng dâng lên. Thần sắc đẹp thân thể còn tại phát sáng, thần thánh tinh khiết quang, dọc theo kiếm khí kia màn trướng lỗ hổng, chiếu rọi đến trên trời sao đi. Hô hô hô, một cổ quỷ dị âm phong, lập tức từ tinh không phía trên nổi lên, tiếp theo sát, kiếm khí kia màn trướng trong lỗ hổng, như có âm trầm quỷ khí hội tụ, lại chậm rãi mở ra một đôi mắt. Không tệ, một đôi huyết sắc con mắt đục ngầu, như nhật nguyệt cực lớn, đột ngột ở trên trời sao mở ra, xuyên thấu qua kiếm khí màn trướng lỗ hổng. Mang theo điểm hiếu kỳ cùng thần sắc tham lam, quan sát phía dưới cảnh tượng. Này đôi vẫn đục huyết nhãn nháy một cái, chính là như thế một cái chớp mắt, lại phảng phất có vô tận âm sát cùng quỷ dị vặn vẹo khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt vạn tinh tất cả ảm, Thương Thiên Hạc triển khai kiếm khí màn trướng, ngàn vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt vô thanh vô tức chôn vùi đi. Đen, Hắc Vương mẫu, là Hắc Vương mẫu ánh mắt. Thương Thiên Hạc cơ hồ là hét dầm lên, triệt để thất thố, biểu lộ cũng hoàn toàn méo mó. Giống như nhìn thấy cái gì đại khủng bố đồ vật, cả cỗ thân thể đều tại kịch liệt run rẩy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thần thực sự nghĩ không ra, hóa ra một người, lại còn có thể sợ hãi đến nước này. Thương Thiên Hạc sợ hãi, tựa như sẽ truyền nhiễm đồng dạng, Diệp Thần thấy được, nội tâm cũng sinh ra mãnh liệt nguy hiểm cùng bất an, toàn thân lông tơ dựng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cặp kia vẫn đục huyết nhãn. Cặp kia huyết nhãn lại nháy một cái, vốn là đã ảm đạm tinh quang, trở nên càng ảm đạm. Trên trời hiện ra một khuôn mặt người tới, cái kia huyết nhãn liền khảm nạm tại người kia trên mặt. Cái kia gương mặt người, vô cùng to lớn, phảng phất muốn hoành áp tinh không, khuôn mặt vặn vẹo xương vù dữ tợn, trắng hiếu da thịt tựa như ẩn chứa vô tận cừu hận cùng khát máu. Sự xuất hiện của nó, lập tức để thiên địa nổi lên thảm liệt âm phong, bốn phía không khí phảng phất sinh ra một cỗ không hiểu thi xú vị, làm cho người buồn nôn. Cái này, đây chính là Hắc Vương mẫu sao. Diệp Thần nội tâm đại chấn. Trương này trắng bệch vặn vẹo mặt người, nhìn kỹ lại, thật là có điểm bộ dáng quen thuộc, cùng Thiên Mẫu Nương Nương giống nhau đến mấy phần, giống như là chết đi Thiên Mẫu Nương Nương,
thi thể trong nước ngâm hơn 10 ngày, toàn thân xương hư thối, tạo thành quỷ dị ác quan, chính là người này mặt. Thiếu đế, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Thần sắc đẹp cứu thế, nàng quang, tất nhiên sẽ dẫn tới Hắc Phương Mẫu ngấp nghé. Mau giết nàng, không thể để Hắc Phương Mẫu đem nàng ăn hết. Bằng không hết thảy liền xong rồi. Ác mộng lão tổ nhìn thấy Hắc Phương Mẫu mặt người xuất hiện, lập tức khàn cả giọng gầm hét lên, ánh mắt lại nhìn phía thần sắc đẹp, lộ ra một vòng oán độc sát ý. Hắn biết rõ, nếu như thần sắc đẹp bị Hắc Phương Mẫu ăn hết, hậu quả khó mà lường được. Hắc Phương Mẫu là vực sâu đi quá giới hạn giả, nếu là lại lấy được thần sắc đẹp thuần mỹ quyền hành, kết hợp âm dương, thế cục sẽ không thể thu thập. Mộng Thiên Huyễn Nguyệt Đồ, bảo. Ác mộng lão tổ quát lên một tiếng lớn, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, càng là dẫn bạo Mộng Thiên Huyễn Nguyệt Đồ. Bây giờ Diệp Thần cùng thần sắc đẹp, đều tại Mộng Thiên Huyễn Nguyệt Đồ bên trong, ác mộng lão tổ một chút dẫn bạo thế giới, cũng biết thương tổn tới Diệp Thần. Nhưng trong lúc trước mắt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Nhất thiết phải giết chết thần sắc đẹp. Hắn tuyệt đối không thể nhìn thần sắc đẹp bị Hắc Phương Mẫu ăn hết. Ầm ầm. Mộng Thiên Huyễn Nguyệt Đồ Thiên Lý Giang Sơn, vạn dặm bình nguyên, mênh mông hư không, một chút bắt đầu nổ tung, toàn bộ thế giới điên cuồng sụp đổ nổ tung hình thành uy lực kinh khủng, hướng về Diệp Thần cùng thần sắc đẹp trên thân đánh tới. Mộ chủ đi mau. Thương Thiên Hạc vội vàng kêu lên. Lúc này Diệp Thần nhận được thần sắc đẹp dư quang trị liệu, phần thiên đại kiếp ổ bệnh đã hòa dịu, thực lực khôi phục không thiếu, muốn tại ác mộng lão tổ trong bạo tạc thoát thân, cũng không phải việc khó. Nhưng, thần sắc đẹp vì cứu thế, thể nội thánh quang đại đại tiêu hao, lúc này đã sắp lâm vào suy yếu, nàng lại không thể đào thoát ác mộng lão tổ nổ tung. Đi! Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, một chút ôm lấy thần sắc đẹp vòng eo, vèo một tiếng, bày ra nhật nguyệt thân pháp, cùng thần sắc đẹp cùng một chỗ, hóa thành một vệt sáng bắn ra, thoát khỏi ác mộng lão tổ nổ tung. Thiếu đế, ngươi, ngươi còn không nỡ giết nàng. Nàng đã bị Hắc Phương Mẫu để mắt tới, nhất thiết phải giết nàng. Ác mộng lão tổ gặp Diệp Thần cứu ra thần sắc đẹp, lập tức tức giận vừa giận hận. Không có sao chứ. Diệp Thần lại không có để ý tới ác mộng lão tổ, hắn tự nhiên không có khả năng tự tay đi giết chết thần sắc đẹp, ánh mắt nhìn về phía nàng, ấm giọng dò hỏi. Ta, đau quá. Thần sắc đẹp nghiến chặt hàm răng lấy, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, tay phải nắm chính mình cổ tay phải, chỉ thấy cổ tay nàng bên trên, một khỏa ánh sáng của bầu trời thủ cung xa óng ánh phát sáng. Viên này thủ cung xa là thái sơ bày ra hạn chế, vừa mới tại Mộng Thiên Huyễn Nguyệt Đồ bên trong, mộng ảo thế giới, có thể tạm thời thoát khỏi hạn chế, nhưng bây giờ Mộng Thiên Huyễn Nguyệt Đồ nổ rớt, thần sắc đẹp trở lại thực tế, thái sơ hạn chế, thái sơ phẫn nộ, thái sơ hàng phạt, một chút lại như thủy triều vọt tới, như có ngàn cái châm tại trong mạch máu đâm xuyên, đau đớn cực điểm. Diệp Thần cảm thấy thương yêu, cảm giác chính mình cùng thần sắc đẹp ở giữa, lại cách một lớp màng. Cái kia ánh sáng của bầu trời thủ cung xa, không ngừng tràn ngập ra màu trắng quang, bao phủ tại thần sắc đẹp trên thân, liền tạo thành một tầng màng ánh sáng một dạng đồ vật. Vốn là tại mới vừa rồi, Diệp Thần có thể phá mất cái này lớp màng, cùng thần sắc đẹp triệt để kết hợp, bất quá đột nhiên mà đến quy khư đại kiếp, lại làm rối loạn hai người vẻ đẹp. Thẳng đến trước mắt, Diệp Thần còn không có chân chính từng chiếm được thần sắc đẹp. Khặc khặc, khặc khặc. Diệp Thần còn chưa lên tiếng an ủi thần sắc đẹp, bên trên bầu trời liền truyền đến một hồi sắc bén khó nghe tiếng cười. Chỉ thấy Hắc Phương Mẫu cái kia gương mặt người, nhếch miệng nở nụ cười, nứt ra khóe miệng cơ hồ xé rách đến bên tai, có thể nhìn đến miệng bên trong xâm nhiên răng trắng cùng phía trên dính chặt dơ bẩn đồ vật, bộ dáng nhìn phi thường khủng bố. Nàng một đôi huyết nhãn, nhìn chòng chọc vào thần sắc đẹp, sau đó há mồm hút một cái, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền ra, muốn đem thần sắc đẹp hút vào thiên đi. Thần sắc đẹp ôi một tiếng, thân hình nắm bất ổn, quanh thân cuồng phong gào thét, lập tức bay lên, phải hướng Hắc Phương Mẫu miệng bay đi, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, Diệp Thần. Diệp Thần khẽ cắn môi, vội vàng đưa tay đem thần sắc đẹp giữ chặt, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực, không ngừng từ Hắc Phương Mẫu trong mồm truyền ra. Thần sắc đẹp người ở giữa, chịu đến Diệp Thần cùng Hắc Phương Mẫu lôi kéo, thân thể đều nhanh đứt gãy, khổ không thể tả. Ác mộng lão tổ nói, vô dụng, người phạm phải di thiên đại họa, thiếu đế. Bị Hắc Phương Mẫu để mắt tới người, không có khả năng đào thoát. Lập tức giết thần sắc đẹp, sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Nói đi, ác mộng lão tổ tế ra một thanh phi kiếm, víu một tiếng hướng thần sắc đẹp đầu đâm tới. Hắn tình nguyện giết chết thần sắc đẹp, cũng không muốn thần sắc đẹp bị Hắc Phương Mẫu ăn hết. Chanh! Nhưng, Diệp Thần cũng không nguyện nhìn xem thần sắc đẹp chết đi,
tay phải lôi kéo thần sắc đẹp tay, không để nàng bị hút đi, tay trái vung ra thiên đế kiếm, một chút chém dụng ác mộng lão tổ bắn tới phi kiếm. Thiếu đế, người đây là chấp mê bất ngộ. Người biết kết quả sao? Ác mộng lão tổ khuôn mặt vặn vẹo, không nghĩ tới Diệp Thần còn muốn giữ gìn thần sắc đẹp. Thần sắc đẹp lộ ra một vòng thê lương biểu lộ, nhìn một chút trên trời đạo nhân kia khuôn mặt, hướng Diệp Thần nói. Giết ta đi, Diệp Thần, có lỗi với. Nàng có thể cảm giác được, cái kia gương mặt người, đạo kia giữ tợn miệng to kinh khủng, cùng bị Hắc Vương mẫu nuốt luôn, chẳng bằng cầu một cái kiểu chết thống khoái. Quy khư đại kiếp tai nạn đã hóa đi, mặc dù bởi vì Hắc Vương mẫu đột ngột xuất hiện, thần sắc đẹp còn không có triệt để hoàn thành cứu thế, thế gian này còn có một số hắc ám bạo động tồn tại. Nhưng chín thành tàn phá bừa bãi hắc ám, cũng đã bị nàng xóa đi, còn lại một thành cực khổ, dựa vào chúng sinh lực lượng của mình, có thể trong bóng đêm bất khuất chống lại. Có thể nói, đại kiếp đã qua, thế giới vượt qua tận thế kiếp nạn, về sau mặc dù còn sẽ có đủ loại tranh đấu hắc ám giết hại tồn tại, nhưng ít ra thế giới sẽ không hủy diệt. Chờ hắc ám lần nữa tích lũy đến diệt thế tình cảnh, vậy phải rất lâu, thần sắc đẹp đã hoàn thành chính mình cứu thế sứ mệnh, nàng không phụ Diệp Thần, cũng không phụ thiên hạ. Nàng bây giờ nghĩ chết. Mặc dù còn rất nhiều tiếc nuối, còn rất nhiều chưa hoàn thành nguyện vọng, nhưng bất kể như thế nào, nguy hiểm nhất kiếp nạn, đã vượt qua, thần sắc đẹp bây giờ tình nguyện chết, cũng không muốn bị Hắc Vương mẫu ăn hết. Ta có thể nào giết ngươi? Diệp Thần cắn răng, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng Thương Thiên Hạc dò hỏi. Tiền bối, nhưng có phương pháp giải quyết, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Diệp Thần bây giờ còn tại gắt gao nắm lấy thần sắc đẹp tay, không để nàng bị Hắc Vương mẫu hút đi ăn hết, nhưng Hắc Vương mẫu sức mạnh quá cường đại, Diệp Thần cảm giác chính mình sắp chống đỡ không nổi đi. Thương Thiên Hạc nói, trên bầu trời mặt người, là Hắc Vương mẫu một đạo ma khí ý chí biến thành, cũng không phải là Hắc Vương mẫu bản thể, tại thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới, nàng bản thể cũng không cách nào buông xuống. Chỉ là một đạo ma khí ý chí, chúng ta có thể chém dụng. Nhưng, mộ chủ, ta không cách nào ra tay. Diệp Thần nói, là tâm ma của ngươi. Thương Thiên Hạc cúi đầu nói, là, ta từng thua ở Hắc Vương mẫu thủ hạ, trong lòng sớm đã có ma chướng, bây giờ đối mặt nàng, lại không có dũng khí ra tay. Thương Thiên Hạc cũng là một đời cường giả, chính là Cửu Thiên Lão Tổ một trong, trước kia từng tại tinh không bị ngạn lôi kéo khắp nơi, nhưng đối mặt Hắc Vương mẫu, hắn cũng là hoảng hốt sợ hãi, có thể thấy được cái này Hắc Vương mẫu lợi hại. Cái kia chỉ ta tới ra tay. Tiền bối, mượn lực cho ta. Diệp Thần khẽ cắn môi, nói. Thương Thiên Hạc một hồi xúc động, nói, mộ chủ, ta nhật nguyệt cảnh sức mạnh, đối ngươi cơ thể tới nói, gánh vác quá lớn, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, ta không đề nghị như thế. Diệp Thần nghe được có thể giải quyết, cũng không để ý bất kỳ giá nào, nói, không cố được nhiều như vậy, mượn lực cho ta. Thương Thiên Hạc mắt thấy tình thế trói buộc, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nói, hảo. Hắn lập tức đem lực lượng của mình, đều chút xuống đến Diệp Thần trên thân. Oanh! Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm giác một cỗ sôi trào mãnh liệt thần quang, tại trong kinh mạch của mình chảy xuôi, nổ tung, gào thét, đó là Nhật Nguyệt Quang. Thương Thiên Hạc Nhật Nguyệt cảnh tu vi, đều đã chút xuống đến Diệp Thần trên thân. Phần này tu vi, đối với Diệp Thần tới nói, cường đại mà kinh khủng, kinh thiên tu vi quán chú mà vào, hắn cảm giác thân thể của mình đều sắp bị no bạo. Thậm chí thân thể đều bị lực lượng này vô tình xé rách. Diệp Thần không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, phát tiết thể nội bạo dũng sức mạnh, vô tận đế quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, chiếu rọi thiên địa, huy hoàng chói mắt. Nhìn thấy Diệp Thần chợt bộc phát ra minh mông thiên đế quang, ác mộng lão tổ, Phật tổ, nguyên thiên đế bọn người đều là ngây dại, đó là một loại vượt qua không không lúc nào khoảng không, kinh thiên vĩ đại quang. Là Nhật Nguyệt Quang. Diệp Thần làm sao lại có loại thực lực này? Chẳng lẽ đây chính là Diệp Thần tối ỷ lại át chủ bài? Thương Thiên Thần kiếm chạm. Diệp Thần lấy được Thương Thiên Hạc sức mạnh quán chú, Thiên Đế kiếm lập tức nghịch thiên bạo chạm mà ra, Thương Thiên Thần kiếm lưu uy năng thi triển đến cực hạn, một đạo kim sắc hỗn tạp bầu trời thanh minh sắc kiếm quang, chém ngược hướng trời cao treo mặt người. Diệp Thần tay phải còn cầm chặt lấy thần sắc đẹp không thả, lúc này là tay trái xuất kiếm, nhưng kiếm khí chi lăng lệ hung mãnh, lại là không hề yếu. Trên bầu trời mặt người, nhìn thấy Diệp Thần biểu chạm mà đến kiếm khí, cái kia kinh tởm trên khuôn mặt, lập tức lộ ra một cỗ kinh ngạc lại thần sắc hốt hoảng. Cái này mặt người sau lưng Hắc Vương mẫu, tựa hồ cũng không có ngờ tới, Diệp Thần lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy một kiếm, cường hãn đến đủ để đem cái kia mặt người chém chết. Mắt thấy Diệp Thần kiếm khí, liền muốn chém chết mặt người, nhưng lúc này,
Trên bầu trời, lại có tinh quang dâng lên, thiên sạch cổ điện hư ảnh đang phát sáng, mấy khúc quẹo nguyệt một dạng kiếm quang chút xuống, vừa đúng cản lại Diệp Thần Thương Thiên kiếm chạm. Xuy. Song phương kiếm quang kiếm khí va chạm, cùng nhau tiêu tan vô hình. Thiên sạch cổ điện sau lưng vị cường giả kia, ra tay hỏa hầu nắm đến một chút tuyệt diệu, vừa vặn liền phá mất Diệp Thần kiếm khí, cũng không nhiều dùng một phần sức mạnh. Vị cường giả kia dường như đang kiêng kỵ thiên địa quy tắc phản phệ, cho nên ra tay vô cùng có chừng mực. Diệp Thần kiếm, cứ như vậy vừa đúng bị phá rơi mất, đồng thời không có thể gây tổn thương cho hại đến cái kia gương mặt người. Thương Thiên Hạc kêu lên, nguy rồi, Kính Lưu Tiên Tôn lại ra tay rồi, nàng muốn ngăn cản ngươi. Vốn là, Diệp Thần mượn dùng Thương Thiên Hạc sức mạnh, lại phối hợp tự thân kiếm pháp thần thông, hoàn toàn có thể chém dụng bầu trời mặt người. Nhưng, hắn đắc tội Thiên Sạch Cổ Điện, lúc này Thiên Sạch Cổ Điện điện chủ, vị kia Kính Lưu Tiên Tôn, lại thi triển trả thù thủ đoạn, muốn để Diệp Thần đau đến không muốn sống. Mặc dù, tại thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới, Kính Lưu Tiên Tôn cũng không có trực tiếp sát thương Diệp Thần, nhưng ra tay phá mất Diệp Thần kiếm khí, không cho Diệp Thần chém giết Hắc Phương Mẫu, cái này đã cho Diệp Thần mang đến phiền phức ngập trời. Xuy xuy xuy. Diệp Thần lại xuất kiếm, mấy cái hung mãnh kiếm khí thẳng chém lên thiên, nhưng vẫn như cũ có mấy đạo trăng khuyết một dạng kiếm khí, từ thiên sạch cổ điện trong hư ảnh chút xuống, đem kiếm của hắn phá mất. Hắc Phương Mẫu cái kia gương mặt người, không phát hiện chút tổn hao nào, nàng tựa hồ cũng đã nhìn ra, Kính Lưu Tiên Tôn tại ngăn cản Diệp Thần, nhịn không được phát ra khặc 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 tiếng cười, đã mừng rỡ, cũng đối Diệp Thần mang theo điểm ý giễu cợt. Đích xác, Diệp Thần tại Thương Thiên Hạc trợ lực phía dưới, kiếm thế cực kỳ cường hãn, Hắc Phương Mẫu đạo nhân này khuôn mặt, cũng ngăn cản không nổi. Nhưng, có Kính Lưu Tiên Tôn ra tay, Diệp Thần ngập trời bắn nổ kiếm khí, lại không thể tới gần Hắc Phương Mẫu một chút. Toàn bộ bị Kính Lưu Tiên Tôn hóa giải. Hắc Phương Mẫu cùng Kính Lưu Tiên Tôn, cũng không tốt giao, thậm chí một chút thời gian nào đó sẽ có không hợp, nhưng Kính Lưu Tiên Tôn ra tay, hoàn toàn là vì trả thù Diệp Thần. Ta lại không thể, Diệp Thần. Giết ta đi. Thần sắc đẹp gương mặt tái nhợt, bờ môi hơi hơi nổi lên thanh tử chi sắc. Hắc Phương Mẫu nứt ra miệng, không ngừng truyền đến hấp lực cường đại, muốn đem nàng hút vào thiên đi, mặc dù nàng tại Diệp Thần lôi kéo phía dưới. Còn không có bị ăn sạch, nhưng đã khổ không thể tả, cơ thể tao ngộ một chút xíu vực sâu khí tức xâm lấn, lại có thái sơ trừng phạt, đủ loại kiếp nạn giao điệt, thần sắc đẹp chỉ muốn vừa chết để cầu giải thoát. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng không nguyện buông tay, cũng không muốn giết chết thần sắc đẹp, đang lúc chủ trừ, chợt nghe một tiếng A-di-đà Phật, chỉ thấy Phật Tổ đứng dậy, chắp tay trước ngực, nghiêm nghị nói. Đẹp thần sư tôn, trước kia ta từng là đệ tử của ngươi, ngươi thuần mỹ quyền hành. Hội tụ thế gian hết thảy mỹ hảo, là ngã Phật Pháp đầu nguồn. Người đối với ta thần ân quan tâm, hôm nay cũng đến ta báo đáp thời điểm. Phật Tổ nhìn lên trên trời cái kia trương kinh tởm mặt người, trong mắt lộ ra túc sát cứng rắn đối chi ý, bước ra một bước, quát lên. Tà ma ngoại đạo, hôm nay lão nạp cùng ngươi đồng quy vu tận. Chỉ thấy Phật Tổ trên thân, nổ ra vạn trượng Phật quang, sau đó lại phun ra từng luồng thiên đạo quang huy, như thủy tinh thuần túy. Trước đây Diệp Thần ba phần thiên đạo, đem đã từng thiên đạo nữ thần quyền hành, cắt chém thành ba phần, Phật Tổ nhận được một phần, hắn chấp trưởng thiên đạo chi lực cùng vô thượng Phật Pháp, có thể nói là không lúc nào khoảng không đỉnh cấp cường giả. Bây giờ, đối mặt Hắc Phương Mẫu mặt người, Phật Tổ nhiều xả thân chi ý, càng đem tự thân sở hữu máu tươi tính mệnh, toàn bộ đúc nóng thành quang, vô tận Phật quang cùng thiên đạo tinh quang phóng lên trời, cả bầu trời đều hóa thành đường hoàng kim sắc, truyền ra vô tận Phật Pháp Phật sướng, kinh thiên động địa. Phật Tổ. Diệp Thần giật nảy cả mình, đã thấy Phật Tổ cả người, đều hòa tan trở thành quang, xông thẳng thiên khung. Giờ khắc này Phật Tổ, thiêu đốt hết thảy, bộc phát hết thảy, lại sinh mệnh sau cùng trong chốc lát, thế mà như đột phá thiên địa quy tắc hạn chế, ẩn ẩn toát ra nhật nguyệt cảnh huy hoàng. Phật Tổ quang, như liệt nhật, như hạo nguyệt, huy hoàng thần thánh rộng rãi, đều phóng tới Hắc Phương Mẫu cái kia gương mặt người. Ách, a a a, Hắc Phương Mẫu cái kia gương mặt người. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô tận Phật quang nổ tung hết, Phật Tổ xả thân, muốn cùng Hắc Phương Mẫu đồng quy vô tận, liền Kính Lưu Tiên Tôn cũng đỡ không nổi. Oanh một tiếng, kèm theo một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa, Phật Tổ đốt hết huyết nhục biến thành quang, nổ tung hết, triệt để đem Hắc Phương Mẫu mặt người vỡ nát. Mặt người bị tạc nát, hóa thành vô số tan nát khô héo huyết nhục bốn phía bắn tung tóe, sẽ ở Phật Tổ hào quang bên trong hòa tan, đầy trời cũng là Phật pháp kim quang cùng thủy tinh nhật nguyệt tia sáng. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Diệp Thần, Ác Mộng lão tổ, Nguyên Thiên Đế bọn người, ngơ ngác nhìn xem một màn này,
tất cả mọi người không nghĩ tới, Phật tổ thế mà lại hy sinh chính mình, tình nguyện xả thân tự bảo, cũng muốn cùng Hắc Vương Mẫu đồng quy vu tận. Hắc Vương Mẫu mặt người bị tạc nát, thần sắc đẹp thoát khỏi khốn nhiễu, lập tức ngã xuống, bị Diệp Thần đỡ lấy. Thần sắc đẹp nhìn thấy Phật tổ tự bảo hy sinh, cũng là rất là xúc động, một mặt sầu não. Ô, ô, đã thấy hai khỏa nho nhỏ cục đá, từ trên không trung rớt xuống, chính là hai khỏa xá lợi tử. Cái này hai khỏa xá lợi tử, một khỏa kim sắc, Phật pháp tinh khiết, một khỏa màu đen, tràn ngập quỷ dị chi khí. Cái này hai khỏa xá lợi tử, tựa như hai khỏa vẫn thạch nhỏ giống như, lao nhanh bay xuống xuống, phá không phát ra tiếng rít bén nhọn, thẳng hướng Diệp Thần cùng thần sắc đẹp bay tới. Lúc này Diệp Thần cùng thần sắc đẹp, nhìn thấy xá lợi tử bay tới, đều bắt được một cỗ nguy hiểm kinh khủng, nhưng hai người đều tại trạng thái hư nhược, cũng là không cách nào tránh né. Thần sắc đẹp đương nhiên không cần phải nói, nàng tiêu hao chính mình quang, đầu tiên là cứu thế, lại lọt vào Hắc Vương Mẫu hấp xả, bây giờ đã hao hết sức mạnh, hư thoát bất lực. Mà Diệp Thần vừa mới huy động liên tục mấy kiếm, đi chảm bổ Hắc Vương Mẫu mặt người, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, lấy hắn thiên đế cảnh tu vi, bộc phát nhật nguyệt cảnh kiếm khí, tựa như ba tuổi hài đồng vung vẩy nặng ngàn cân binh, tự thân không bị thương đã là vạn hạnh. Thương thiên hạc sức mạnh, đã từ Diệp Thần trong kinh mạch rút đi, như thủy triều tan hết, Diệp Thần toàn thân cũng là một cỗ cảm giác trống không, kinh mạch cơ bắp lại là từng trận nhói nhói, mắt thấy đến cái kia hai khỏa xá lợi tử bay xuống, đã không cách nào tránh né. Ba, ba, cái này hai khỏa xá lợi tử, màu vàng một khỏa, bắn vào Diệp Thần thể nội. Màu đen viên kia, lại bắn tới thần sắc đẹp trong thân thể đi. Ngô, Diệp Thần cùng thần sắc đẹp hai người, đồng thời phát ra kêu đau một tiếng. Kim sắc xá lợi tử bắn vào, Diệp Thần lập tức bắt được một cỗ hùng hậu năng lượng, viên này kim sắc xá lợi tử, là Phật tổ tự bảo hy sinh sau, lưu lại tới đồ vật, bên trong ẩn chứa Phật tổ Phật pháp tinh hoa, còn có một phần ba thiên đạo quyền hành. Luận Phật pháp thu vi, Diệp Thần kỳ thực đã vượt qua Phật tổ, hắn cái này luân hồi Phật, chính là thế gian tối cường Phật, Phật tổ Phật pháp tinh hoa, với hắn mà nói, cũng không có cái gì tăng thêm tác dụng. Có tăng thêm, là cái kia một phần ba thiên đạo quyền hành. Nếu là kế thừa phần này thiên đạo quyền hành, Diệp Thần tu vi có thể thêm một bước đột phá. Nhưng, hắn phần thiên đại kiếp, vừa mới lắng lại, trong đan điền núi lửa, thật vất vả mới trở nên yên ắng. Nếu là lại đi kế thừa trụ thần quyền hành, một khi phát động phần thiên đại kiếp, hậu quả khó mà lường được. Tôn Di. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, hét to một tiếng, kêu gọi Tôn Di tên, há miệng phun một cái, liền đem vừa mới nhập thể kim sắc xá lợi tử, phun tới. Bị Diệp Thần phun ra xá lợi tử, Phật quang đã không tồn tại, chỉ có thiên đạo quyền hành tán phát như thủy tinh tia sáng. Diệp Thần không có luyện hóa thiên đạo quyền hành, nhưng xá lợi tử bên trong ẩn chứa Phật pháp tinh hoa, hắn lại hấp thu, dùng để bổ dưỡng chống không cơ thể, khôi phục mấy phần nguyên khí. Tôn Di nghe được Diệp Thần la lên, lập tức a một tiếng, tỉnh ngộ lại, mở ra miệng thơm, đi đón xá lợi tử, một chút đem xá lợi tử nuốt mất. Nàng đã là một đời mới thảo thần, chấp trưởng rừng rậm sách quyền hành, thực lực không kém, có đầy đủ nội tình, đi chịu tải một phần thiên đạo quyền hành. Cái này một phần thiên đạo quyền hành, Diệp Thần là tuyệt đối không thể chính mình luyện hóa, hắn chỉ có thể mặt khác chọn một truyền nhân. Mà phóng nhãn luân hồi trận doanh, thích hợp nhất kế thừa thiên đạo quyền hành người, cũng chỉ có Tôn Di. Diệp Thần ba phần thiên đạo, hắn cắt nhỏ ba đạo thiên đạo quyền hành, cuối cùng phân biệt từ Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Ngụy Dĩnh kế thừa. Diệp Thần, ngươi nhìn thần sắc đẹp. Tôn Di nuốt vào xá lợi tử sau, sợ thiên đạo quyền hành sau lưng phần thiên đại kiếp phát tác, cũng không dám trực tiếp luyện hóa, mà là trước tiên đem xá lợi tử phong ấn đến chính mình trong đan điền, ánh mắt nàng nhìn về phía thần sắc đẹp, lộ ra lướt qua một cái kinh dị chi sắc. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy thần sắc đẹp như bạch ngọc trên người, đang ti ti lũ lũ tản mát ra quỷ dị ma khí, cái kia từng sợi ma khí vô cùng nồng đậm, thậm chí tại thần sắc đẹp trên thân, tạo thành một bộ trường bào màu đen. Trường bào màu đen phía trên, thêu rất nhiều tu la ma quái, núi thây biển máu cảnh tượng, còn có mười mấy tấm xấu xí dữ tợn nhếch miệng cười tà mặt người. Mỗi một tấm mặt người, cũng là Hắc Vương Mẫu xấu ác khuôn mặt. Diệp Thần thấy cảnh tượng này, lập tức một hồi kinh ngạc. Vừa mới cũng có một khỏa xá lợi tử, bắn vào đẹp thần thể bên trong, đó là một khỏa màu đen xá lợi tử, tràn ngập quỷ dị ma khí. Viên kia xá lợi tử, là Hắc Vương Mẫu xá lợi tử. Nhanh phun ra. Diệp Thần sắc mặt đột biến, một chút hiểu rồi. Hắc Vương Mẫu cái kia gương mặt người, là Hắc Vương Mẫu mà đạo ý chí biến thành, bản thân ẩn chứa cực kỳ dồi dào, lại cực kỳ quỷ dị năng lượng kinh khủng,
Phật tổ tự bạo sau đó, mặt người tuy bị nổ nát vụn, nhưng bên trong ẩn chứa ma đạo ý chí, cũng không có tiêu thất. Tương phản, Hắc Phương mẫu ma đạo ý chí, còn hóa thành một quả màu đen xá lợi tử, trực tiếp bắn vào đẹp thần thể bên trong. Không phun ra được, đã, cái kia xá lợi tử, đã tan vào ta khí huyết kinh mạch bên trong. Thần sắc đẹp che tim, hơi có điểm đau đớn rên rỉ lên, toàn thân hắc khí không ngừng tràn ngập, Hắc Phương mẫu viên kia xá lợi tử, tựa như một quả u ác tính giống như, ký sinh đến trong cơ thể nàng. Giết ta, Diệp thần. Không, đã chậm, ngươi không giết chết được ta. Thần sắc đẹp thở phì phò, con mắt sinh ra quỷ dị biến hóa, con ngươi lại hóa thành nhật nguyệt bộ dáng, nhưng đó là màu đen nhật nguyệt, trên người nàng có nhật nguyệt cảnh khí tượng phun ra tới, nhưng vô luận là ánh sáng mặt trời vẫn là nguyệt quang, đều lộ ra một cỗ tà ác màu đen. Xuy, tại cách đó không xa ác mộng lão tổ, nhìn thấy thần sắc đẹp trên người quỷ dị biến hóa, lập tức huy kiếm ám sát mà đến, một kiếm quán xuyên thần sắc đẹp trái tim. Nhưng thần sắc đẹp lọt vào ác mộng lão tổ kiếm đâm, lại như cái người không việc gì tựa như, không có lộ ra nửa điểm thụ thương đau đớn bộ dáng. Ác mộng lão tổ rút trường kiếm về, đã thấy trên thân kiếm, không có nửa điểm vết máu, hắn vừa mới một kiếm, giống như chỉ là đâm xuyên không khí đồng dạng. Thần sắc đẹp trên ngực, có một đạo trường kiếm xuyên qua vết thương kinh khủng, nhưng vết thương này tuôn ra một tia ánh sáng màu đen, một chút liền khép lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp thần cùng ác mộng lão tổ đều ngây dại. Nhật nguyệt cảnh, cái này, đây là nhật nguyệt cảnh khí tượng. Ác mộng lão tổ toàn thân phát run, kiếm trong tay trực tiếp rớt xuống đất. Nhật nguyệt cảnh cường giả, thể chất đã cùng thường nhân khác biệt, thường nhân cơ thể, chính là huyết nhục, bị thương tổn sau, huyết nhục sẽ tổn hại. Nhưng nhật nguyệt cảnh cường giả, cơ thể đã huyết nhục, cũng là quang, mặc dù huyết nhục cũng biết thụ thương, nhưng chỉ cần đại đạo bản nguyên bất diệt, đại đạo chi quang phun trào một chút, nghiêm trọng đến đâu thương thế, cũng biết trong nháy mắt khôi phục, tử vong cũng có thể vô hạn phục sinh. Đây chính là nhật nguyệt cảnh cường đại cùng chỗ đáng sợ. Bây giờ thần sắc đẹp lọt vào Hắc Phương mẫu xá lợi ký sinh, cung cấp kế thừa Hắc Phương mẫu bộ phận quyền hành sức mạnh, đã có nhật nguyệt cảnh nội tình. Tại thiên địa pháp tắc hạn chế phía dưới, thần sắc đẹp còn không thể nắm giữ nhật nguyệt cảnh cấp bậc sức chiến đấu, nhưng nhật nguyệt cảnh có sẵn hết thảy thiên phú, thần quang bất diệt, tái sinh máu thịt, vô hạn phục sinh các loại, nàng cũng đã nắm giữ. Diệp thần, ta muốn phi thăng. Thượng thiên đang triệu hoán ta. Ta không muốn rời đi, nếu ta phi thăng, đi đến tinh không phía trên, Hắc Phương mẫu nhất định sẽ ăn ta. Thần sắc đẹp lộ ra biểu tình hoảng sợ, nắm chắc Diệp thần tay. Trên người nàng không ngừng tràn ngập ra ma khí, cũng không ngừng tản mát ra màu đen nhật nguyệt chi quang. Loại ánh sáng này, lay động đất trời, thiên đạo cái bóng tại trên bầu trời hiện lên, sáng sinh chi trụ ông tác hưởng, phát ra mãnh liệt tác động, muốn triệu hoán thần sắc đẹp phi thăng. Hạ giới người tu luyện, tu vi đến nhật nguyệt cảnh sau, liền nhất định sẽ bị thượng thiên tác động, phi thăng tới tinh không bỉ ngạn. Bởi vì, không lúc nào trống không thế giới, căn bản không chứa được nhật nguyệt cảnh cường giả, một khi tấn thăng nhật nguyệt, nhất định phải phi thăng. Đây là một loại quy luật tự nhiên, thật giống như chôn dưới đất hạt giống, năng lượng sinh cơ tích xúc viên mãn, nhất định liền sẽ chui từ dưới đất lên nảy mầm lớn lên. Một nữ nhân hoài thai 10 tháng, nàng liền nhất định phải sinh con. Đây chính là quy luật tự nhiên, hạt giống sẽ nảy mầm, trứng gà sẽ phá xác, tiểu hài sẽ trưởng thành, một cái hạ giới người tu luyện, nếu như tích xúc viên mãn, cũng nhất định sẽ phi thăng. Thần sắc đẹp khí tức, mặc dù còn không tính viên mãn, nhưng có nhật nguyệt cảnh khí tượng nàng, đã không phải là không lúc nào khoảng không có thể chứa đựng, thượng thiên đang triệu hoán nàng lập tức liền muốn phi thăng. Vừa mới Hắc Phương mẫu ăn không hết nàng, nhưng nàng phi thăng, Hắc Phương mẫu nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, đem nàng ăn hết. Trong cơ thể của nàng, ký sinh lấy Hắc Phương mẫu xá lợi, tựa như một cái tín tiêu, vô luận nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, đều trốn không thoát Hắc Phương mẫu đuổi bắt. Ha ha, ha ha ha. Ác mộng lão tổ phát ra đau thương tiếng cười, đạo, thiếu đế, người biết sai lầm rồi sao? Người sớm giết chết thần sắc đẹp, liền sẽ không có bây giờ họa. Hiện tại coi như muốn giết nàng, cũng không giết chết, chỉ có thể nhìn nàng phi thăng, tiếp đó bị Hắc Phương mẫu ăn hết. Thần sắc đẹp đã nắm giữ nhật nguyệt cảnh đạo uẩn, đã không giết chết. Một khi nàng phi thăng, chỉ có bị Hắc Phương mẫu ăn hết hạ tràng. Diệp thần khẽ cắn môi, cũng cảm thấy thần sắc đẹp phi thăng, là thiên địa đại thế, không thể ngăn cản. Nhưng, hắn cũng không hối hận. Thần sắc đẹp, đừng sợ, ta tại bỉ ngạn phía trên, cũng có người. Diệp thần nắm lấy thần sắc đẹp tay,
nhẹ giọng an ủi nàng, ánh mắt nhìn về phía tinh không phía trên, cao giọng nói. Nhậm tiền bối, Shiva, thiên mẫu nương nương, thiên tổ, như thần sắc đẹp phi thăng, còn xin các ngươi trông nom nàng một hai. Diệp thần cũng không biết, thanh âm của mình, có thể hay không bị trên trời người nghe được, hắn bây giờ chỉ là đang an ủi thần sắc đẹp. Không cần bao lâu, ta cũng biết bay thăng, đến lúc đó, ta cũng biết đi tinh không bỉ ngạn đi tìm ngươi. Diệp thần ngắm nhìn thần sắc đẹp, ôn thanh nói. Quy khư đại kiếp đã giải quyết, Diệp thần cũng đã nhận được cứu thế đại công đức, vốn là hắn có cơ hội phi thăng. Đương nhiên, không phải bay thẳng, mà là từ Shiva cùng Nhậm Phi Phàm tiếp dẫn, áp dụng lén qua phương thức, dọc theo đặc thù lộ tuyến, tiến vào tinh không bỉ ngạn. Nhưng, cùng thiên thanh tử một trận chiến, Diệp thần tiêu hao quá lớn, căn cơ bị hao tổn quá nghiêm trọng, hắn đã không có đầy đủ lực lượng phi thăng. Hơn nữa, hắn cùng Nhậm Phi Phàm, Shiva, thiên tổ ở giữa, tin tức cũng đoạn tuyệt, muốn phi thăng mà nói, nhất thiết phải một lần nữa cùng bọn hắn thiết lập liên lạc. Bằng không, lẻ loi một mình phi thăng, đối mặt tinh không bỉ ngạn đủ loại không biết kinh khủng, cái kia Diệp thần quá nguy hiểm. Hiện tại hắn là an ủi thần sắc đẹp, nói mình cũng rất nhanh phi thăng, có thể làm bạn thần sắc đẹp. Cứu rỗi ta, Diệp thần, nếu ta tương lai, bị Hắc Phương Mẫu ăn hết, người nhất định muốn cứu ta. Thần sắc đẹp buồn bã nhìn xem Diệp thần, nói. Nàng cảm giác ông trời triệu hoán, càng ngày càng mãnh liệt, thân thể trở nên nhẹ nhàng, nàng lập tức liền muốn phi thăng. Diệp thần nhìn xem thần sắc đẹp buồn bã biểu lộ, nội tâm cũng là xúc động, thiên tân vạn khổ giết chết thiên thanh tử, hủy diệt Hắc Phương Mẫu mặt người, không nghĩ tới cuối cùng, thần sắc đẹp hay là muốn cô độc phi thăng. Diệp thần cầm chặt lấy thần sắc đẹp tay, cảm giác thần sắc đẹp bàn tay, mặc dù vẫn là huyết nhục, nhưng cũng cảm giác là một tia quang. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, thần sắc đẹp cơ thể, giống như có hai loại hình thái, một loại là người huyết nhục hình thái, một loại khác là nhật nguyệt tia sáng hình thái. Một thực một hư. Hai loại khác biệt hình thái, điệt ra cùng một chỗ, hư thực xen lẫn, cảm giác rất khó hình dung. Đây là nhật nguyệt cảnh ảo diệu. Diệp thần chỉ biết là, chính mình sắp bắt không được thần sắc đẹp, giống như hắn không có khả năng đi tóm lấy một chùm sáng. Cứu ta, Diệp thần, không muốn quên đi ta. Thần sắc đẹp trong mắt mang theo thảm thiết chi sắc, cơ thể dần dần làm tan, hòa tan thành từng chút một quang. Hoặc nói đúng ra, đây không phải hòa tan. Đây chính là biến thành quang, là chịu đến thượng thiên triệu hoán, biến thành nhật nguyệt quang, phi thăng bỉ ngạn. Diệp thần cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, thần sắc đẹp như lưu sa giống như hòa tan hết, đã biến thành một chùm sáng, vô thanh vô tức bay đến bầu trời. Thần sắc đẹp. Diệp thần trong lòng nỗi đau lớn, kêu một tiếng, đưa tay đi bắt, nghĩ bắt giữ thần sắc đẹp quang, lại chỉ có thể bắt được không khí. Hắn ngơ ngác nhìn xem thần sắc đẹp quang, bay đến tinh không phía trên, triệt để tan biến trong tinh không. Mộ chủ, cái này có thể phiền toái. Thần sắc đẹp hơn phân nửa sẽ không bị Hắc Phương Mẫu ăn hết, bởi vì tinh không bỉ ngạn phía trên, có đủ loại thế lực cường đại, không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, bọn hắn sẽ không tùy ý Hắc Phương Mẫu bành trướng. Nhưng, Hắc Phương Mẫu mà đạo ý chí, hóa thành xá lợi, ký sinh tại đẹp thần thể bên trong, dần ra, thần sắc đẹp nhục thân, linh hồn, toàn bộ hết thảy, đều sẽ bị ăn mòn, bị đồng hóa, đến cuối cùng, nàng lại biến thành thứ hai cái Hắc Phương Mẫu. Trở thành Hắc Phương Mẫu hóa thân, tựa như người thanh liên phân thân đồng dạng. Thương Thiên Hạc nhìn thấy thần sắc đẹp phi thăng, cũng là lo lắng. Thần sắc đẹp có thể phi thăng, là bởi vì lọt vào Hắc Phương Mẫu xá lợi ký sinh, lấy được nhật nguyệt sức mạnh, tiếp đó chịu đến thượng thiên triệu hoán, cuối cùng phi thăng. Tinh không bỉ ngạn là một cái phức tạp thế giới, Hắc Phương Mẫu tự nhiên không thể chỉ tay giả thiên, Thương Thiên Hạc đoán chừng, thần sắc đẹp coi như phi thăng, cũng sẽ không dễ dàng liền bị Hắc Phương Mẫu ăn hết. Hắc Phương Mẫu rõ ràng cũng biết điểm này, mạnh ăn không thành, nàng dùng chính là sống nhờ thủ pháp, đem chính mình ma đạo ý chí, ký sinh đến đẹp thần thể bên trong, dần dần ăn mòn thần sắc đẹp bản nguyên, cuối cùng đạt tới đồng hóa, đem thần sắc đẹp biến thành chính mình hóa thân. Loại thủ pháp này, mặc dù có hiệu lực chậm chạp, không có trực tiếp thôn vệ sảng khoái như thế, nhưng lại càng thêm an toàn ổn thỏa, có thể tránh rất nhiều cường giả nhìn chăm chú cùng nhúng tay. Đáng tiếc ta còn không thể phi thăng. Diệp thần khẽ cắn môi, nếu là hắn có thể phi thăng mà nói, cùng thần sắc đẹp cùng một chỗ, chí ít có thể cùng đối mặt khó khăn. Không thể nhìn thần sắc đẹp bị Hắc Phương Mẫu ăn hết. Lúc này, Nguyên Thiên Đế đứng dậy, ngữ khí trầm trọng nói. Ngươi có cái gì biện pháp? Diệp thần vấn đạo, âm thanh mang theo chút lạnh liệt. Hiện tại hắn cùng Nguyên Thiên Đế, quan hệ đã tiếp cận quyết liệt, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, đạo khác biệt, trận doanh khác biệt,
có chút mâu thuẫn không cách nào hóa giải. Nguyên Thiên Đế nói, thần sắc đẹp lọt vào Hắc Vương mẫu Xá Lợi ký sinh, nàng đã ác đọa, không có khả năng lại thêm miệng vì ánh sáng mặt trời thánh mẫu, luân hồi chi chủ, đều là ngươi phạm vào tội sai. Nếu như ngươi không ngăn trở thiên sạch cổ điện, thần sắc đẹp đã sớm. Diệp Thần nói, ngậm miệng a, thiên sạch cổ điện sứ giả đều bị ta giết, ngươi nói những thứ này thì có ích lợi gì? Ta làm hết thảy, ta chưa từng hối hận qua. Nguyên Thiên Đế trầm mặc xuống, không nói gì một lúc lâu, mới lên tiếng, ác mộng lão tổ, thần sắc đẹp đã ác đọa, chúng ta phải nghĩ biện pháp giết chết nàng mới được. Bằng không, nàng rơi xuống Hắc Vương mẫu trong tay, hoặc bị Hắc Vương mẫu đồng hóa, biến thành vực sâu hóa thân, cái kia cực kỳ không ổn. Lời nói này lại là đối ác mộng lão tổ nói. Ác mộng lão tổ trong lòng hơi động, hắn cùng Nguyên Thiên Đế trận doanh mặc dù khác biệt, nhưng lúc này hai người đều có giống nhau tâm tư, đó chính là giết chết thần sắc đẹp, tránh thần sắc đẹp bị Hắc Vương mẫu nuốt luôn. Đã có tâm tư giống nhau, vậy thì có khả năng hợp tác. Nguyên Thiên Đế, thần sắc đẹp thế nhưng là con gái của ngươi, ngươi muốn giết chết nàng. Ác mộng lão tổ hỏi. Nguyên Thiên Đế nói, đã ác đọa tội nhân, ta không có loại này nữ nhi. Ác mộng lão tổ, ta cần ngươi trợ lực. Cùng ta cùng một chỗ phi thăng, chúng ta liên thủ đuổi theo giết thần sắc đẹp, người ta đều là trụ thần hóa thân, tại tinh không bỉ ngạn đều có chính mình tiềm tàng thế lực. Chỉ cần mượn dùng những cái kia thế lực, giết chết thần sắc đẹp cũng không khó. Ác mộng lão tổ trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, phi thăng, truy sát thần sắc đẹp. Thanh âm hắn mang theo điểm cố kỵ, dù sao Hắc Vương mẫu cái này vực sâu đi quá giới hạn giả, tại tinh không bỉ ngạn nắm giữ thế lực khổng lồ, hắn thật không dám trực tiếp phi thăng, bằng không xúc động Hắc Vương mẫu, chắc chắn phải chết. Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy, chúng ta nhất thiết phải liên thủ, mới có thể giết chết thần sắc đẹp. Bây giờ vách tường thế giới buông lỏng, chính là phi thăng tốt đẹp thời cơ. Không không lúc nào khoảng không cùng tinh không bị ngạn ở giữa, tồn tại vách tường thế giới, nhưng thiên thanh tử buông xuống, quy khư đại kiếp dung chuyển, thần sắc đẹp lại phi thăng, thế giới này bích trướng, lọt vào luân phiên xung kích, đã đại đại buông lỏng. Bây giờ, lấy Nguyên Thiên Đế thực lực, chỉ cần thi triển một chút kiếp trước trụ thần thủ pháp, cũng có thể phi thăng. Ác mộng lão tổ lại có cố kỵ, nói. Trực tiếp phi thăng, quá mức nguy hiểm, vạn nhất bị Hắc Vương mẫu để mắt tới, cái kia cực kỳ không ổn. Ngươi thật muốn hợp tác, theo ta cùng đi hỗn độn tử vực trung ương loạn hồn tuyệt vực, ở nơi đó có thể tìm được lén qua biện pháp. Chỉ có lén qua đi tinh không bị ngạn, lặng lẽ lẻn vào, mới có thể tránh thoát Hắc Vương mẫu quan sát. Nguyên Thiên Đế lông mày nhíu một cái, nói, lén qua sao? Ác mộng lão tổ nói, chính là, ngươi nếu thật có ý định hợp tác, liền nghe ta, cùng đi loạn hồn tuyệt vực lén qua. Tốc độ nhanh hơn, bằng không đợi Thiếu Đế khôi phục thực lực, hắn ra tay ngăn cản, vậy thì không ổn. Nói đến đây, ác mộng lão tổ nhìn lại Diệp Thần một mắt, ánh mắt mang theo chút lạnh ý, hắn đối với Diệp Thần đã không có ban sơ tôn trọng. Diệp Thần bây giờ còn là trạng thái hư nhược. Cho nên ác mộng lão tổ cùng Nguyên Thiên Đế, dám ngay mặt mưu đồ truy sát thần sắc đẹp sự tình. Nếu như Diệp Thần là trạng thái toàn thịnh, bọn hắn cũng không có lá gan này, Diệp Thần bạo phát, đủ để đem bọn hắn đều giết rồi. Diệp Thần chấn động, vừa tức giận, nói, Nguyên Thiên Đế, ác mộng lão tổ, các ngươi nếu dám tổn thương thần sắc đẹp, ta nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Còn có, tinh không bị ngạn nhậm tiền bối cùng Siva tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bất kể như thế nào, Diệp Thần quyết không cho phép như thế cực đoan cách làm. Ác mộng lão tổ nói, Thiếu Đế, ngươi vẫn là quyết đoán không được đi qua, thần sắc đẹp đã không còn là thần sắc đẹp, nàng chỉ là một cái bị Hắc Vương mẫu ý chí ký sinh, một cái tội nhân thôi. Mặc kệ đối quang minh trận doanh, vẫn là vực sâu trận doanh tới nói, nàng cũng là một cái tội nhân, một cái cực lớn tai họa ngầm, nhất thiết phải diệt trừ. Ngươi còn không bỏ xuống được đi qua, hôm nay không hiểu, nhưng tương lai, người cuối cùng rồi sẽ thông cảm khổ tâm của ta. Dừng một chút, ác mộng lão tổ lại hướng Nguyên Thiên Đế nói. Nguyên Thiên Đế, người thật muốn hợp tác, liền bồi ta đi loạn hồn tuyệt vực, tìm cái lén qua biện pháp như thế nào. Nguyên Thiên Đế cảm thấy suy nghĩ, trực tiếp phi thăng, đích xác khả năng bị Hắc Vương mẫu để mắt tới. Lén qua đi tinh không bị ngạn mà nói, che giấu tai mắt người, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Nội tâm của hắn có khuynh hướng phiền phức càng ít phương án. Nghĩ rõ ràng hết thảy, hắn liền gật gật đầu, nói, lén qua cũng tốt, vậy chúng ta liền đi một chuyến loạn hồn tuyệt vực. Ác mộng lão tổ cười nói, tốt lắm, bất quá, vì tiết kiệm khí lực, ta muốn cầm thủ hạ ngươi người huyết nhục, phô một đầu thông hướng loạn hồn tuyệt vực thiên lộ, ý của ngươi như nào?
nói nhìn về phía Nguyên Thiên Đế sau lưng đội ngũ, Nguyên Thiên Đế trong trận doanh, cường giả cũng không tính thiếu, thiên địa vô cực bốn vị trưởng lão, cũng là siêu phẩm thiên đế, huyết nhục của bọn hắn, có thể phô ra một đầu thiên lộ, mặc dù còn xa xa không cách nào thông hướng tinh không bỉ ngạn, nhưng thông hướng loạn hồn tuyệt vực đầy đủ. Thiên địa vô cực bốn vị trưởng lão, còn có đông đảo Nguyên Thiên Đế trận doanh đệ tử, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ sợ chính mình sẽ bị giết chết. Trong lòng bọn họ mặc dù có một tia phản kháng ý chí, nhưng, khi thấy Nguyên Thiên Đế, trong lòng bọn họ lại xuất hiện một đạo thoải mái. Sống hoặc chết, đều không trọng yếu là Nguyên Thiên Đế lựa chọn. Nhưng mà, Nguyên Thiên Đế lại lắc lắc đầu nói, bọn họ đều là thủ hạ của ta, vì ta hết hy vọng hiệu mệnh, ta không thể thương tổn bọn hắn. Đây chính là Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế khác nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía tứ lão cùng chư đệ tử, nói, ta muốn đi tinh không bỉ ngạn. Không thể mang lên các ngươi tản đi đi. Từ nay về sau, các ngươi liền thoái ẩn sơn lâm, thành thơi tuế nguyệt, về sau không cần nhúng tay bất luận cái gì phong ba tranh đấu. Tứ lão rất là sầu não, vẫn nói, Nguyên Thiên Đế đại nhân, ngươi thật muốn đuổi theo giết thần sắc đẹp sao? Nguyên Thiên Đế thở dài, vận mệnh như thế, nửa điểm không do người, ta cũng là không thể làm gì, thần sắc đẹp đã bị Hắc Vương mẫu ma đạo ý chí ký sinh, nàng đã là ác đọa tội nhân, nhất định phải trừ bỏ. Mục đích của ta vĩnh viễn không phải là vì chính ta. Các ngươi cùng luân hồi chi chủ một dạng, không bỏ xuống được đi qua, ta cũng không trách các ngươi. Chỉ là, luân hồi chi chủ đã lọt vào Thái Sơ căm thù, thân ta tại Thái Sơ trận doanh, lại không thể sẽ cùng luân hồi chi chủ giao hảo, các ngươi cũng không cho đi nương nhờ hắn, thoái ẩn sơn lâm chính là. Trước đó Diệp Thần cùng Thái Sơ quan hệ, còn có chút mập mờ mơ hồ, không thể tính toán bằng hữu, nhưng cũng không thể tính toán địch nhân. Nhưng bây giờ Thái Sơ muốn sắc phong thần sắc đẹp vì thánh mẫu, Diệp Thần lại ra tay ngăn cản, thậm chí giết chết thiên sạch cổ điện sứ giả, cuối cùng lại gián tiếp dẫn đến thần sắc đẹp ác đọa, lọt vào Hắc Vương mẫu ký sinh. Cái kia Diệp Thần cùng Thái Sơ ở giữa, quan hệ xem như triệt để quyết liệt, lâm vào đối địch bên trong. Nguyên Thiên Đế cũng nhất thiết phải cho thấy thái độ, hắn mặc dù thưởng thức Diệp Thần, nhưng trận doanh khác biệt, chú định chỉ có thể là địch. Nguyên Thiên Đế hướng về phía bọn thủ hạ, đem mọi việc phân phó thỏa đáng sau, một tiếng thở dài, lại nói, luân hồi chi chủ là quân tử người, các ngươi thoái ẩn sơn lâm, hắn chắc hẳn sẽ lại không làm khó dễ các ngươi. Nói ánh mắt liền hướng Diệp Thần nhìn lại. Diệp Thần trầm mặc, cũng không nói lời nào. Hắn tự nhiên sẽ không đối với thiên địa vô cực tứ lão ra tay, thậm chí hắn còn cùng cái này một số người hợp tác qua. Kỳ thực hắn bây giờ cơ thể trống rỗng, nếu như Nguyên Thiên Đế cùng ác mộng lão tổ liên thủ, liều lĩnh đại giới tới công lời nói, Diệp Thần cũng phiền phức rất. Bất quá, Nguyên Thiên Đế cùng ác mộng lão tổ cũng không có ý xuất thủ, coi như biết rõ Diệp Thần suy yếu, cũng không dám mạo hiểm, có trời mới biết Diệp Thần còn có bao nhiêu át chủ bài cùng thủ đoạn. Ta đi. Luân hồi chi chủ, thần sắc đẹp ác đọa, là ai trách nhiệm, ta cũng không muốn đi cãi cọ. Vận mệnh vô thường, tạo hóa trêu ngươi, ta nghĩ không ra, chúng ta sẽ trở thành địch nhân. Nguyên Thiên Đế ngữ khí rất là bi thương, tràn ngập tang thương chi ý, hắn rút kiếm vung lưỡi đao cắt vỡ bàn tay của mình. Đại lượng máu tươi cốt cốt chảy ra, trong hư không tạo hóa ra một đầu máu tươi thiên lộ. Tại tối hậu quan đầu, hắn cũng không có đi tổn thương bất luận kẻ nào. Ác mộng lão tổ nói muốn tiết kiệm khí lực, phải dùng huyết nhục chế tạo một đầu thiên lộ, Nguyên Thiên Đế không có sát hại người thủ hạ của mình, chỉ là huy sái ra bản thân máu tươi, trải thành thiên lộ. Đại lượng máu tươi tuôn ra, Nguyên Thiên Đế khuôn mặt trong nháy mắt lâm vào tái nhợt, trở nên vô cùng suy yếu. Lúc này ác mộng lão tổ chỉ cần ra tay, liền có thể nhẹ nhõm đem Nguyên Thiên Đế giết chết. Nhưng ác mộng lão tổ không có, hắn lộ ra một chút rung động biểu lộ, không nghĩ tới Nguyên Thiên Đế tình nguyện dứt bỏ máu tươi của mình, cũng không đi tổn thương thủ hạ người. Dưới so sánh, Hồn Thiên Đế cùng Nguyên Thiên Đế đạo, khác biệt lớn nhất xuất hiện. Đây chính là quang minh trận doanh đạo sao. Ác mộng lão tổ nội tâm rất là kiêng kỵ, loại này đạo, cùng vực sâu đạo, rất là khác biệt, hắn nhất thiết phải cảnh giác. Nhìn xem máu tươi thiên lộ trải thành, toàn trường tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn xem. Lên đường đi. Cáo từ, thiếu đế. Hy vọng tương lai chúng ta tại tinh không bỉ ngạn gặp mặt, thần sắc đẹp cái uy hiếp này đã bị chúng ta giải trừ. Ác mộng lão tổ mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nắm lấy Nguyên Thiên Đế, thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, sau đó đạp vào máu tươi thiên lộ, thẳng hướng loạn hồn tuyệt vực đi. Diệp Thần đưa mắt nhìn hai người đi xa, thân ảnh cuối cùng biến mất ở không trung. Đầu kia máu tươi thiên lộ cũng phai nhạt giải tán, hắn biểu lộ phức tạp, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cho dù ai cũng không nghĩ ra,
sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Võ Tổ, Diệp Lão, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di bọn người, yên lặng nhìn xem Diệp Thần, cũng không biết nói cái gì cho phải. Luân hồi mộ địa bên trong, Thương Thiên Hạc vấn nói, mộ chủ, chúng ta hiện nay phải làm như thế nào? Diệp Thần nhắm mắt lại, trong lòng chuyển qua đủ loại ý niệm, nói. Ta cũng nhất định phải đi tinh không bị ngạn, trực tiếp phi thăng là không bay được, thực lực của ta còn chưa đủ, chỉ có thể lén qua đi. Vừa mới ác mộng lão tổ cùng Nguyên Thiên Đế nói loạn hồn tuyệt vực. Diệp Thần nếm thử suy tính một chút, mơ hồ cảm giác được, cái này loạn hồn tuyệt vực, là hỗn độn tử vực trung ương chi địa, là một khối phi thường trọng yếu, cũng vô cùng chỗ đặc thù. Tại loạn hồn tuyệt vực bên trong, có lén qua đi tinh không bị ngạn đường tắt. Thương Thiên Hạc nói, loạn hồn tuyệt vực sao? Đó là hỗn độn tử vực trung ương chi địa, mộ chủ, người muốn trộm vượt qua tinh không bỉ ngạn mà nói, vậy chỉ có thể đi loạn hồn tuyệt vực thử vận khí một chút. Đó là một mảnh tràn ngập sát lục cùng địa phương hỗn loạn, hơn nữa đối với linh hồn thể, có cực lớn quấy dày, cho nên gọi, loạn hồn. Cái này nhưng có chút phiền toái a, nếu là ngươi đi đến loạn hồn tuyệt vực, ta không cách nào bảo hộ ngươi, mộ chủ. Loạn hồn tuyệt vực pháp tắc đặc thù, đối với linh hồn của con người, có mãnh liệt quấy dày cùng xâm phạt hiệu quả. Tại loạn hồn tuyệt vực bên trong, chỉ còn lại một tia tàn hồn Thương Thiên Hạc, cũng không phát huy ra bao nhiêu sức mạnh, không bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần nói, tiền bối yên tâm, ta có thể tự vệ. Loạn hồn tuyệt vực, tại hỗn độn tử vực trung ương, mà hỗn độn tử vực, tại không không lúc nào khoảng không cùng tinh không bị ngạn ở giữa, phía trước Diệp Thần tại Phạn Thiên Thánh Địa leo cây thời điểm, cũng leo đến vượt qua mặt. Hắn đoán chừng lấy lực lượng của mình, tại hỗn độn tử vực bên trong tự vệ, cũng đủ rồi. Thương Thiên Hạc nói, còn chưa đủ a, mộ chủ, ngươi cùng Thiên Thanh Tử một trận chiến, hao tổn thực sự quá lớn, tận gốc cơ bản đều gặp trọng thương. Coi như đằng sau ăn nhiễu sóng lão tổ, khôi phục một chút, nhưng cũng còn chưa đủ. Hỗn độn tử vực vốn là nguy hiểm, loạn hồn tuyệt vực càng là trong nguy hiểm nguy hiểm. Tinh không bị ngạn bên trong, có thật nhiều bị giáng chức bị trục xuất người, còn có rất nhiều kẻ liều mạng, đều tại loạn hồn tuyệt vực bên trong hoạt động, bọn hắn tu vi phần lớn có siêu phẩm thiên đế. Trong đó không thiếu đạo quân cảnh cùng nửa bước nhật nguyệt cảnh cường giả, người lẻ loi một mình, nếu là đụng tới nguy hiểm gì, chỉ sợ không dễ dàng giải quyết. Hỗn độn tử vực bên trong, không có không không lúc nào chống không người, chỉ có tinh không bị ngạn sa đọa người xuống. Tinh không bị ngạn kỳ thực cùng không không lúc nào khoảng không một dạng, cũng là một cái đại thế giới, có người mạnh kẻ yếu, người nhỏ yếu như sâu kiến, cường giả lớn như nhật nguyệt, thậm chí thiên đạo. Tinh không bị ngạn hệ thống tu luyện. Hạn mức cao nhất so không không lúc nào khoảng không cao hơn, ước chừng nhiều 7 cái đại cảnh giới, chính là, nhật nguyệt cảnh, nhiên đăng cảnh, vực sâu cảnh, thần chiếu cảnh, mệnh nguyên cảnh, đại thiên bất diệt cảnh, thiên đạo cảnh. Nhưng hạn cuối mà nói, cùng không không lúc nào khoảng không là giống nhau, thậm chí cùng hoa hạ địa cầu cũng giống như nhau, một người vừa mới xuất sinh, hắn chính là một đứa bé. Trên địa cầu hài nhi, cùng tinh không bị ngạn bên trên hài nhi, không có cái gì khác biệt. Chỉ là tinh không bị ngạn thế giới pháp tắc, có thể để một đứa bé, nhanh chóng trưởng thành lên thành cường giả. Tinh không bị ngạn pháp tắc, có đủ loại biến dị chỗ đặc thù, một cộng một không nhất định tương đương hai, có thể đợi tại trăm vạn, ngàn vạn. Tinh không bị ngạn cường giả, dựa vào một ít thủ đoạn, có thể sửa chữa pháp tắc, tỉ như sửa chữa thời gian pháp tắc, để một ngày biến thành một vạn năm, một cái kia hài nhi, chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể trưởng thành lên thành một cái nắm giữ vạn năm tu vi cường giả. Còn có tạo vật pháp tắc, tại tinh không bị ngạn bên trên tạo vật, cũng so bình thường thế giới đơn giản rất nhiều, bởi vì một cộng một không phải cố định tương đương hai, pháp tắc càng thêm tự do buông lỏng, một gốc dược thảo cùng một gốc dược thảo điệt ra cùng một chỗ, không chỉ là nhận được hai gốc, mà là khả năng có được ngàn vạn gốc. Dạng này, tiền kỳ đồ thiết yếu cho tu luyện dược liệu, liền hoàn toàn không thành vấn đề, tùy tiện trích một gốc dược thảo, thông qua sửa chữa thời gian pháp tắc, số lượng pháp tắc, tạo vật pháp tắc các loại. Có thể tùy tiện biến hóa ra ngàn vạn gốc dược thảo, sản xuất thành dược nước, chứa vào trong bình, trong cái chai này dược chấp, cũng là vĩnh viễn cũng sẽ không dùng tận. Có thể nói, tại tinh không bị ngạn, có thể nhẹ nhõm nắm giữ vô hạn tài nguyên, bất luận kẻ nào cũng có thể nhẹ nhõm tu luyện tới siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Tinh không bị ngạn một đứa bé, mới vừa sinh ra ngày đầu tiên, hắn có thể cùng trên địa cầu hài nhi, không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng đến ngày thứ hai, bởi vì thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc vân vân cải biến, trẻ sơ sinh này chỉ cần đến ngày thứ hai, liền có thể trưởng thành lên thành một cái nắm giữ vô tận kỷ nguyên tu vi siêu phẩm thiên đế cường giả. Đây chính là tinh không bị ngạn kinh khủng, hạ giới người đau khổ tìm kiếm tài nguyên cùng thời gian,
tại tinh không bỉ ngạn có thể giống thu hoạch không khí giống như đơn giản đến. Nhưng, siêu phẩm thiên đế lại hướng lên cảnh giới, sẽ rất khó tấn thăng, muốn tấn thăng, thiên phú, cơ duyên, khổ công, còn có đặc thù tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Một chút đặc thù tài nguyên, tỉ như ẩn chứa đại đạo pháp tắc tài nguyên, thu hoạch độ khó cực cao, hơn nữa gần như không thể phục chế, khó mà cải biến kỳ pháp tắc, đều sẽ là một, hai chính là hai, sẽ không thay đổi thiên biến vạn. Loại này chân quý hiếm thấy đặc thù tài nguyên, chỉ có trong truyền thuyết trụ thần, mới có thể thay đổi động kỳ pháp tắc. Tại tinh không bỉ ngạn bên trong, có vượt qua 7 thành người, tu vi đều kẹt tại siêu phẩm thiên đế, không cách nào lại tiến bộ, phần lớn người cũng chỉ là người bình thường. Đương nhiên, bởi vì tinh không bỉ ngạn nhiều người, còn lại 3 thành người tu luyện, số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Giống nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế loại này vô thượng đạo quân, phóng tới tinh không bỉ ngạn phía trên, coi như không chú ý hắn nhóm trụ thần hóa thân phận, bằng vào phần này tu vi, liền đầy đủ để vô số thế lực lôi kéo được. Đại đạo gian khổ, người bình thường dựa vào đắp lên tài nguyên, tu luyện tới siêu phẩm thiên đế đã là cực hạn, lại hướng lên tiến bộ liền vô cùng khó khăn. Cho nên, từ tinh không bỉ ngạn rớt xuống, tại hỗn độn tử vực hoạt động người, tu vi cũng đại bộ phận tại siêu phẩm thiên đế cùng đạo quân cảnh ở giữa, nhật nguyệt cảnh cường giả cơ hồ không có, một cái nửa bước nhật nguyệt cảnh cường giả, đã là không được tồn tại. Diệp thần tu vi là thiên đế cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, thực lực tổng hợp đủ để sánh ngang đạo quân, hắn lường trước lấy thực lực của mình, cũng đầy đủ tại hỗn độn tử vực tự vệ. Bất quá, Diệp thần kế hoạch, dù sao cũng là muốn lén qua đi tinh không bỉ ngạn, cái này tất nhiên xúc phạm một ít cấm kỵ, hắn nhất định phải có thực lực càng mạnh hơn, mới có thể yên tâm. Tiền bối, không cần lo lắng, chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục nguyên khí, lại đi giải quyết đi xấu thần, uống xong hắc huyên độc tuyền, ta có thể thêm một bước mở rộng thực lực. Đến lúc đó, ta lại đi hỗn độn tử vực, liền không sợ nguy hiểm. Diệp thần nói, hắn cảm thấy đã có quyết đoán. Thần sắc đẹp đã phi thăng, hắn tuyệt không nguyện nhìn thấy thần sắc đẹp bị hắc phương mẫu ăn mòn, đồng hóa, biến thành hắc phương mẫu hóa thân, thậm chí bị ăn sạch. Hắn muốn đi cứu rỗi thần sắc đẹp. Còn có, Nhậm Phi Phàm cũng tại tinh không bỉ ngạn chờ hắn, hắn cũng nghĩ đi cùng Nhậm Phi Phàm đoàn viên. Hơn nữa, Diệp thần thực lực bây giờ, đã nhanh sờ đến không lúc nào chống không trần nhà, muốn đột phá, cũng chỉ có thể đi tinh không bỉ ngạn tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên còn có một số chuyện, tỉ như Diêm Phù tinh thạch đạt đến nhi đến cùng lai lịch gì, hắn không cách nào xác định, nhưng liền trụ thần đều quan tâm, chắc hẳn người mang bí mật kinh thiên. Đáng tiếc Hoàn Mỹ bây giờ còn chưa tu luyện viên mãn vạn cổ thạch thần pháp. Những bí mật này chỉ có đi tinh không bỉ ngạn mới có thể chậm rãi giải khai. Còn có cái kia thiên khôi kiếm chủ, cùng với luân hồi mộ địa khí linh tỉnh lại. Tinh không bỉ ngạn có quá nhiều thứ đang đợi hắn. Ngay tại Diệp thần suy xét lúc, đột nhiên, hắn cảm giác được chung quanh hư không đang chấn động, thậm chí tràn ra không thiếu hư cách tia sáng. Hào quang nhỏ yếu tựa hồ có bộc phát khuynh hướng. Đây là cái gì? Hắn nhắm đôi mắt lại, vừa định cảm thụ, lại kinh hãi phát hiện cái này dị tượng không phải tới từ ngoại giới, mà là luân hồi mộ địa. Cái này sao có thể? Luân hồi mộ địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không nghĩ nhiều nữa, Diệp thần che đậy thiên cơ, tiến vào luân hồi mộ địa bên trong. Bước vào luân hồi mộ địa, hắn quả nhiên cảm nhận được đại địa đang không ngừng rung động, phảng phất có một cỗ cường đại sức mạnh từ sâu trong lòng đất thức tỉnh. Huyền quang từng trận lấp lóe, xen lẫn thành một mảnh rực rỡ màu sắc thần bí cảnh tượng. Đạt đến đâu rồi? Theo dị động càng mãnh liệt, hắn ẩn ẩn ngờ tới đây là hoàn mỹ tu luyện tới vạn cổ thạch thần pháp tầng thứ 9 dấu hiệu. Đạt đến nhi. Diệp thần vừa định kêu gọi hoàn mỹ, chính là nhìn thấy cách đó không xa sương mù từng trận. Trong mơ hồ, đứng nơi đó một đạo uyển chuyển thân ảnh. Khi ánh mắt của hắn rơi vào đạo thân ảnh kia phía trên lúc, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Trước mắt hoàn mỹ, vậy mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân hình của nàng uyển chuyển vô cùng, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, tựa như chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, dung mạo càng là xinh đẹp động lòng người, hai con ngươi giống như rực rỡ tinh thần, lập lòe thần bí mê người tia sáng. Khí chất cũng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Cao quý mà linh hoạt kỳ ảo, phảng phất tiên tử không dính khói lửa trần gian, để cho người ta nhìn mà phát khiếp nhưng lại nhìn không được lòng sinh ái mộ. Diệp thần đắm chìm tại cái này kinh diễm bên trong, còn chưa lấy lại tinh thần, hoàn mỹ đã nhào vào trong ngực của hắn. Diệp đại ca, ta cuối cùng tu luyện thành công. Thế nhưng là, ta cảm thấy ra biến mất, hắn giống như xảy ra chuyện. Cảm thụ được hoàn mỹ ấm áp, nghe trong miệng nàng lời nói. Diệp thần thần sắc càng ngưng trọng thêm.
Cứ thế đạt đến cùng Huyền Thanh đạo trưởng quan hệ, Hoàn Mỹ tất nhiên là cảm giác được cái gì, cái này cũng là nàng thành công tu luyện hoàn thành vạn cổ thạch thần pháp nguyên nhân. Hắn ôm Hoàn Mỹ, nhẹ nhàng an ủi, ra ra người thế nhưng là tinh không bị ngạn cường giả, coi như hắn xảy ra chuyện, cũng có biện pháp có thể phục sinh. Đạt đến nhi, tin tưởng ngươi ra ra được không? Hoàn Mỹ cái kia tràn đầy nước mắt hồng con mắt liếc mắt nhìn Diệp Thần, trọng trọng gật đầu, Diệp đại ca, ta bây giờ trở nên mạnh mẽ, ta có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo hộ ngươi. Diệp Thần vừa muốn nói gì, đột nhiên, một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ bao phủ mà đến. Cái này cùng trước đây không lâu Hắc Phương Mẫu phát hiện thần sắc đẹp cảm giác giống nhau như đúc. Tinh không bị ngạn có cường giả tựa hồ cảm giác được cái gì. Chủ yếu Hoàn Mỹ sau khi đột phá khí tượng quá mức mãnh liệt, liền luân hồi mộ địa đều khó mà hoàn toàn che giấu. Diệp Thần cau mày, trong lòng thầm nghĩ, quyết không thể khiến người khác nhìn trộm đến Hoàn Mỹ bí mật, bằng không Hoàn Mỹ chính là thứ hai cái thần sắc đẹp. Hắn lập tức muốn xuất thủ che đậy thiên cơ, nhưng lại phát hiện mình bây giờ lại có chút suy yếu, muốn hoàn toàn che lấp rất khó. Diệp đại ca, ngươi cũng cảm thấy có người ở xem chúng ta sao? Liền tại đây lúc mấu chốt, Hoàn Mỹ mở miệng nói. Sau đó, Hoàn Mỹ trong đôi mắt đẹp lập lòe ánh sáng kiên định, hai tay cấp tốc kết ấn, sau lưng lại xuất hiện một khỏa quỷ dị thất thải thần thạch. Diêm phù hỗn độn, lập lòe thần quang, thần lực hội tụ, bảo hộ ta tiến lên, phá tà trừ ma. Theo động tác của nàng, một cổ thần bí sức mạnh từ trong thần thạch tràn ngập ra, hóa thành một tấm quỷ dị thất thải lưới lớn, trong nháy mắt che đậy tràn lan đi ra thiên cơ. Những cái kia đến từ tinh không bị ngạn nhìn trộm cảm giác, tại Hoàn Mỹ thuật pháp phía dưới, lại giờ khắc này nhao nhao tiêu tan. Hoàn Mỹ hoàn thành đây hết thảy, thở ra một hơi, nhìn xem Diệp Thần, ôn nhu nói, Diệp đại ca, không cần lo lắng, có ta ở đây. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới Hoàn Mỹ còn có ngón này, nói. Đạt đến nhi, tiếp theo ngươi ở nơi này thật tốt cảm ngộ, hàng vạn hàng nghìn không cần thi triển một chút thuật pháp. Chờ chúng ta đi tinh không bị ngạn lại nói, được không? Mặc dù Huyền Thanh đạo trưởng nói Hoàn Mỹ tu luyện hoàn vạn cổ thạch thần pháp liền có thể đi tinh không bị ngạn, nhưng chuyện mới vừa phát sinh, để cho Diệp Thần không thể không cẩn thận. Hảo, Diệp đại ca, Hoàn Mỹ đáp ứng nói. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trở lại ngoại giới, dưới mắt xem như một cái tâm sự giải quyết. Đến nỗi càng chưa tới sự tình, báo đáp thiên tổ, thiết lập chân chính luân hồi thiên quốc, siêu thoát trụ thần, đối kháng thái sơ, đối kháng vực sâu, đều cần tự thân nắm giữ lực lượng cường đại. Mà chỉ có đi tinh không bị ngạn, Diệp Thần mới có thể tăng cường chính mình sức mạnh. Quy khư đại kiếp đã qua, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, Diệp Thần chỉ còn lại cái cuối cùng nhân quả, không có giải quyết. Đó chính là xấu thần. Chỉ cần giải quyết đi xấu thần, cướp được Hắc Huyên độc tuyền. Diệp Thần uống xong Hắc Huyên độc tuyền sau, khuyết tổn căn cơ tất có thể khôi phục, thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều. Bây giờ Diệp Thần trong đan điền, có một cái thái cực đồ, âm dương nhị khí tuần hoàn. Nhưng trong cơ thể của hắn, âm dương trật tự kỳ thực cũng không cân đối. Đầu óc của hắn bên trong, còn có quang chi tử ý chí, mênh mông thánh quang hội tụ, bị địa ngục xích sắt khóa lại. Nếu như không phải Diệp Thần chấp trưởng ma ngục mệnh tinh, có thể lợi dụng đủ loại pháp tắc, phong tỏa thánh quang mà nói. Hắn bây giờ đã bị quang chi tử đoạt xác. Hắn trong đại não, thánh quang năng lượng, cùng thời điểm tột cùng nhất đợi so sánh, chỉ còn lại một nửa. Một nửa còn lại năng lượng, có hai thành bị cửu u vạn hồn phiên tan đi, có ba thành bị nhiễu sóng lão tổ vực sâu trong hơi thở cùng đi, bây giờ nhiễu sóng lão tổ vực sâu khí tức, cùng ba thành thánh quang năng lượng, âm dương lẫn nhau tuần hoàn, trở thành một cái thái cực đồ, lơ lửng tại Diệp Thần trong đan điền. Cái này thái cực đồ có thể mang cho Diệp Thần cuồn cuộn không dứt mênh mông linh khí, hắn trong lúc hô hấp, không ngừng hấp thu, tiêu hao nguyên khí đang khôi phục. Chỉ là, hắn trong đại não thánh quang, nếu không cùng hóa giải lời nói, vẫn là một quả bom hẹn giờ, một khi thánh quang cuồn cuộn tiết lộ, Diệp Thần thể nội âm dương trật tự, sẽ triệt để mất cân bằng, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ muốn hòa giải thánh quang, chỉ có thể đi xấu thần lãnh địa, cướp đoạt Hắc Huyên độc tuyền. Nếu là có thể cướp được Hắc Huyên độc tuyền, Diệp Thần thực lực mở rộng, hắn liền có thể yên tâm đi loạn hồn tuyệt vực. Hắn muốn đi cứu Mỹ nhân thần, muốn đi cùng Nhậm Phi phàm đoàn tụ, nghĩ đối mặt Thiên Khôi kiếm chủ, nghĩ đột phá chính mình trần nhà, nhất định phải lén qua đi tinh không bị ngạn. Chỉ có đi tới càng lớn thế giới, Diệp Thần mới có thể được đến trưởng thành. Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di chúng nữ, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, từ phân loạn trở nên bình thản, sau đó là trầm ổn kiên định, trong lòng đều là một hồi kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần đã nghĩ kỹ con đường sau đó. Trận này kinh biến,
Từ Thiên Thanh Tử buông xuống, đến vạch mặt, Diệp Thần sử dụng đủ loại thủ đoạn chiến thắng, lại đến ác mộng lão tổ đến, quy khư đại kiếp bộc phát, thần sắc đẹp cứu thế, Hắc Vương mẫu lại xuất hiện, khó khăn chắc trở dung chuyển thực mãnh liệt, Diệp Thần còn có thể đứng yên, đạo tâm còn không có bị phá tan, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thiên Đế đã phi thăng, hắn trong trận doanh người, người người biểu lộ phức tạp. Thiên Địa Vô Cực Tứ lão đi lên phía trước, cung cung kính kính hướng Diệp Thần bái, nói: "Luân hồi chi chủ, chúng ta cáo từ, xin thứ cho chúng ta không thể vì ngươi hiệu mệnh." Diệp Thần gật đầu nói: "Ta biết, các ngươi thoái ẩn sơn lâm cũng tốt, ta là không thể thối lui ra khỏi, con đường của ta còn chưa đi xong." Tứ lão không nói gì, lại bái, quay người liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên, tứ lão thân thể chấn động, trên thân ẩn ẩn tản mát ra hắc khí, như là dã thú đột nhiên quay người lại mà đến, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, thương một chút huy kiếm hướng Diệp Thần ám sát mà đi. Lần này nổi lên biến cố, toàn trường người đều là xôn xao kinh hãi, nào nghĩ tới tứ lão chân trước nói muốn quy ẩn rời đi, chân sau lại ra tay tập kích Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, nhìn thấy tứ lão diện mục dữ tợn như ác ma, lớn không tầm thường, hắn đã hiểu rõ thiên cơ, nội tâm dâng lên một cỗ phẫn nộ chi ý. Chanh, 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 chanh. Tứ lão trường kiếm mãnh liệt đâm đến Diệp Thần trên thân, lại không thể tổn thương Diệp Thần một chút, thân kiếm nhao nhao đứt gãy thành hai nửa, cơ thể cũng bị đánh bay, chán nản ngã xuống đất phun máu. Diệp Thần cũng không có tránh né đánh lén, cũng không có thi triển thủ đoạn gì đi phòng ngự phản kích, lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ là trên người hộ thể đế quang, liền đủ mạnh mẽ, cho dù bốn cái siêu phẩm thiên đế ra tay, cũng không thể thương tổn hắn một chút, thậm chí tứ lão đều bị hắn hộ thể đế quang, chấn động đến mức mũi kiếm đứt gãy, nứt xương thổ huyết. Xấu thần, lăn ra đến. Diệp Thần ánh mắt căm tức nhìn phương xa một mảnh hư không, lạnh giọng nói. Hắn hiểu rõ thiên cơ, đã cảm thấy được là xấu thần đang giở trò, là xấu thần âm thầm mê hoặc nhân tâm, điều khiển người ý chí, khiến tứ lão đột nhiên chịu đến khống chế, công kích Diệp Thần. Vốn là tứ lão cũng là siêu phẩm thiên đế, đạo tâm không dễ dàng chịu khống, nhưng xấu thần thời cơ nắm phải phi thường tốt, tứ lão kinh nghiệm đủ loại kịch biến, tinh thần chính là sơ sẩy buông lỏng lúc, liền bị xấu thần thừa cơ mà vào. May mà Diệp Thần thực lực cường đại, bằng không thì đã thụ thương. Xấu thần, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói luân hồi chi chủ suy yếu, có thể thừa cơ tập sát hắn sao? Ba bóng người từ trong hư không nổi lên, trong đó hai người là xấu thần cùng Ma Phi Thiên, người thứ ba lại là ngày xưa Đại Chu gia tộc lão tổ, Chu Mục Thần. Ma Phi Thiên hướng lấy xấu thần lớn tiếng kêu la, hắn cho là Diệp Thần suy yếu, có thể thừa cơ tập sát. Nhưng không nghĩ tới xấu thần điều khiển bốn cái siêu phẩm thiên đế ra tay, cũng không thể tổn thương Diệp Thần một chút. Xấu thần cùng Chu Mục Thần sắc mặt, cũng là vô cùng khó coi. Luân hồi chi chủ, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi đã là một đầu chó rơi xuống nước, không nghĩ tới còn có mấy phần năng lực. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Xấu thần nhìn chằm chằm Diệp Thần, điềm nhiên nói. Không thể không nói, xấu thần giáng trước khi thời cơ, tốt vô cùng, Phật tổ đã tự bảo, luân hồi trận doanh đám người. Giống kỳ tưởng nhớ rõ ràng, tôn di, võ tổ các loại, vừa mới kinh nghiệm quy khư đại kiếp, cũng là tâm thần mệt mỏi, người người không chiến tâm, cũng không chiến lực. Diệp Thần kinh nghiệm đủ loại khó khăn chắc trở sau, cơ thể cũng là có chút trống rỗng, thậm chí không thể lại mượn dùng thương thiên hạc sức mạnh, bởi vì nhật nguyệt cảnh sức mạnh quá kinh khủng, hắn thường xuyên mượn dùng lời nói, thân thể của mình kinh mạch sẽ bị no bạo. Cho dù dựa vào trong đan điền thái cực đồ, Diệp Thần hấp thu năng lượng, khôi phục một chút nguyên khí, nhưng còn thiếu rất nhiều. Điểm ấy khôi phục nguyên khí, đối phó mấy cái thông thường siêu phẩm thiên đế còn có thể, nghĩ đối kháng xấu thần, Ma Phi Thiên, Chu Mục Thần ba người liên thủ, lại vô cùng gian khổ. Bất quá, dù vậy, Diệp Thần có thể chấn thương tứ lão, cũng là đại suất xấu thần ngoài ý liệu, hắn cho là Diệp Thần hẳn là một đầu chó rơi xuống nước, mất đi tất cả sức chiến đấu mới là. Chu Mục Thần nói, Ma Phi Thiên, xấu thần, không cần kinh hoàng. Cái này luân hồi chi chủ, mặc dù còn có chút dư lực, nhưng tuyệt không phải ta ba người địch tay. Chỉ cần chúng ta liên hợp một lòng, tất có thể đưa hắn liều mạng. Xấu thần mục quang nhất chuyển, cười hắc hắc nói, Chu Mục Thần, ngươi nói rất đúng, vậy ngươi trước tiên đánh trận đầu. Chu Mục Thần lông mày nhíu một cái, nhìn Diệp Thần bộ dáng, rõ ràng còn có mấy phần sức chiến đấu, ai lên trước trận, ai liền có thể bị Diệp Thần giết chết. Ba người dưới sự liên thủ, đích xác có cơ hội chu sát Diệp Thần. Nhưng phe mình tất nhiên phải trả giá thật lớn. Mà Chu Mục Thần, xấu thần, Ma Phi Thiên, đa mưu túc trí, cũng không muốn trở thành cái giá này. Đúng lúc này, luân hồi trong trận doanh, một nữ tử đứng dậy, lạnh quát lên.
Ta không cho phép các ngươi tổn thương Diệp Thần. Cái này đứng ra nữ tử, càng là Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng. Nhìn thấy Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng đứng ra, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Tôn Di mấy người cũng là chấn kinh. Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng mặc dù kế thừa bàn tơ lão tổ vận mệnh quyền hành, nhưng còn không thể vận dụng như ý, đối mặt xấu thần, Ma Phi Thiên, Chu Mục Thần ba liên thủ, nàng không thể nào là địch thủ. Tưởng Nhớ rõ ràng, đừng xung động, lui về. Diệp Thần đạo. Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng ánh mắt lại là kiên định, nói, Diệp Thần, đừng lo lắng, ta có thể giúp ngươi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tinh không, ánh mắt lộ ra một vòng mê ly cùng mộng ảo, hai tay kết một cái cổ lão pháp ấn, ngâm sướng nói. Vận mệnh như tơ, tinh không a, đáp lại ta đi. Nàng tiếng ngâm sướng sau khi rơi xuống, cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy tinh không phía trên, càng là hiện ra hai màn cổ lão mênh mông khí tượng. Một màn khí tượng, chính là một mảnh xâm nhiên sơ xác tiêu điều quần thể cung điện, cực lớn đao thương kiếm kích cắm trên mặt đất, sát phạt lăng lệ, tựa như tỏ rõ lấy vận mệnh tài quyết. Một cái khác màn khí tượng, nhưng là một mảnh hạo đáng liên miên, thần quang dâng lên thần sơn, có thật nhiều bốc lên thần quang kim giáp thần nhân, từ tinh không phía trên bỏ ra nhìn chăm chú, ánh mắt rơi xuống Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng trên thân. Cái này hai màn khí tượng, cùng Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng cộng minh, rung động ầm ầm, hư không nổ lên phong lôi, có từng mảng lớn tinh quang, từ trên thương thượng rơi xuống, tại Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng trên thân hội tụ thành một bộ thiên tinh pháp bào. Phiêu giật pháp bào đằng sau, lại in một cái quỷ dị cực lớn màu đen nhện đồ án, nhìn thấy mà giật mình. Cái này màu đen nhện đồ án, chính là vận mệnh đồ đằng. Là bàn tơ lão tổ đồ đằng. Vận mệnh như triền ti, dây dưa không ngừng, cắt không đứt, còn vương vấn, bàn tơ lão tổ chính là vận mệnh lưới tơ bên trên một con nhện, đến chết đều đang bện cày cấy vô cùng vô tận vận mệnh sợi tơ. Lần này, Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng cùng tinh không cộng minh, càng là lấy được lực lượng nào đó chúc phúc. Trên thân một bộ thiên tinh pháp bào, vận mệnh thần uy hạo đáng, thân thể mềm mại thần quang nổ tung, làm cho người không thể nhìn gần. Diệp Thần nhìn thấy Kỷ Tưởng Nhớ xong biến hóa, trong lòng giật mình, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời hai màn khí tượng, một là sơ sắc tiêu điều cung điện, hai là hạo đáng thần sơn, hắn nghĩ thầm. Đây là cái gì khí tượng? Chẳng lẽ là bàn tơ lão tổ thế lực? Bàn tơ lão tổ thân là trụ thần, tại tinh không bỉ ngạn phía trên, có thể sẽ có thế lực của mình. Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng kế thừa bàn tơ lão tổ quyền hành, chẳng lẽ bây giờ lại lấy được những cái kia thế lực chúc phúc? Là vận mệnh tài quyết điện cùng thiên vận thần minh. Chuyện gì xảy ra, cô nàng này sao có thể nhận được cái kia hai cái thế lực chúc phúc? Ma Phi Thiên nhìn thấy bầu trời hai màn khí tượng, lập tức khàn giọng hét dầm lên, hiển nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hắn là đến từ tinh không bị ngạn cường giả, lần này lại nhận ra cái kia hai màn khí tượng lai lịch. Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng trên thân. Từng sợi thần quang không ngừng tràn ngập, những thứ này thần quang tràn ngập tới, Ma Phi Thiên, Xấu Thần, Chu Mục Thần ba người, đều cảm giác hô hấp trệ tắc nghẽn, cổ tựa như bị sợi tơ ghim chặt, cái kia từng sợi quang, chính là từng cái vận mệnh sợi tơ, muốn đem bọn hắn ghim chết. Suy suy suy, ngay tại ba người hoảng sợ lúc, tinh không phía trên, lại có mấy khúc quẹo nguyệt một dạng kiếm quang rơi xuống, lại vừa vặn đem cái kia hai màn vận mệnh khí tượng, toàn bộ chảm phá. Đao thương kiếm kích đứng sừng sững xâm nhiên cung điện, kim quang cuồn cuộn thần sơn, tại cái kia mấy khúc quẹo nguyệt kiếm khí chém giết phía dưới, khí tượng nhao nhao tán loạn. Tinh không phía trên, gió rít ô yết, hết thảy khí tượng đều biến mất. Phốc, Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng trên người thiên tinh pháp bào, cũng là một chút tán loạn, nàng chịu đến cực lớn phản phệ, tại chỗ thổ huyết, thân thể mềm mại tê liệt trên mặt đất. Đáng chết, lại là Kính Lưu Tiên Tôn ra tay rồi sao? Diệp Thần khẽ cắn môi. Nhìn thấy trên trời đột ngột chém ra mấy khúc quẹo nguyệt kiếm khí, lập tức hiểu ra, là thiên sạch cổ điện sau lưng vị điện chủ kia, Kính Lưu Tiên Tôn lại ra tay rồi. Cái này Kính Lưu Tiên Tôn, khắp nơi làm khó dễ Diệp Thần, tại thiên địa quy tắc hạn chế, nàng không tiện tự mình động thủ, liền chặt đứt Diệp Thần hết thảy chúc phúc, không cho Diệp Thần cùng luân hồi trận doanh, mượn dùng bất kỳ lực lượng nào. Nhìn thấy thổ huyết ngã xuống đất Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng, Diệp Thần cực kỳ đau lòng. Kỷ Tưởng Nhớ rõ ràng cũng là áy náy nhìn xem Diệp Thần, ánh mắt kia phảng phất tại nói có lỗi với, nhưng chịu phản vệ trọng thương phía dưới, nàng lại là một câu nói đều không nói được. Ma Phi Thiên thấy thế, thở dài một hơi, nói, may mắn, xem ra tinh không phía trên, có luân hồi chi chủ địch nhân, cũng coi như gián tiếp giúp chúng ta. Chỉ cần chúng ta ba người liên thủ, hôm nay tất có thể tru sát tiểu tử này. Xấu thần, ngươi lên trước, ngươi chỉ là một đạo phân thân, chết liền chết. Bây giờ đứng ở chỗ này xấu thần,
cũng không phải là bản thể, mà là một đạo phân thân. Bản thể của hắn, còn tại lãnh địa của mình, xấu thần vực bên trong. Xấu thần giọng the thé nói, lão tử chỉ còn lại ba đạo phân thân, mỗi một đạo đều rất chân quý tốt ha. Các ngươi như thế nào trước không bên trên? Ba người trong lúc trước mắt, lại có lục đục dấu hiệu. Diệp thần cũng là buồn cười, nói, các ngươi không bên trên, vậy ta xuất thủ trước chính là. Nói đi, Diệp thần bắn ra một chi kim ký nóng chảy vào bên trong hư không, tựa như một đạo chìa khóa, mở ra một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt, Diệp thần trên đỉnh đầu, trời mới đạo sáng sinh chi trụ hư ảnh, liền nổi lên, cùng hắn cộng minh lấy. Vô tận thiên đạo tinh quang, cuồn cuộn quán chú đến Diệp thần thể nội, Diệp thần vốn là trống không cơ thể, một chút trở nên vô cùng phong phú, cả người long tinh hổ mãnh, bá khí lạ thường. Cái này, đây là luân hồi chi chủ, ngươi còn có thủ đoạn. Xấu thần nhìn thấy Diệp thần toàn thân thần quang dâng lên, thiên đạo uy nghiêm mãnh liệt bộ dáng, lập tức chấn kinh. Hắn cho là Diệp thần kinh nghiệm đủ loại đại chiến, át chủ bài đã dùng hết, không nghĩ tới còn có át chủ bài. Thủ đoạn của ta, còn nhiều, rất nhiều. Ngươi nếu muốn nhìn, ta liền từng cái cho các ngươi cảm thụ. Diệp thần nở nụ cười, hắn cũng không sợ xấu thần ba người, bởi vì hắn còn có át chủ bài có thể phản sát. Đó chính là mây cháp bảy ký. Lần này, Diệp thần sử dụng đệ tam chi kim ký, lần nữa mượn dùng thiên đạo sức mạnh. Phía trước đối chiến thiên thanh tử thời điểm, hắn liền đã dùng qua một lần kim ký, bây giờ lại sử dụng, chỉ cảm thấy đầu có chút như tê liệt đau đớn. Một thân ảnh tại đầu óc hắn chỗ sâu, vùng đi không được. Đó là nhân tổ Nam Hoa lão quân thân ảnh. Sử dụng mây cháp bảy ký, Diệp thần cũng không phải là không có nguy hiểm, ý thức của hắn, có thể sẽ bị Nam Hoa lão quân ăn mòn, lọt vào đồng hóa, đến cuối cùng triệt để quy y, trở thành Nam Hoa lão quân tín đồ. Trong vòng một ngày, Diệp thần hai lần sử dụng kim ký, ý thức lập tức lọt vào Nam Hoa lão quân mãnh liệt ăn mòn. Mà đầu óc hắn chỗ sâu, Nam Hoa lão quân đạo thân ảnh kia, trên mặt lại mang theo cung kính thành tín thần sắc, phảng phất tại nghênh đón cái gì, kêu gọi cái gì. Diệp thần không hiểu một trận hàn ý, Nam Hoa lão quân là đang kêu gọi quang chi tử, nghênh đón quang chi tử. Hắn cảm giác trong đầu mình địa ngục xích sắt, có chỗ buông lỏng, quang chi tử ý chí kịch liệt giãy giụa, giống như muốn tránh thoát đi ra, cùng Nam Hoa lão quân liên hợp. Cái này Nam Hoa lão quân, hắn muốn làm gì? Nghĩ nghênh đón quang chi tử xuất thế, đoạt xá thân thể của ta. Diệp thần nội tâm cực kỳ cảnh giác, luân hồi trong mộ địa thương thiên hạc, cũng cảm thấy không thích hợp, vội vàng bay đến Diệp thần trên thức hải, ngồi xếp bằng, thủ hộ Diệp thần tinh thần, nói. Mộ chủ, nguy hiểm. Ngươi mượn dùng thiên đạo sức mạnh, Nam Hoa lão quân thừa cơ ăn mòn ngươi, phải phối hợp quang chi tử, cướp đoạt thân thể của ngươi. Hôm nay ta có thể chết mệnh bảo hộ ngươi tinh thần, nhưng cái này mây cháp bảy ký, ngươi về sau không nên tùy tiện sử dụng, bằng không ta không bảo vệ ngươi. Thương thiên hạc toàn thân không ngừng phát ra thần quang, bảo hộ lấy Diệp thần thức hải, không để cho chịu đến Nam Hoa lão quân ăn mòn, nhưng lần này từ nơi sâu xa, cùng trụ ý chí của thần đối kháng, hắn cũng là cảm giác cố hết sức, thần hồn hình thể đều trở thành nhạt một chút. Ta biết, Diệp thần tự nhiên biết, sử dụng mây cháp bảy ký đại giới, nhưng bây giờ đối mặt xấu thần ba người vây công, hắn nhất thiết phải mạo hiểm. Đương nhiên, ở ngoài mặt, Diệp thần bất động thanh sắc, không có biểu lộ ra mảy may bị ăn mòn phản phệ bộ dáng. Tại xấu thần ba người trong mắt xem ra, Diệp thần chính là một bức không thể vượt qua tường cao, thậm chí chính là thiên đạo bản thân, to lớn bá đạo hạo đáng, chiếu sáng tinh không, để ba người bọn họ đều mắt mở không ra. Tốc chiến tốc thắng. Diệp thần nội tâm ý niệm thoáng qua, thân hình vèo một tiếng, bàn chân đạp phá hư không, trùng sát đến xấu thần ba người trước mặt. Chu thiên tinh bàn, bao phủ. Chu mục thần kinh hãi vạn phần, vội vàng tế ra sự vĩ đại của mình kỳ quan, chu thiên tinh bàn. Quay đầu hướng Diệp thần trùng tới. Điêu trùng tiểu kỹ, phá. Diệp thần ánh mắt lạnh lẽo, bất phi sở động, trở tay một trường, phịch một tiếng, đem chu thiên tinh bàn đánh rớt, lòng bàn tay hiện ra địa ngục luân hồi khí tượng, hưu một chút, tránh chuyển tới chu mục thần sau lưng, bắt lại hắn phần gáy. Chu mục thần a rít lên một tiếng, lại cảm giác Diệp thần lòng bàn tay truyền ra một cỗ cực lớn hấp lực, cả người hắn, bỗng chốc bị hút vào trong địa ngục đi. Răng rắc Chu mục thần rơi vào địa ngục sau, liền lập tức có mười mấy sợi xích sắt quấn lên tới, đem hắn gắt gao chó chặt, hắn trở thành Diệp thần nô lệ. Ma phi thiên cùng xấu thần, nhìn thấy Diệp thần chỉ vừa ra tay, liền đem chu mục thần đả vào địa ngục, đều là dọa đến linh hồn rét run. Đi! Hai người như bị kinh hãi con thỏ, không chút do dự,
lập tức xoay người bỏ chạy chạy. Bọn hắn trước chuyến này tới, vốn là suy nghĩ đánh chó mù đường, thừa dịp Diệp Thần suy yếu, tập sát Diệp Thần. Nhưng nơi nào nghĩ đến, Diệp Thần cũng không phải cái gì chó rơi xuống nước, vẫn là long tinh hổ mãnh, lần này mượn dùng thiên đạo sức mạnh, đều là cường hoành bá đạo vô song, một chút trấn áp Chu Mục Thần. Hai người dưới sự kinh hoàng, không dám nhận chiến, chỉ sợ cũng lọt vào trấn áp. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ chạy. Cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Diệp Thần tế ra một khối cổ lão bia đá, phía trên khắc sinh tử hai chữ, chính là sinh tử phong thần bi. Cái này sinh tử phong thần bi, có cân nhắc quyết định sinh tử chi uy, là nguyên thiên đế hao tổn tâm huyết, chế tạo đi ra ngoài vĩ đại kỳ quan, cho lúc trước Diệp Thần chữa thương sử dụng. Nhưng kỳ quái là, nguyên thiên đế thẳng đến cùng ác mộng lão tổ rời đi, cũng không có thu hồi tấm bia thần này. Diệp Thần phỏng đoán, nguyên thiên đế là nghĩ tại trên người mình, lưu lại một đạo tín tiêu, tương lai có lẽ có mưu đồ khác. Sinh tử phong thần bi cân nhắc quyết định sinh tử, uy năng bàng bạc, Diệp Thần cũng không có vứt đạo lý, tín tiêu liền tín tiêu, hắn cũng không sợ hãi cái gì. Lần này tế ra sinh tử phong thần bi, một cỗ kinh khủng pháp tắc sinh tử tràng vực, lập tức nổ tung ở trong hư không. Xấu thần cùng ma phi thiên, chịu đến pháp tắc sinh tử xung kích, chạy trốn thân hình, lập tức trì trệ xuống. Bọn hắn cảm nhận được cực đoan nguy hiểm và nguy cơ. Địa ngục chi thủ, bắt. Diệp Thần quát to một tiếng, ma ngục mệnh tinh nổi lên, hắc khí dâng lên, ông ông tác hưởng, trong đó câu chi mảnh vụn, tản mát ra mãnh liệt định thân pháp thì, xấu thần cùng ma phi thiên trì trệ thân hình, trở nên càng thêm cứng ngắc, không cách nào chuyển động. Sau đó, Diệp Thần từ ma ngục mệnh tinh bên trong, phun ra cuồn cuộn ma khí, hội tụ thành từng cái bóng tối đại thủ, như ác ma chi chảo, phá không hướng xấu thần cùng ma phi thiên chộp tới, muốn đem hai người đều kéo vào trong địa ngục. U minh ma nhận, phá. Xấu thần kinh hãi vạn phần, há mồm phun một cái, phun ra một đạo đen nhánh ảnh nhận, chính là một trong cửu đại hồn khí, gọi u minh ma nhận. Xuy. U minh ma nhận mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng Diệp Thần cái kia từng cái bóng tối đại thủ chém tới, nhưng từng sợi trong bóng dâm, lại đột nhiên lại rút ra một tia bóng tối, một chút khỏa cuốn thôn phệ, càng đem xấu thần u minh ma nhận, nuốt đến trong địa ngục đi. Cái gì? Xấu thần chấn động, không nghĩ tới Diệp Thần thần thông cường hãn đến nước này, có thể nhẹ nhõm thôn phệ hồn khí. Cái kia từng cái bóng tối đại thủ, cấp tốc hoành không phá tới, nắm thật chặt xấu thần cùng ma phi thiên thân thể. Hai người chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, dọa đến hồn phi phách tán, nội tâm chỉ là một cái ý niệm. Ta muốn xuống địa ngục. Cái kia từng cái bóng tối đại thủ, liền muốn đem hai người kéo vào địa ngục. Ma phi thiên mắt khóe mắt tận nứt, quát lên, luân hồi chi chủ, là ngươi thắng. Nhưng, ta cực đạo ma tôn, cận kề cái chết không vì nô. Tiếng nói rơi xuống, ma phi thiên toàn thân bành trướng, thế mà một chút binh giải tự bạo, thân thể nổ tung ngàn điểm vạn điểm nhỏ vụn lưu quang, giống như đom đóm tung bay đến bầu trời. Nhìn thấy ma phi thiên bị bức phải tự bạo, xấu thần càng là kinh hãi, luân hồi trận doanh đám người cũng là nhiệt huyết dung chuyển, vô cùng sùng bái nhìn xem Diệp Thần. Cho dù đã trải qua đủ loại khó khăn trắc trở, cho tới bây giờ, Diệp Thần vẫn như cũ cường đại, vẫn như cũ có thể trấn áp hết thảy. Chu Mục Thần bị trấn áp đến trong địa ngục đi, ma phi thiên cũng bị ép tự bạo, bọn hắn tựa như tôm tép nhãi nhép đồng dạng, tại trước mặt Diệp Thần không có nửa điểm chống lại năng lực. Bất quá, ma phi thiên dù sao cũng là đến từ tinh không bị ngạn cường giả, trong cơ thể hắn có nhật nguyệt cảnh pháp tắc, lần này tự bạo, cũng không có triệt để tiêu vong, mà là đã biến thành nhỏ vụn quang, dung nhập trong vũ trụ mênh mông, như một giọt nước dung nhập biển cả. Hắn cái này tích thủy, mặc dù sáp nhập vào tinh không biển cả, nhưng cũng không có tiêu thất, nếu như cơ duyên đến, vẫn có phục sinh khả năng. Tuy nói cái này hy vọng phục sinh, 10 phần xa vời, tựa như một giọt nước dung nhập biển cả sau, lại nghĩ đem cái này tích thủy hoàn hoàn chỉnh chỉnh vớt ra tới, cái kia cơ bản không có có thể, nhưng bất kể như thế nào, ít nhất cũng có hy vọng. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, hắn vốn là còn dự định, đem ma phi thiên đánh vào địa ngục, để hắn trở thành nô lệ của mình, vĩnh sinh chịu khổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng hắn không ngờ tới, ma phi thiên như thế quả quyết, thế mà binh giải tự bạo, tình nguyện hóa thành toái quang, cũng không vì nô. Bất quá cổ quái là, quyền hành cũng không có xuất hiện. May mắn, xấu thần tại Diệp Thần nắm phía dưới, cũng không có tự bạo năng lực, như một cái bị nắm chặt côn trùng. Xấu thần kịch liệt giãy giụa, hắn cũng không lấy sức chiến đấu tăng trưởng, rơi vào Diệp Thần trong khống chế, liền tự bạo cũng không thể. Xấu thần âm thanh kêu ré lấy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, từng cỗ tinh thần vặn vẹo ba động,
từ trong mắt của hắn tản mát ra, hắn muốn dung chuyển Diệp Thần đạo tâm. Nhưng, không có bất kỳ cái gì tác dụng, Diệp Thần lúc này đạo tâm, cường hoành kiên cố đến mức không thể tưởng tượng nổi, xấu thần dung chuyển tới, tựa như chuồn chuồn lay cột sắt, không biết tự lượng sức mình, ngược lại lọt vào Diệp Thần tinh thần phản chấn, một chút thổ huyết. Diệp Thần hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, đem xấu thần phân thân thu vào trong địa ngục đi. Trước đây cùng Thiên Thanh Tử một trận chiến, Diệp Thần tiêu hao hết 6 viên luân hồi mệnh tinh năng lượng, về sau thôn phệ nhiễu sóng lão tổ, đi trước khôi phục ma ngục mệnh tinh năng lượng, nhưng trước đây ma ngục mệnh tinh bên trong giam giữ rất nhiều ma vật, còn có một đạo xấu thần phân thân, đã thanh không. Bây giờ, tại trong địa ngục, chỉ nhốt hai cái tội nhân, một là xấu thần mới phân thân, hai là Chu Mục Thần, hai người đều bị Diệp Thần dùng xích sắt khóa. Luân hồi chi chủ, mau mau giết lão tử, đem ta xem như heo chó giày vò, người tính là gì anh hùng hảo hán. Chu Mục Thần cảm giác xem xét đến Diệp Thần bắn tới ánh mắt, lập tức lớn tiếng kêu gọi đứng lên, lúc này trong địa ngục, 12 đạo thiên hình phi kiếm xoát xoát băn khoăn bay múa, thỉnh thoảng cho Chu Mục Thần đâm bên trên hai kiếm, hắn cũng là đau đớn rất. Xấu thần cũng bực tức nói, luân hồi chi chủ, có gan ngươi đem ta chân thân cũng bắt vào tới. Xem ngươi có bản lãnh này hay không, ta xấu thần vực, tất cả cấm chế đã thả ra, ngươi có bản lãnh liền đi qua. Hắn những lời này là phép khích tướng, nghĩ kích Diệp Thần đi lãnh địa của hắn. Tại xấu thần vực bên trong, xấu thần chiếm hết ưu thế, có đủ loại thủ đoạn, hắn muốn lật bàn. Diệp Thần cười cười nói, yên tâm, chờ thêm 2 ngày, ta tự nhiên sẽ đi qua, vực sâu quyền hành, cái kia Hắc Huyên độc tuyền, ngươi chắc chắn không được, hay là giao cho ta cho thỏa đáng. Không cần bao lâu, ta sẽ đem ngươi chân thân, cũng cùng nhau bắt tới, để các ngươi thật tốt đoàn viên. Đến nỗi ngươi, Chu Mục Thần, ta cũng không giết ngươi, tử vong là giải thoát, ta như thế nào lại để các ngươi dễ dàng giải thoát. Chỉ có vô gian luân hồi, mới thật sự là vĩnh hằng giày vò đau đớn, chậm rãi hưởng thụ a. Diệp Thần trong mắt lộ ra một vẻ tàn khốc thần sắc, Chu Mục Thần cùng xấu thần, trong mắt hắn, chính là hai cái kẻ chết thay, hai đầu đại tội cừu non, về sau Diệp Thần có cái gì đau đớn, đều biết không chút lưu tình chuyển rời đến trên thân hai người. Cảm nhận được Diệp Thần cái kia tàn khốc ánh mắt, Chu Mục Thần cùng xấu thần đều run rẩy lên, chờ đợi bọn hắn, chính là vô tận bóng tối vĩnh hằng. Diệp Thần, như thế nào? Võ Tổ, Diệp Lão, Hạ Nhược Tuyết bọn người, vội vàng xông tới, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Diệp Thần buông lỏng một hơi, cười nói, ta không sao, không cần lo lắng, không lúc nào không chi bên trong, đã không có người có thể tổn thương đến ta. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Kỳ Tưởng Nhớ Rõ Ràng, nhìn thấy Kỳ Tưởng Nhớ Rõ Ràng đã bị người đỡ dậy, chính là bộ dáng yếu ớt, hắn vội vàng đi tới, lo lắng vấn nói, Tưởng Nhớ Rõ Ràng, ngươi không sao chứ? Hắn tóm lấy Kỳ Tưởng Nhớ song tay, thi triển ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, một hồi kim quang tràn vào Kỳ Tưởng Nhớ Rõ Ràng thể nội, nàng khuôn mặt tái nhợt thoáng khôi phục một chút hồng nhuận. Còn tốt, chỉ là thụ điểm phản phệ. Kỳ Tưởng Nhớ Rõ Ràng nhẹ nhàng che lấy lồng ngực của mình, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không mênh mông, ánh mắt một hồi mê ly. Diệp Thần trong lòng hơi động, vẫn nói, vừa mới ngươi triệu hoán khí tượng, đến cùng là cái gì? Vừa mới Kỳ Tưởng Nhớ Rõ Ràng cùng tinh không cộng minh, nhận được lớn lao chúc phúc, nếu như không phải Kính Lưu Tiên Tôn ra tay chặt đứt, bằng vào cỗ này chúc phúc, Kỳ Tưởng Nhớ Rõ Ràng vốn là có thể lấy vô thượng vận mệnh thần uy, trấn áp xấu thần ba người, cũng không cần Diệp Thần mượn dùng thiên đạo lực lượng phiền toái như vậy. Diệp Thần vừa mới lại một lần sử dụng mây cháp bảy ký, ý thức lọt vào Nam Hoa lão quân xâm lấn, bây giờ còn cần Thương Thiên Hạc thủ hộ, tác dụng phụ quả thực không nhỏ. Kỳ Tưởng Nhớ dọn đường, đó là bàn tơ lão tổ dưới quyền hai cái thế lực, một cái gọi vận mệnh tài quyết điệt, một cái gọi thiên vận thần minh, ta kế thừa bàn tơ lão tổ quyền hành sau, trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được tiếng kêu của bọn họ. Bọn hắn đều đang kêu gọi ta, muốn triệu hoán ta đi tinh không bỉ ngạn, tôn kính ta vì thánh nữ. Nhưng, thực lực của ta còn chưa đủ, lại không thể phi thăng, hơn nữa coi như lén qua đi, cũng 10 phần nguy hiểm. Ta vừa rồi gặp phách tường thế giới buông lỏng, liền nếm thử cùng bọn hắn câu thông, hy vọng nhận được chúc phúc, nhưng không nghĩ tới cuối cùng, lại bị cái kia Kính Lưu Tiên Tôn cắt đứt. Diệp Thần nghe xong Kỳ Tưởng Nhớ Rõ Ràng một phen, cảm thấy thoáng qua đủ loại ý niệm, nói, có hai cái tinh không bị ngạn thế lực, nghĩ tôn kính ngươi vì thánh nữ sao. Này ngược lại là chuyện tốt, thêm một người bạn, thêm một con đường. Kỳ Tưởng Nhớ Rõ Ràng lại có chút ưu sầu lắc đầu, nói, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy, cái kia vận mệnh tài quyết điện cùng thiên vận thần minh, mặc dù cũng là bàn tơ lão tổ thần trúc, nhưng giữa lẫn nhau thủy hỏa bất dung, thế bất lưỡng lập,
đều đem đối phương coi là dị đoan, lẫn nhau báo thù không biết đã bao nhiêu năm. Bọn hắn đều nghĩ phụng ta làm thánh nữ, để cầu chiếm giữ đại thống, uy áp đối phương, ta nếu là làm một phương thánh nữ, liền tất nhiên sẽ đắc tội một phương khác, chuyện này nhưng phải cẩn thận châm trước, bằng không thì mạo phạm cái gì cấm kỵ, cái kia phiền toái. Diệp thần nói, cũng là bàn tơ lão tổ thần trúc, lại thế bất lưỡng lập sao. Kỳ tưởng nhớ dọn đường, đúng vậy, cái kia vận mệnh tài quyết điện, tin tưởng nhân định thắng thiên, đi là nghịch thiên đường đi, không cam tâm thụ mệnh vận ước thúc, muốn phá bỏ hết thảy gông xiềng. Mà thiên vận thần minh, lại chủ trương thuận theo thiên mệnh, vận mệnh vô thường, người tại vận mệnh trong vòng xoáy phiêu bạt, tựa như trên đại dương một thuyền lá lênh đênh, muốn nghịch chuyển sóng gió lại nói dễ dàng sao. Chỉ có thuận theo thiên mệnh, mới có một chút hy vọng sống. Hai phái lý niệm khác biệt, đều đem lẫn nhau coi là dị đoan, lẫn nhau tranh sát thảm liệt, ta lại không biết phương nào mới là chính đạo đường bằng phẳng, Diệp Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ tưởng nhớ rõ ràng có chút mê mang nhìn xem Diệp Thần, là thuận theo thiên mệnh, vẫn là bất khuất chống lại, đây là căn bản đại đạo chi tranh, nàng không biết cái gì là chính đạo, cái gì là lạc lối. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, thuận thiên vẫn là nghịch thiên, đây là đại đạo chi tranh, rất nhiều tranh luận kỳ thực không có cụ thể đáp án, hơn phân nửa muốn thuận khi thì vì. Thời điểm khác biệt, lựa chọn cũng có thể là khác biệt. Tỷ như ta cùng Hồng Quân Lão Tổ, cùng Nguyên Thiên Đế, đều từng là bằng hữu, cuối cùng lại quyết liệt, đại đạo chi lộ, thiên biến vạn hóa, bằng hữu có khi lại biến thành địch nhân cũng có thể là biến thành bằng hữu, ai biết được. Bây giờ ta phản nghịch Thái Sơ, nhưng có lẽ tương lai có một ngày, thuận theo Thái Sơ cũng không nhất định. Kỳ tưởng nhớ rõ ràng càng là mê mang, nói, ta không rõ, ngươi nói cho ta biết, vận mệnh tài quyết điện cùng thiên vận thần minh, đều nghĩ tôn ta vì thánh nữ, ta hẳn là gia nhập vào một bên nào. Diệp Thần nở nụ cười, nhẹ nhàng sờ lên kỳ tưởng nhớ xong gương mặt, nói, loại đại sự này, lại có thể nào dễ dàng quyết định. Chúng ta đều chưa từng đi tinh không bỉ ngạn, vận mệnh này tài quyết điện cùng thiên vận thần minh, đạo thống đến tột cùng như thế nào, chúng ta còn không có hiểu rõ kỹ càng. Chờ ta đi tinh không bỉ ngạn a, đến lúc đó, ta tiên khảo xem xét một phen, cho ngươi thêm đáp án. Kỳ tưởng nhớ dọn đường, hảo, vậy ngươi dự định lúc nào xuất phát? Trực tiếp phi thăng mà nói, quá mức nguy hiểm, hơn nữa Diệp Thần thực lực nội tình còn chưa đủ, một khi tao ngộ cái gì đại kiếp, hắn có chết hiểu nguy hiểm. Coi như thuận lợi phá kiếp phi thăng, trên trời còn có Hắc Vương Mẫu nhìn chằm chằm, một khi lọt vào Hắc Vương Mẫu chặn giết, cái kia cực kỳ không ổn. Cho nên, Diệp Thần cách làm ổn thỏa nhất, tự nhiên là giống Nguyên Thiên Đế cùng Ác Mộng Lão Tổ như thế, đi tới Loạn Hồn Tuyệt Vực, tìm kiếm lén qua biện pháp. Chờ qua mấy ngày lại nói, ta muốn trước giải quyết đi xấu thần, mới có thể yên tâm rời đi. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía phương xa, đó là xấu thần vực phương hướng. Chỉ có giải quyết đi xấu thần, Diệp Thần mới có thể yên tâm đi tới tinh không bỉ ngạn. Kỳ tưởng nhớ dọn đường, ân, cái kia thần sắc đẹp. Nàng sợ Diệp Thần đi quá trễ mà nói, thần sắc đẹp muốn xảy ra chuyện. Bây giờ thần sắc đẹp lọt vào nhiều mặt ngấp nghé, Hắc Phương Mẫu muốn ăn tươi nàng, Nguyên Thiên Đế cùng Ác Mộng Lão Tổ muốn giết chết nàng, còn có Thiên Sạch Cổ Điện, đối mặt đã lọt vào Hắc Phương Mẫu sống nhờ thần sắc đẹp, bọn hắn tính toán lại là cái gì? Là giết chết thần sắc đẹp cái này ác đọa tội nhân, vẫn là nghĩ biện pháp tịnh hóa thần sắc đẹp trên người Hắc Phương Mẫu ký sinh, lại vì thần sắc đẹp lên ngôi. Đủ loại nhân quả xen lẫn, thần sắc đẹp tương lai, cát hung khó liệu. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía tinh không, nắm quyền một cái, nói, không có việc gì, thần sắc đẹp khí số chưa hết, nàng trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Huống hồ nếu là Nhậm Tiền Bối cùng Shiva biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần có thể cảm giác được, thần sắc đẹp còn chưa tới luân diệt tình cảnh, hắn tại tinh không bỉ ngạn phía trên, có Nhậm Phi Phàm, Shiva, thiên tổ các loại minh hữu, còn có thiên mẫu nương nương, bọn hắn cảm thấy được thần sắc đẹp sau khi phi thăng, chắc chắn sẽ cho che chở. Nhưng, bất kể như thế nào, thần sắc đẹp vẫn có rơi xuống nguy hiểm, Diệp Thần không có trốn tránh vấn đề này, trong lòng đã làm dự tính xấu nhất. Nếu như thần sắc đẹp chết, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, lựa chọn con đường này, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, cho dù đại đạo độc hành, Diệp Thần cũng sẽ không lùi bước, hắn đã là chư thiên nổi bật nhất tinh thần, tất cả trụ thần, thậm chí bao gồm Thái Sơ cùng vực sâu, ánh mắt đều đang nhìn chăm chú hắn. Hắn không có trốn tránh có thể, cho dù đại đạo độc hành, cũng muốn đi xuống. Hoặc là chết, hoặc là đăng đỉnh chí cao, chém hết hết thảy gông xiềng, trưởng khống hết thảy. Con đường sau đó, Diệp Thần đã quyết định xong, trước giải quyết xấu thần, tiếp đó lại đi Loạn Hồn Tuyệt Vực,
nghĩ biện pháp lén qua đi Tinh Không Bỉ Ngạn. Bất quá bây giờ đối với Diệp Thần tới nói, trọng yếu nhất, chính là nghỉ ngơi. Luân phiên đại chiến, Diệp Thần thể xác tinh thần tiếp nhận đã đến cực hạn, hắn nhìn thấy bốn phía trống rỗng hỗn độn một mảnh, cảm thấy một hồi cảm hoài. Luân phiên chiến đấu, đã đem toàn bộ luân hồi thánh địa, triệt để hủy diệt. May mắn, Diệp Thần kế thừa hoàn chỉnh phản thiên quyền hành, hắn chấp trưởng sáng tạo pháp tắc, lúc này nắm giữ tái tạo thiên địa năng lực. Thi triển tạo hóa pháp tắc, từng sợi tạo hóa quang, từ Diệp Thần trên thân lan tràn ra, khuếch tán đến trong thái không, rất nhanh liền tạo ra được bầu trời, tạo ra được đại địa, tạo ra được nhật nguyệt tinh thần, tạo ra được hoa cỏ cây cối, từng tòa thành trì, từng tòa cung điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mới luân hồi thánh địa, rất nhanh từ Diệp Thần trong tay sáng tạo ra, không không lúc nào khoảng không, chư thiên vạn giới, lại có vô tận tín ngưỡng năng lượng, hội tụ tới, vì luân hồi thánh địa xây thực căn cơ. Diệp Thần cùng thần sắc đẹp cứu thế, đã nhận được chư thiên chúng sinh tán dương, bây giờ chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh, cơ hồ cũng là Diệp Thần tín đồ, vô số tín đồ tụ lại tín ngưỡng chi lực, 10 phần bàng bạc, đủ để nghiêng trời lệch đất. Chỉ dựa vào các tín đồ tuần lễ cùng tán tụng, Diệp Thần liền có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Diệp Thần lại cứu tỉnh thiên địa vô cực tứ lão, dùng lễ tiễn bọn hắn cùng nguyên thiên đế dưới quyền đệ tử rời đi, song phương ân oán liền như vậy thanh toán, bọn hắn quy ẩn sơn lâm, Diệp Thần cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Mọi việc sơ định, tới ban đêm, Diệp Thần cùng Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Thiên Nữ, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Thân Độ Uyển Nhi, Võ Giao đám con gái, tại trong tẩm cung, chăn lớn cùng ngủ. Diệp Thần tu luyện lẫn nhau tự quyết, lấy âm dương điều hòa biện pháp, có thể để cơ thể nhận được nhanh nhất khôi phục, âm dương bổ sung phía dưới, hắn có chỗ tốt, chúng nữ cũng có lợi ích to lớn. Chúng nữ đã sung sướng, nhưng nghĩ tới tương lai đủ loại hung hiểm, Diệp Thần lập tức liền muốn lén qua đi Tinh Không Bỉ Ngạn. Các nàng lại là đau buồn, lại không biết tối nay đoàn tụ, tương lai ngày nào mới có thể gặp nhau nữa. Đợi đến đêm khuya, chư nữ ngủ thật say, âm dương bổ sung phía dưới, Diệp Thần khí tức cũng khá rất nhiều, lại thêm chư thiên chúng sinh tín ngưỡng chi lực hội tụ, còn có trong đan điền thái cực đồ, không ngừng nhắc đến cung cấp năng lượng lượng, hắn tu vi lần nữa đột phá. Như nước chảy thành sông giống như, Diệp Thần thuận lợi bước vào thiên đế cảnh 7 tầng trời sơ giai, 7 tầng trời cảnh giới, đã là thiên đế cảnh hậu kỳ. Khoảng cách siêu phẩm thiên đế cũng không xa. Tại siêu phẩm thiên đế phía trước, Diệp Thần tu vi tiến bộ là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ dựa vào cứu thế đại công đức, thể nội thái cực đồ, chúng sinh tín ngưỡng, hắn liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Nhưng, siêu phẩm thiên đế phía trên đạo quân cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá cảnh giới. Đạo quân cảnh, cảnh giới này, tại Diệp Thần còn không có định nghĩa thời điểm, được xưng là không thể nói cảnh giới. Cho dù đối với Tinh Không Bỉ Ngạn dân bản địa tới nói, cái này không thể nói cảnh giới, cũng là một đạo cực lớn cánh cửa, ước chừng kẹt chết 7 thành người. Tinh Không Bỉ Ngạn dân bản địa, nghĩ bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới, vô cùng đơn giản, chỉ cần đắp lên tài nguyên như vậy đủ rồi, mà tinh không tài nguyên là vô hạn. Nhưng cái này không thể nói cảnh giới, cũng không phải chỉ dựa vào trồng tài nguyên liền có thể tích tụ ra tới, thiên phú, vận khí, cơ duyên, ngộ tính, thiếu một thứ cũng không được. Cảnh giới này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, vô cùng ảo diệu, cũng vô cùng hỗn độn, là một mảnh hỗn độn hồng mông, không thể nắm lấy cảnh giới. Vượt qua mảnh hỗn độn này, liền có cơ hội chứng đạo nhật nguyệt. Nếu như không vượt qua nổi, hoặc lâm vào trong hỗn độn, không thể siêu thoát, cái kia vĩnh viễn cũng không có chứng đạo nhật nguyệt cơ hội, không thể biến thành quang, lại thân thể mạnh mẽ, cũng chỉ là một bộ thân xác thối tha. Diệp Thần nắm giữ đủ loại trụ thần đại đạo, hắn ngược lại là có cực lớn lòng tin. Có thể bước vào đạo quân cảnh, tiếp đó vượt qua hỗn độn, chứng đạo nhật nguyệt. Chỉ là không không lúc nào chống không thiên địa quy tắc, hạn chế hắn, cho nên hắn muốn đi Tinh Không Bỉ Ngạn, đi càng lớn sân khấu. Định thức tồn thần, Diệp Thần đem thiên đấu sát thần lưu lại sát lục mệnh cách hạt giống, còn có xấu thần U Minh Ma Nhận, Chu Mục Thần Chu Thiên Tinh Bàn, đều cùng nhau luyện hóa. Phía trước cùng thiên thanh tử đại chiến, hắn thiệt hại quá lớn, bây giờ có cái gì thiên tài địa bảo, đều cùng nhau luyện hóa, mở rộng tu vi. Luyện hóa sát lục mệnh cách, U Minh Ma Nhận, Chu Thiên Tinh Bàn sau, Diệp Thần tu vi lại tấn mãnh đột phá, trực tiếp đạt đến thiên đế cảnh 7 tầng trời cao giai. Hiện tại hắn tài nguyên đầy đủ, tại đạo quân cảnh phía trước, rất dễ dàng liền có thể đột phá, đoán chừng không cần bao lâu, liền có thể chứng đạo siêu thiên. Tại trời mới đạo thiết lập sau, siêu phẩm thiên đế đã không phải là ngưỡng cửa, đối với Diệp Thần tới nói, đạo quân cảnh mới thật sự là cánh cửa. Thương Thiên Hạc nhìn thấy Diệp Thần đột phá, cũng là tán dương gật gật đầu, nói, mộ chủ, ngươi tu vi nội tình rất thâm hậu,
Cho dù trước đây luân phiên đại chiến, tiêu hao kịch liệt, bản nguyên căn cơ cũng có tổn thương, nhưng bây giờ căn cơ vẫn là hết sức kiên cố. Ta có nhất pháp, muốn truyền dạy cho ngươi. Lúc này Diệp Thần đột phá, Thương Thiên Hạc liền không cần lại thủ hộ Diệp Thần tinh thần, lập tức quay về đến luân hồi mộ địa bên trong. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói: "A, tiền bối còn có cái gì pháp môn? Chẳng lẽ các ngươi Thương Thiên gia tộc còn có so Thương Thiên Thần kiếm lưu lợi hại hơn công pháp?" Thương Thiên gia tộc hạch tâm nhất thần thông chính là Thương Thiên Thần kiếm lưu, Diệp Thần đã sớm học được, hơn nữa bằng vào siêu phàm ngộ tính thiên phú, hắn đối với Thương Thiên Thần kiếm lưu áo nghĩa lý giải, có lẽ còn tại Thương Thiên Hạc phía trên, chỉ là bị giới hạn tu vi, một chút cường đại áo nghĩa sát chiêu không thi triển ra được thôi. Tương lai tu vi đến, Diệp Thần tự nhiên có thể nhẹ nhõm siêu việt Thương Thiên Hạc. Thương Thiên Hạc suy nghĩ sâu sắc phút chốc, nói: "Ta đích xác còn có một môn công pháp, uy năng ở xa Thương Thiên Thần kiếm lưu phía trên, nhưng đây chỉ là ta trong tưởng tượng công pháp, cũng không chứng thực trở thành sự thật. Nhưng ta tin tưởng mộ chủ tuyệt đối có thực lực cái này tiềm lực cùng làm đến." Diệp Thần nghe được huyễn tưởng hai chữ, liền trong lòng có một tia ngờ tới, nói: "Thì ra chỉ là trong tưởng tượng công pháp sao? Hãy nói nghe một chút." Thương Thiên Hạc nói: "Môn công pháp này, liền gọi Thương Thiên Tiêu Lôi Phi Vũ Trảm Ma Quét Thiên Kim Hoàng Trảm, là ta khổ tâm tự nghĩ ra pháp môn, bởi vì chỉ là tồn tại ở trong huyễn tưởng, thậm chí ngay cả chính ta đều không thể luyện thành, cho nên môn công pháp này áo nghĩa, cũng không có tại Thương Thiên gia tộc lưu truyền." Diệp Thần nghe cái kia một chuỗi dài tên, sửng sốt một chút, nói: "Gọi là cái gì nhỉ?" Thương Thiên Hạc mỉm cười, nói: "Thương Thiên Tiêu Lôi Phi Vũ Trảm Ma Quét Thiên Kim Hoàng Trảm, ta lúc đầu bất quá là muốn gọi uy phong một chút, bất quá lại là khó nhớ, mộ chủ ngươi có thể gọi hắn là Thương Thiên Kim Hoàng Trảm. Môn công pháp này, bắt nguồn từ ta một cái tạo thần ý niệm." Diệp Thần Kỳ nói: "Tạo thần?" Thương Thiên Hạc nói: "Không tệ, mộ chủ, không biết ngươi có từng nghe qua, ba không thần truyền thuyết?" Diệp Thần càng cảm giác ly kỳ, nói: "Ba không thần? Đó là cái gì?" Hắn chỉ biết là ba pha thần, tam thanh, lại không biết cái gì ba không thần. Thương Thiên Hạc nói: "Chính là tại trong 72 trụ thần, cũng không phải là tất cả đều là thiết thiết thực thực trụ thần, trong đó có ba đạo trụ thần quyền chuôi, là trống không, còn không có sinh ra ý thức, liền bị vực sâu đoạt xá, rơi xuống làm quỷ thần, chính là hư thối lão tổ, ác mộng lão tổ, nhiễu sóng lão tổ ba vị này quỷ thần. 72 trụ thần từ trong thái sơ ý chí sinh ra, vốn là đều tin phụng quang minh, bọn họ đều là thái sơ quân cờ, là thái sơ vì giải quyết trên người mình sống nhờ u ác tính, sáng tạo ra thần linh. Nhưng, cái này tạo thần cử chỉ, cuối cùng xảy ra bất chắc, có ba đạo chống không trụ thần quyền chuôi, còn chưa kịp viết xuống quang minh lạc ấn, liền bị hắc ám lấp đầy. Cái kia ba đạo ban sơ là chống không trụ thần quyền chuôi, liền gọi ba không thần. Ba không thần vô hình vô tướng, chính là ba tấm giấy trắng, vực sâu có thể viết xuống hắc ám lạc ấn, những người khác cũng có thể thay vào đó, viết lên chính mình lạc ấn, chỉ là vô cùng gian khổ thôi. Ta có một ngày, bắt đầu sinh ra nghịch thiên ý niệm, muốn tại một phần không thần trên tờ giấy trắng, viết lên chính mình lạc ấn, ta muốn tạo thần, chính mình tạo một cái trụ thần đi ra. Diệp Thần nghe xong Thương Thiên Hạc một phen, lập tức trợn mắt hốc mồm, rung động tột đỉnh. Tạo trụ thần, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, không đối với, là phóng nhãn toàn bộ tinh không bỉ ngạn cũng có thể nói là nói khoác không biết ngược. Mặc kệ là Shiva, vẫn là khác trụ thần nghe này, tất nhiên sẽ cảm thấy Thương Thiên Hạc là cái triệt triệt để điên rồ. Ba không thần, giấy trắng, lạc ấn, tạo thần. Cái này từng cái khái niệm, cực lớn đánh sâu vào Diệp Thần tinh thần. Thương Thiên Hạc có chút xấu hổ, nhưng hai con ngươi lại tràn ngập không có gì sánh kịp quang, nói: "Đúng vậy a, ta ý nghĩ này, đích xác quá mức không biết trời cao đất rộng, bởi vì khi đó, ba không thần ba tấm giấy trắng, đều lấp kín hắc ám, hiện đầy vực sâu quý tích, ta nghĩ tại hắc ám phía trên, viết xuống pháp tắc của mình, vô cùng gian khổ. Nhưng, khi đó, ta gặp phải hắc phương mẫu uy hiếp, nguy cơ sinh tử hết sức căng thẳng, chỉ có tạo thần, ta mới có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, tạo thần quá mức gian khổ, ta đến cuối cùng, cũng không thể thành công, cuối cùng vẫn thua ở hắc phương mẫu trong tay." Diệp Thần vẫn nói: "Là hắc phương mẫu giết ngươi, tiền bối." Thương Thiên Hạc trầm mặc, không có trả lời, sau một lúc lâu mới lắc lắc đầu nói: "Mộ chủ, ta chuyện đã qua, sau này hãy nói, dù sao nhân quả liên lụy quá lớn. Người bây giờ chuẩn bị đi tinh không bỉ ngạn, nếu là nhiễm quá nhiều nhân quả, gông xiềng tại người, nhất định bó tay bó chân, ta trước tiên chuyển cho ngươi Thương Thiên Kim Hoàng Trảm. Ta muốn sáng tạo trụ thần, tên ta đều nghĩ kỹ, liền kêu Thương Thiên Kim Hoàng Thần Quân, ta môn này Thương Thiên Kim Hoàng Trảm,
có thể triệu hoán Thương Thiên Kim Hoàng thần quân sức mạnh, đại uy huy hoàng, kim quang vô lượng, uy năng 10 phần mênh mông. Nhưng, nói đến đây, Thương Thiên Hạc có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, đây chỉ là trong tưởng tượng công pháp, là mộng ban ngày của ta, là tạo thần si tâm vọng tưởng cử chỉ, ta cũng chưa từng luyện thành phương pháp này, bây giờ truyền thụ cho ngươi, mộ chủ, ngươi thiên phú dị bẩm, có lẽ có thể hoàn thành ta không dừng nguyện vọng, đem cái này, Thương Thiên Kim Hoàng thần quân, sáng tạo ra. Nói xong, Thương Thiên Hạc điểm ngón tay một cái, một vệt kim quang bắn về phía Diệp Thần. Diệp Thần không có kháng cự, thản nhiên tiếp nhận. Oanh! Kim quang nhập thể, Diệp Thần lập tức cảm nhận được một cỗ ý niệm mãnh liệt, đó là Thương Thiên Hạc trước kia bị buộc đến tuyệt lộ gào thét, là muốn tạo thần kinh thiên hành động vĩ đại, ẩn chứa trong đó muốn đối kháng Hắc Phương Mẫu bất khuất quyết tâm. Hắc Phương Mẫu thực lực, thập phần cường đại, muốn giết chết nàng, tốt nhất biện pháp, chính là vận dụng thế giới bên ngoài sức mạnh, cũng chính là trụ lực lượng của thần, trực tiếp nghiền ép. Thương Thiên Hạc muốn tạo thần, muốn sáng tạo ra một cái gọi Thương Thiên Kim Hoàng thần quân thần linh. Kim quang tại trong thức hải cuồn cuộn, như ngàn vạn nhật nguyệt tinh thần nổ tung, Diệp Thần nhìn thấy một màn huy hoàng hết sức khí tượng, một tôn nguy nga thân ảnh chậm rãi hiện lên, kim quang bao phủ, quang huy so thái dương còn chói mắt hơn ngàn vạn lần, nhưng mảy may cũng không chói mắt, ngược lại ấm áp thần thánh. Đạo thân ảnh này, chính là Thương Thiên Kim Hoàng thần quân. Hắn một bộ chiến bào màu vàng óng, như thác nước tóc dài lưu kim tràn ngập các loại màu sắc, tùy ý xóa, toàn thân cũng là tinh khiết như hoàng kim khí thế. Khuôn mặt trang nghiêm mà trang nghiêm, hai tay giao địa tại trước ngực, từng vòng quang hoàn tại sau lưng không ngừng dạo rực. Diệp Thần mắt thấy Thương Thiên Kim Hoàng thần quân thân ảnh, trực tiếp rung động, đây chính là Thương Thiên Hạc trong giấc mộng muốn sáng tạo thần linh, vĩ đại, huy hoàng, thần thánh, bá đạo. Diệp Thần tuyệt đối tin tưởng, tôn này Thương Thiên Kim Hoàng thần quân, nếu là hàng lâm xuống, đủ để quét ngang hết thảy ác quỷ quái vật. Mộ chủ, như thế nào? Thương Thiên Hạc gặp Diệp Thần đang nhắm mắt. Hiển nhiên là đang ngưng thần lĩnh ngộ Thương Thiên Kim Hoàng Trảm Áo Nghĩa, hắn cảm thấy hơi có điểm khẩn trương, lại không biết Diệp Thần có thể hay không ngộ ra. Diệp Thần mở to mắt, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nói tiền bối, ngươi cấu tạo thần linh, đích xác rộng rãi thần thánh, vô cùng cường đại, nhưng muốn đem triệu hoán đi ra, cũng không phải chuyện dễ. Tạo thần quá gian nan. Bất quá may mắn, ba quỷ thần bên trong, hư thối lão tổ đã vẫn, nhiễu sóng lão tổ lại bị ta ăn hết, ba không thần ba tấm giấy trắng. Có hai tấm giấy trắng hắc ám rút đi, vào hôm nay tạo thần, so ngươi đi qua khẳng định muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cho ta chút thời gian, chờ ta tấn thăng siêu phẩm thiên đế cảnh giới, hẳn là liền có thể nếm thử tạo thần. Diệp Thần cân nhắc, Thương Thiên Kim Hoàng Trảm Áo Nghĩa, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, Thương Thiên Kim Hoàng thần quân trên thân, mỗi một đạo pháp tắc, hắn đều rõ như lòng bàn tay, tất cả tạo thần công việc đã có, chỉ kém căn bản nhất tu vi. Tạo thần, muốn sáng tạo một cái thần linh. Phải vô cùng thâm hậu nội công tu vi trèo trống, Diệp Thần tu vi còn chưa đủ. Thương Thiên Hạc trong lòng vui mừng, nói, rất tốt, mộ chủ, người tấn thăng siêu phẩm thiên đế liền có thể tạo thần, vậy ta đạo thống có người kế nghiệp. Ta chờ người tạo thần thành công, quét ngang tinh không bị ngạn một ngày kia. Diệp Thần gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt phỏng đoán Thương Thiên Kim Hoàng Trảm huyền bí, ở trong lòng diễn luyện hành động, muốn đem Thương Thiên Kim Hoàng thần quân sáng tạo ra, tự nhiên 10 phần gian khổ. Nhưng chỉ là thi triển Thương Thiên Kim Hoàng Trảm sát phạt, Diệp Thần đoán chừng mình có thể làm được. Nắm giữ môn này Thương Thiên Kim Hoàng Trảm, hắn tương lai muốn đi loạn hồn tuyệt vực, cũng có thể thêm ra một phần tự vệ át chủ bài. Tinh không bỉ ngạn. Siva mang theo Nhậm Phi Phàm cuối cùng tại một chỗ cự phong phía trước dừng lại. Cái kia cự phong nguy nga cao vút, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, khí tức thần bí quanh quẩn bốn phía, lực lượng cường đại giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, Nhậm Phi Phàm vừa mới tới gần, liền cảm giác có một cổ vô hình áp lực đập vào mặt, càng không có cách nào tiến thêm một bước về phía trước. Siva thần sắc trang nghiêm, âm thanh trầm thấp nói, đây là Tử Tiêu Thần Sơn, trong truyền thuyết ẩn chứa vô tận thần bí cùng sức mạnh. Thiên Khôi kiếm chủ cũng là mượn nhờ núi này mới cường đại như thế. Nhậm Phi Phàm nhìn qua cái kia phảng phất xa không với tới cự phong, trong mắt tràn đầy rung động, hắn nhịn không được vấn nói, tiền bối, như thế nào mới có thể đi tới cái này Tử Tiêu Thần Sơn? Ta cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tại kháng cự ta. Siva khẽ lắc đầu, nói, muốn bị Tử Tiêu Thần Sơn tiếp nhận, khó như lên trời, nhưng ta cảm thấy, hắn sẽ tiếp nhận Diệp Thần. Một khi tiếp nhận Diệp Thần, người xem như người hộ đạo, tất nhiên cũng có thể bước vào. Lại đi theo ta, mang ngươi nhìn một tòa không giống nhau Tử Tiêu Thần Sơn. Nói đi, Siva hai tay khẽ nhếch, cường đại trụ thần lực lượng phun trào, hư không ở dưới sức mạnh của hắn bị xé nứt ra.
Trong nháy mắt, bọn hắn biến mất ở tại chỗ, lại đi tới một tòa thần bí chi địa. Nhậm Phi Phàm con mắt híp lại, cảm giác được cái này tựa hồ cũng không phải là thực tế, hơn nữa, trước mắt lại xuất hiện một tòa cùng Tử Tiêu Thần Sơn rất giống nhau thần sơn. Nhưng mà, ngọn thần sơn này càng thêm quỷ dị, địa ngục cùng luân hồi sức mạnh xen lẫn trong đó, âm trầm kinh khủng cảm giác để cho người ta không rét mà run. 10 chuôi thần kiếm treo cao tại không trung, trên thân kiếm tản ra lạnh thấu xương tia sáng, phảng phất thủ hộ thần núi 10 vị người hộ đạo. Shiva thản nhiên nhìn một mắt Nhậm Phi Phàm, chậm rãi nói, đây là ta ở trong ảo cảnh sáng tạo Tử Tiêu Thần Sơn, là năm đó chân chính Tử Tiêu Thần Sơn, còn có một bộ phận uy thế còn dư, Nhậm Phi Phàm, ngươi đi khiêu chiến trong đó một kiếm. Nhậm Phi Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Hắn không còn nói nhảm, tế ra một thanh huyết kiếm, hai tay nắm ở chuôi kiếm, thi triển ra huyết nguyệt trảm thần kiếm. Nghịch thiên kiếm ảnh gào thét mà ra, 10 vầng huyết nguyệt dị tượng trên không trung hiện lên, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế như một đầu hủy diệt cự kình chém về phía trong đó một kiếm. Nhưng mà, ngay tại kiếm ảnh sắp chạm đến chuôi kiếm này lúc, chuôi kiếm này lại bộc phát ra kinh thiên dị tượng, hào quang rực rỡ, kiếm quang nổ tung, trong nháy mắt phá Nhậm Phi Phàm một kiếm. Nhậm Phi Phàm thân hình lảo đảo lui lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Shiva đi đến Nhậm Phi Phàm bên cạnh, nhìn xem hắn nói, đây chính là Tử Tiêu Thần Sơn chỗ quỷ dị. Cái này 10 chuôi thần kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi một kiếm đều có khác biệt uy lực cùng huyền bí. Ngươi vừa rồi khiêu chiến một kiếm kia, chỉ là trong đó yếu nhất một kiếm. Bất quá đây chỉ là huyễn cảnh, bây giờ cái kia 10 kiếm chỉ sợ không có uy thế như thế. Nhậm Phi Phàm lau đi vết máu ở khóe miệng, đứng dậy, hiếu kỳ nói, tiền bối, người dẫn ta tới là muốn cho ta ở trong ảo cảnh ngộ đạo. Shiva lắc đầu, người cùng thiên khôi kiếm chủ sớm muộn sẽ xung đột, ta cần ngươi hiểu được hết thảy của hắn. Hơn nữa, người căn cơ bạc nhược, mặc dù đem ngươi cảnh giới tăng lên tới đỉnh phong, có thể quét ngang tinh không bỉ ngạn đại bộ phận cường giả, nhưng còn chưa đủ. Ta vốn định dẫn ngươi đi một cái có thể giúp ngươi triệt để cải thiện căn cơ chỗ. Nhưng ta thay đổi chú ý, ngươi nhất thiết phải tại cái này trong ảo cảnh, dung hợp ngươi bây giờ tu vi và căn cơ, thậm chí thay đổi tâm của ngươi. Tâm ta, Nhậm Phi Phàm biểu lộ cổ quái. Shiva nói, đối với, chính là của ngươi tâm, ta hy vọng tâm của ngươi không còn là hộ đạo chi tâm, mà là chém chết hết thảy quyết tâm. Địch nhân của ngươi, không riêng gì thiên khôi kiếm chủ, còn có thể là Hắc Vương Mẫu, thậm chí có thể là Thái Sơ. Cho nên, tâm của ngươi nhất thiết phải không sợ hãi, nên có một ngày Thái Sơ mệnh lệnh ngươi, ngươi đã có dũng khí nói không? Tốt, ta đi, ta hy vọng chờ ta lại bước vào nơi đây, cái này 10 kiếm uy thế còn dư, đều bởi vì ngươi mà sợ hãi. Nói xong Shiva liền biến mất ở cái này một mảnh trong ảo cảnh. Nhậm Phi Phàm nhìn xem cái kia quỷ dị Tử Tiêu Thần Sơn, đối với chỗ này hoàn cảnh, hắn có thể dễ như trở bàn tay liền rời đi, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Hắn muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là 10 kiếm, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Hắn cũng nghĩ xem, cái kia chém chết hết thảy quyết tâm, hắn Nhậm Phi Phàm có đáng giá hay không nắm giữ. Không không lúc nào khoảng không. 3 ngày sau, Diệp Thần chuẩn bị xuất phát đi xấu thần vực. 3 ngày nay, Diệp Thần cùng chư nữ ngày đêm vui sướng, âm dương hòa giải bổ sung, tinh thần nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tu vi cũng đột phá đến thiên đế cảnh 7 tầng trời đỉnh phong. Chỉ là, trước đây cùng thiên thanh tử một trận chiến, căn cơ hao tổn thực sự quá lớn, bây giờ coi như bù đắp lại không thiếu, nhưng Diệp Thần cảm giác tự mình đi lộ thời điểm, vẫn có chút cước bộ hư phù bộ dáng. Trận chiến kia, hắn trả ra đại giới, thực sự quá lớn rồi. Xấu thần, là thời điểm quyết định. Hắc Huyên độc tuyền, ta nhất định cướp được tay. Diệp Thần trong lòng chỉ là một cái ý niệm, nhất định muốn cướp đoạt Hắc Huyên độc tuyền. Chỉ có cướp được Hắc Huyên độc tuyền, hắn bị tổn thương căn cơ, mới có thể thêm một bước khôi phục, mới có đầy đủ lực lượng, tại loạn hồn tuyệt vực bên trong hành động. Từ biệt luân hồi trận doanh đám người, Diệp Thần không do dự, trực tiếp đi tới xấu thần vực. Trước đây thần sắc đẹp cứu thế, quang huy chiếu rọi chư thiên, 9 thành hắc ám đều hóa đi, nhưng còn có 1 thành hắc ám, ngoan cố không thay đổi. Cái này không thay đổi hắc ám, đại bộ phận tập trung ở xấu thần vực bên trong. Diệp Thần đi tới xấu thần vực biên giới, liền nhìn thấy vùng lĩnh vực này, tựa như ngưng tụ thế gian tất cả phiền muộn cùng hắc ám, bầu trời không phải xanh thẳm, cũng không phải tinh không loại kia màn đêm, mà là hiện ra một loại đè nén ám tử sắc. Bên trên đại địa, từng tòa núi cao như dã thú răng nanh, khắp nơi có màu xanh lá cây quỷ hỏa đang nhảy nhót, thê lương phong thanh kêu khóc lấy, trên mặt đất bò đầy từng cây tựa như vật sống giống như ngọ nguậy thực vật.
Cái này thật sự là một mảnh như cấm kỵ một dạng địa vực, nhưng Diệp Thần cũng không sợ, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn đẩy ngang toàn bộ xấu thần vực, dễ như trở bàn tay. Không không lúc nào khoảng không người mạnh mẽ nhất, còn có thể là ai, chính là Diệp Thần. Hắn ngưng mắt bắt giữ thiên cơ, liền phát hiện xấu thần vực cấm chế, đã toàn bộ triệt hồi, xấu thần thế mà thật sự không đề phòng, đang chờ đợi hắn đến. Xấu thần làm như vậy, tự nhiên không phải tự tìm cái chết, mà là dẫn dụ Diệp Thần, muốn cho Diệp Thần buông lỏng cảnh giác. Diệp Thần thiên cơ nhìn trộm phía dưới, một mắt liền có thể nhìn ra, toàn bộ xấu thần vực, duy nhất có thể uy hiếp được hắn, chỉ có trong truyền thuyết Hắc Huyên Độc Tuyền. Xấu thần y nắm Hắc Huyên Độc Tuyền, bày ra đủ loại vực sâu đại trận, những thứ này vực sâu đại trận, chính là hắn phản sát Diệp Thần niềm hy vọng. Bất quá, Diệp Thần cũng không để ý, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể nghiền ép hết thảy. Luân hồi chi chủ, người đã đến. Xấu thần vực bên trong, truyền ra một đạo thê lương âm trầm âm thanh, đó chính là xấu thần âm thanh. Ầm ầm, lôi minh nổ tung, ám tử sắc dưới bầu trời, một tòa dữ tợn thần điện cái bóng nổi lên, ở giữa thần điện, một tòa bạch cốt phương tọa bên trên, một ông già ngồi ngay ngắn, một thân dơ bẩn đạo bào màu xanh lục, cởi trần lấy lồng ngực đầy nhọt độc, chảy xuôi nước mủ, thân hình mười phần to mọng, tàng ô nạp cấu trong đôi mắt, mang theo một cỗ thâm trầm bi thương. Cái này dơ bẩn lại mập mạp, tựa như một đống đổ máu chảy mủ thịt mỡ xếp thành lão giả, chính là xấu thần một cái phân thân. Hắn dưới mông bạch cốt phương tọa, Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra, gọi cửu âm bạch cốt tọa, là chín đại hồn khí một trong, chỉ cần cái này hồn khí bất diệt, đạo này xấu thần phân thân sẽ không phải chết, hồn khí là vật chứa. Ầm ầm, lại là tiếng sấm rền vang điện thiểm, thần điện, lại hiện ra từng đạo hắc ám quỷ dị thân ảnh, vây quanh tại xấu thần chung quanh, cũng là xấu trong thần tộc cường giả. Xấu thần, người chân thân đâu? Người không phải là muốn dựa vào một bộ phân thân đánh với ta à? Diệp Thần sắc mặt lạnh nhạt, bay vào xấu thần vực lĩnh địa bên trong, nhìn thẳng bạch cốt phương tọa bên trên xấu thần. Hắn vừa tiến vào xấu thần vực, chung quanh liền có vô tận hắc ám, điên cuồng ăn mòn mà đến, như trăm ngàn đầu thật nhỏ côn trùng, liều mạng hướng về hắn trong da chui vào. Nhưng, Diệp Thần toàn thân tràn ngập ra đế quang chiếu một cái, chung quanh hắc ám nhao nhao phá diệt, hắn đế quang chiếu dọi đến phương xa thần điện, xấu thần chung quanh rất nhiều hắc ám cường giả. Từng cái phát ra sắc bén tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể suy suy bốc hơi bốc khói, rất nhiều người trực tiếp hóa thành nước mủ, tản mạn khắp nơi trên mặt đất. Liền bạch cốt phương tọa bên trên xấu thần, cũng là kinh sợ một hồi, thân thể mập mạp lọt vào bị bỏng, cũng là toát ra khói đen, mười phần khó chịu. Ngươi rất mạnh, luân hồi chi chủ. Ta giết không chết ngươi, có lẽ. Xấu thần cật lực cắn răng, vận chuyển ma công, chống cự Diệp Thần đế quang. Diệp Thần thực lực thực sự quá cường hãn, đều không cần ra tay, trên người hắn tản ra đế quang, cũng đủ để ép diệt rất nhiều cường giả, thậm chí ngay cả xấu thần đều khó mà đối kháng. Xấu thần cảm giác đến, cùng vài ngày trước so sánh, Diệp Thần trở nên mạnh hơn, càng không địch. Ta phân thân cũng tốt, chân thân cũng được, đều không phải là địch thủ của ngươi. Ta vốn đang cho là, có thể dựa vào lấy xấu thần vực địa mạch, đem ngươi phản sát. Nhưng hiện tại xem ra, hy vọng mười phần xa vời. Xấu thần đầy mắt bi thương, hắn đã không có khả năng chiến thắng Diệp Thần, quy khư đại kiếp vừa mới qua đi, chư thiên vạn giới chính là bách phế đãi hưng, nhân tâm phấn chấn, người người đều tràn đầy hy vọng, đều mong mỏi lấy tương lai quang minh. Vào hoàn cảnh quan trọng này, xấu thần năng mượn dùng đến hắc ám sức mạnh, mười phần yếu ớt, nhân tâm đã không tại hắn bên này. Cho ta một cơ hội, luân hồi chi chủ, đừng đem ta đánh vào địa ngục. Xấu thần thế mà mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn một mực dương dương tự đắc, chính là bản thân có thể cướp đoạt lòng người hắc ám dục vọng, từ đó bất tử bất diệt. Nhưng bây giờ, cái này bất tử bất diệt đặc tính, lại trở thành một cái đáng sợ nguyền rủa. Diệp Thần không cần giết chết hắn, chỉ cần đưa hắn vào trong địa ngục đi, để cho hắn tiếp nhận vô gian luân hồi dày vò, hắn đem so với tử vong đau đớn vạn lần. Xấu thần lần thứ nhất hy vọng, mình có thể chết thống khoái đi, tốt hơn trong địa ngục chịu khổ. Tiếp tục. Còn có cái gì di ngôn, nói tiếp. Diệp Thần bình tĩnh nhìn xấu thần, đạo. Xấu thần gương mặt vặn vẹo một chút, nhìn Diệp Thần bộ dáng, hiển nhiên là không có ý định buông tha hắn, hắn sớm đã có đoán trước, đã nói. Đừng xung động, luân hồi chi chủ, có chuyện thật tốt nói. Ngươi không phải muốn thông qua loạn hồn tuyệt vực, lén qua đi tinh không bị ngạn sao. Ta có thể giúp ngươi một lần, loạn hồn tuyệt vực hỗn loạn tưng bừng, có đại lượng đến từ tinh không bị ngạn cường đạo ác ôn. Ngươi tại không không lúc nào khoảng không tuy vô địch,
nhưng cùng những cái kia tinh không cường giả so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ta có thể đi theo ngươi trái phải, giúp ngươi đối phó những cái kia cường đạo ác ôn, đối phó những người kia, dùng vũ lực cũng không dễ dàng, chỉ có dùng mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, mới là thượng sách. Diệp Thần cười nói, người đây là nghĩ đầu hàng. Xấu Thần trầm mặc một chút, cúi đầu, đầu hàng hai chữ, nói với hắn tâm tự tôn tới nói, thế nhưng là đả kích khổng lồ. Nhưng trong lúc trước mắt, hắn đã không có thứ hai con đường. Là, ta đầu. Xấu Thần khẽ cắn môi, từ Bạch Cốt Vương tọa bên trên xuống tới, xa xa hướng về phía Diệp Thần quỳ xuống lại, lớn tiếng nói. Luân hồi chi chủ, ta đầu hàng. Ta có thể hóa thân hắc ám lưỡi dao. Thay ngươi giải quyết rất nhiều phiền toái khó giải quyết. Ta nắm giữ đủ loại tinh thần vặn vẹo thủ đoạn, điều khiển nhân tâm, ta chắc chắn có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Hắn đối mặt Diệp Thần, đã không có phần thắng rồi, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Diệp Thần cùng chư nữ âm dương bổ sung, tu vi đại đại tinh tiến, lại lấy được thương thiên hạc truyền thụ cho thương thiên kim hoàng trảm, hơn nữa hắn thiên đế kiếm, bên trong phong ấn sáng thế đạo quả, cũng tại không ngừng phóng thích năng lượng, mở rộng hắn đế quang. Đủ loại tăng thêm phía dưới, Diệp Thần trước đây đại chiến bị tổn thương căn cơ, kỳ thực đã khôi phục không thiếu, hiện tại hắn huy hoàng thần thánh đế quang một phóng xuất ra, Xấu Thần liền biết chính mình thua không nghi ngờ. Hắn đủ loại điều khiển lòng người thủ đoạn, tại Diệp Thần cường hoành kiên cố đạo tâm trước mặt, tựa như chê cười đồng dạng. Nhưng, hắn dung chuyển không được Diệp Thần đạo tâm, lại có thể vặn vẹo đạo tâm của người khác, hắn vẫn là một thanh có thể giết người lưỡi dao. Cho nên, Xấu Thần cảm giác mình còn có giá trị lợi dụng, muốn hướng Diệp Thần đầu hàng, trở thành Diệp Thần phụ tá đắc lực, cho dù húm núm, cũng tốt hơn đến trong địa ngục chịu khổ. Diệp Thần nghe được Xấu Thần đầu hàng ngôn ngữ, lại là nở nụ cười, nói, xin lỗi, ta không chấp nhận đầu hàng. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần đột nhiên ra tay, thiên đế hoàng đạo kiếm vung ra, một đầu hừng hực kiếm mang, không có chút nào lòe loẹt, thẳng tắp hướng Xấu Thần phá không chạm đi. Một kiếm này phá không, đế quang nổ tung. Đem Xấu Thần vực ám tử sắc bầu trời, ánh chiếu lên một mảnh kim hoàng, đếm không hết yêu ma quỷ quái, tại Diệp Thần đế quang kiếm mang phía dưới khóc thét. Xấu Thần cực kỳ kinh dị, vội vàng nhảy người lên, nghiêng người né tránh Diệp Thần một kiếm, hắn bộ dạng này phân thân, thân hình mập mạp, nhưng bởi vì có địa mạch trợ giúp, động tác lại là 10 phần linh hoạt. Xuy, Diệp Thần một kiếm này, đem Xấu Thần sau lưng cung điện, chém ẩm vang sụp đổ, bụi trần bay tứ tung. Khinh người quá đáng. Hảo, luân hồi chi chủ, người không đầu hàng, ta chính là chết, cũng muốn cắn xuống người một miếng thịt. Xấu Thần nhìn xem sụp đổ cung điện, lập tức tức giận, giống như điên dại giống như bổ nhào vào Diệp Thần trước mặt, một chiêu mục nát cốt thực tâm trưởng hướng Diệp Thần lồng ngực vỗ tới. Diệp Thần không làm phòng bị, tùy ý Xấu Thần một trưởng đánh trúng lồng ngực, phịch một tiếng, hắn thân thể lù lù bất động, Xấu Thần lại nhận được hắn hộ thể đế quang phản chấn, ô a một tiếng hét thảm, cẳng tay đứt gãy. Toàn thân huyết nhục đều bị đế quang bị phỏng sôi trào lên. Không có sao chứ. Ngươi thế nhưng là một cái rất tốt kẻ chết thay, ngươi nếu là chết, ta liền thương tâm. Diệp Thần giống diều hâu vồ gà con giống như, tay trái xách ở Xấu Thần hậu cái cổ, trong mắt lộ ra thần sắc quan hoài, thậm chí còn thi triển ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, trị liệu Xấu Thần thương thế. Xấu Thần nhìn xem Diệp Thần quan tâm ánh mắt, lại là sợ hãi e rằng lấy phục thêm, trong miệng phát ra tức giận tiếng giống. Duỗi quyền đá vào cẳng chân hướng Diệp Thần đánh tới, hình như tiểu nhi hổ nháo. Diệp Thần chỉ là mỉm cười, hắn hộ thể đế quang phóng thích phía dưới, Xấu Thần tất cả công kích, đánh vào trên người hắn, cùng cù lét không sai biệt lắm, hắn một điểm cảm giác không có. Ông một tiếng, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp gọi ra luân hồi bàn, lơ lửng tại sau lưng, một bức minh mông thâm thúy địa ngục đồ đằng, đang in vào luân hồi bàn phía trên, hắn trực tiếp đem Xấu Thần ném vào. Hô hô hô. Tiếp theo sát, Diệp Thần điều khiển luân hồi bàn, thôn vệ Xấu trong thần vực sinh linh, đem rất nhiều yêu ma quỷ quái, đều hấp thu đến trong địa ngục đi, làm chính mình kẻ chết thay, vì tương lai làm chuẩn bị. Tại Diệp Thần đế quang phóng xuất ra sau, Xấu trong thần vực yêu ma quỷ quái, liền biết đại thế đã mất, nhao nhao gào khóc lấy phân tán bốn phía chạy trốn, nhưng không dùng, bọn hắn tốc độ chạy trốn lại nhanh, làm sao có thể nhanh hơn được Diệp Thần quang. Bây giờ Diệp Thần, đã là không không lúc nào khoảng không người mạnh nhất. Hắn quang, hắn đế quang, có thể chiếu rọi đến không không lúc nào khoảng không tất cả ngõ ngách. Đế quang cùng luân hồi bàn tương dung, luân hồi bàn mang theo Diệp Thần hào quang, bắt đầu xoay tròn, muốn thu ai liền thu ai, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, tận cùng thế giới, chỉ cần người còn tại không không lúc nào khoảng không phạm vi bên trong, liền đào thoát bất quá Diệp Thần đuổi bắt.
Rất nhanh, xấu thần vực liền bị thanh không. Diệp Thần nhìn xem bị thanh trừ sạch sẽ xấu thần vực, nội tâm cũng là một hồi vui vẻ cùng nhẹ nhõm, tâm thần có chút buông lỏng lúc, chợt thấy một cỗ cực kỳ xảo trá mịt mờ ma khí, giống như rắn độc sau lưng tập sát mà đến. Chỉ thấy một cái áo xám lão giả, hai con người mang theo hung quang, đột ngột đánh lén Diệp Thần, thối giữa hai tay mang theo hắc huyên độc tuyền sát khí, thiêu đốt thành như có thể diệt thế ma diễm, chụp về phía Diệp Thần phần gáy. Cái này áo xám lão giả, cũng là xấu thần cuối cùng một đạo phân thân. Cái này xấu thần đánh lén thời cơ, nắm phải phi thường tốt, vừa vặn chính là Diệp Thần buông lỏng thời điểm, hơn nữa tập sát thủ đoạn, còn mang theo hắc huyên độc tuyền sát khí, tương đương hung mãnh lăng lệ. Liền xem như Diệp Thần hộ thể đế quang, tại loại này tàn phá bừa bãi kinh khủng hắc huyên sát khí phía dưới, cũng có bị công phá nguy hiểm. Xấu thần nhãn bên trong tràn đầy quyết tuyệt chi ý, hắn điều động hắc huyên độc tuyền sát khí, tập sát Diệp Thần, hai tay mình nhưng phải trước tiên lọt vào vực sâu ăn mòn, đau đớn không chịu nổi. Nhưng vì sát thương Diệp Thần, hắn cũng là liều mạng. Coi như liều mạng xuống địa ngục, hắn cũng muốn để Diệp Thần trả giá đắt. Nhìn xem xấu thần một chưởng vỗ tới, Diệp Thần vẫn là không có tránh né, tùy ý xấu thần hung hăng đánh trúng chính mình. A, à, hu hu, một hồi tiếng kêu thê thảm, từ Diệp Thần sau lưng luân hồi trong địa ngục truyền ra. Xấu thần một chưởng này 10 phần hung mãnh cay độc, Diệp Thần cũng không thể vô hại đón lấy, nhưng ở chịu kích trong nháy mắt. Hắn đem chính mình bản thân chịu tổn thương, toàn bộ chuyển rời đến trong địa ngục đi. Luân hồi trong địa ngục, cầm tù lấy hai đạo xấu thần phân thân, còn có Chu Mục Thần, bọn hắn đã nhận lấy Diệp Thần thay đổi vị trí tới tổn thương, lập tức phát ra tê liệt kêu thảm. Cái kia rất nhiều yêu ma quỷ quái, cũng là thụ thương, đau đớn khóc lớn lên. Phần lớn yêu ma, cũng là xấu thần hậu duệ, bây giờ xấu thần một trưởng, đem chính mình hai đạo khác phân thân, còn có hậu duệ, đánh kêu thảm khóc thét. Sắc bén tiếng khóc cùng tiếng kêu, không ngừng từ luân hồi trong địa ngục truyền ra. Xấu thần nghe được, cũng cảm giác chính mình rơi vào địa ngục. Hắn tự xưng là điều khiển nhân tâm, thủ đoạn thâm trầm kinh khủng, nhưng lần này, cùng Diệp Thần thủ đoạn so sánh, hắn lại là mặc cảm. Diệp Thần bây giờ biểu hiện ra thủ đoạn, mới thật sự là địa ngục, chân chính đại khủng bố. Ách, a a a, phân thân ở giữa ý thức tương thông, xấu thần có hai đạo phân thân, tại Diệp Thần trong địa ngục chịu khổ. Chính hắn đạo này phân thân, cũng là dâng lên một cỗ dày vò tê liệt đau đớn, cổ họng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Luân hồi chi chủ, ngươi là điên rồ. So với ta, ngươi càng giống là một cái tà thần. Ma quỷ. Xấu thần phát ra tê tâm liệt phế gào thét cùng chửi mắng, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Diệp Thần nghe được xấu thần chửi mắng, chỉ cười cười, nói, này liền phá phòng ngự sao. Ngươi trước đó làm thiên hạ loạn lạc thời điểm, thế nhưng là rất phách lối. Một số thời khắc đau đớn thích hợp ngươi hơn. Không nghĩ tới sao, ngươi cũng sẽ có xuống địa ngục một ngày. Ngươi bất tử bất diệt mới là thế gian nhớ ngươi nhất có kết cục, thế gian này, còn có so ngươi thích hợp hơn kẻ chết thay sao? Diệp Thần không nói nhảm, tại xấu thần ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hắn thôi động luân hồi bàn, đế quang nở rộ, một cỗ cường đại hấp lực truyền ra, cũng đem trước mắt xấu thần thu vào trong địa ngục đi. Lần này, xấu thần tất cả phân thân, đều bị Diệp Thần trấn áp tại trong địa ngục. Toàn bộ xấu thần vực, lập tức an tĩnh lại, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có phong thanh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xấu thần vực bầu trời ám tử sắc khói mù, đã không sai biệt lắm rút đi, trời xanh lại xuất hiện, mà quan sát đại địa rất nhiều âm khí cũng tản đi, chỉ có một chỗ, âm khí rảnh rụng không tiêu tan. Hắc huyên độc tuyền, hẳn là chính là chỗ này. Xấu thần chân thân, chắc hẳn cũng ở đó chỗ. Diệp Thần trong lòng hơi động, có thể bắt được hắc huyên độc tuyền cùng xấu khí tức của thần, lúc này bay đến xuống. Nhưng lại tại Diệp Thần muốn tới gần hắc huyên độc tuyền thời điểm, Hoàn Mỹ đột nhiên phát ra một thanh âm, Diệp đại ca, ta cảm giác cái này nước suối tựa hồ đối với ta có loại lực hấp dẫn. Ngươi trước tiên đừng xuống, để ta đi xuống trước có hay không hảo. Diệp Thần nao nao, biểu lộ cổ quái, Hoàn Mỹ nhất là Diêm Phù tinh thạch tại sao lại đối với hắc huyên độc tuyền cảm thấy hứng thú. Ngươi là muốn hấp thu hắc huyên độc tuyền, sẽ để cho ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Cái này hắc huyên mức độ nguy hiểm, ngươi hẳn là tinh tường a. Hoàn Mỹ do dự mấy giây, hồi đáp ta cũng không biết, chính là làm ngươi tới gần hắc huyên độc tuyền, ta luôn cảm giác thân thể của ta hơi khác thường, đây là trước đó chưa bao giờ có. Diệp Thần do dự mấy tức, vẫn là vung tay lên, để Hoàn Mỹ xuất hiện ở vực sâu độc tuyền phụ cận. Mà hắn cũng nghe từ Hoàn Mỹ, cũng không xuống. Thậm chí lực lượng nào đó để hắn nhìn không phải rất rõ ràng. Mà tới đạt đến xuất hiện, phảng phất làm cho cả hắc huyên độc tuyền cũng vì đó sáng lên.
Nàng thân mang một bộ váy dài trắng, váy tung bay theo gió, tựa như tiên tử hạ phàm. Nhưng mà, trong ánh mắt của nàng lại để lộ ra một loại thâm thúy thần bí, để cho người ta khó mà nắm lấy. Diệp đại ca, giống như có người rơi xuống khí tức. Hoàn mỹ đạo. Diệp thần khẽ giật mình, bây giờ tựa hồ có chút mê vụ để hắn thấy không rõ, hoàn mỹ phát hiện xấu thần chân thân. Là xấu thần sao? Diệp thần hiếu kỳ nói. Diệp đại ca, không phải, tựa như là một cái nữ. Hoàn mỹ không còn nói nhảm, bước bước chân nhẹ nhàng, hướng về Hắc Uyên Độc Tuyền đi đến. Nàng mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, phảng phất tại cùng mảnh này Hắc Uyên chi địa tiến hành một loại nào đó thần bí giao lưu. Khi nàng tới gần Hắc Uyên Độc Tuyền lúc, nàng cái kia lóe ánh sáng thân thể tại Độc Tuyền làm nổi bật phía dưới, lộ ra càng thêm thần bí. Lúc này, hoàn mỹ trên thân bắt đầu phóng xuất ra một đạo diêm phù tinh quang. Cái này tinh quang mới đầu yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng chói nhất, tinh quang bao phủ hoàn mỹ toàn thân, đem nàng làm nổi bật giống như thần minh đồng dạng. Hoàn mỹ giang hai tay ra, phảng phất tại ôm mảnh này Hắc Uyên Độc Tuyền, sau đó chậm rãi đóng lại hai con ngươi. Cử động của nàng nhìn như bình tĩnh, lại đã dẫn phát Hắc Uyên Độc Tuyền kịch liệt phản ứng. Nguyên bản bình tĩnh Độc Tuyền bắt đầu không ngừng sôi trào, bọt khí từ suối thực chất dâng lên, vỡ tan lúc phát ra lộc cộc âm thanh. Ngay sau đó, Độc Tuyền bên trong nhấc lên cực lớn sóng lớn, màu đen nước suối giống như một đầu gào thét cự thú, hướng về bốn phía mãnh liệt đánh tới. Một đạo sóng lớn thật cao dâng lên, hướng về Hoàn Mỹ hung hăng đánh tới. Ngay tại Diệp Thần cho là Hoàn Mỹ sắp bị sóng lớn thôn phệ thời điểm, kỳ tích xảy ra, Hoàn Mỹ trên người tinh quang đột nhiên phóng ra hào quang chói sáng, tia sáng có thể đạt được chỗ, Hắc Uyên Độc Tuyền sức mạnh phảng phất bị một loại lực lượng thần bí áp chế. Đạo kia nguyên bản khí thế hung hăng sóng lớn, tại tiếp xúc đến ánh sao trong nháy mắt, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu đen nước suối dần dần trở nên thanh tịnh, trong đó khí tức tà ác cũng tại ánh sao chiếu rọi xuống dần dần tiêu tan. Diệp Thần trợn to hai mắt, nhìn một màn trước mắt này, chấn động trong lòng vạn phần. Hắn biết rõ Hắc Uyên Độc Tuyền kinh khủng, cái này nước suối để đã từng vô số cường giả đều đối hắn chùn bước. Nhưng mà, hoàn mỹ vẻn vẹn bằng vào trên người tinh quang, lại có thể tịnh hóa một bộ phận Hắc Uyên Độc Tuyền. Hoàn Mỹ, người cuối cùng là thủ đoạn gì? Diệp Thần nhìn không được vấn đạo. Hoàn Mỹ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, phảng phất nhớ lại xa xôi chuyện cũ. Nàng khe khẽ lắc đầu, nói ta cũng không biết, chẳng qua là khi ta tới gần cái này Hắc Uyên Độc Tuyền lúc, trong lòng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất ta cùng với loại khí tức này đã từng tiếp xúc qua. Tốt, Diệp đại ca, ta cũng không thể đem Hắc Uyên Độc Tuyền tịnh hóa xong, bằng không thì ngươi khẳng định muốn mắng chết ta. Hoàn Mỹ đột nhiên cười nói. Nàng tự nhiên biết Diệp Thần cần cái này Hắc Uyên Độc Tuyền, nàng bất quá là muốn nếm thử một phen. Nói xong, liền biến mất tại chỗ, về tới luân hồi mộ địa bên trong. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, Hoàn Mỹ bí mật chỉ có đi tinh không bỉ ngạn mới có thể giải khai, dưới mắt Hắc Uyên Độc Tuyền cùng xấu thần chân thân mới là mấu chốt. Hắn cũng đi xuống, bắt đầu tới gần Hắc Uyên Độc Tuyền, rất nhanh, hắn liền thấy một cái thâm thúy u ám cực lớn đầm sâu. Đầm sâu bốn phía là gầy trơ xương quái thạch, bốn phía dũng động nồng đậm khói đen, giống như thực chất đồng dạng tại lăn lộn tràn ngập. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ quái hương vị, hỗn hợp có hư thối cùng khí tức tử vong, để cho người ta nghe ngóng muốn ói, bốn phía thảm thực vật sớm đã khô héo, chỉ còn lại cây khô trơ trụi cùng nám đen thổ địa. Cái này thâm thúy u ám cực lớn đầm sâu, rõ ràng chính là Hắc Uyên Độc Tuyền. Diệp Thần thấy được quỷ dị cảnh tượng, Hắc Uyên Độc Tuyền bốn phía phun trào khói đen. Cuồn cuộn tràn ngập phía dưới, thế mà tạo thành từng cái rắn độc, trên mặt đất uốn lượn bò. Hắn gọi ra đế quang, bảo vệ thân hình, hạ xuống Hắc Uyên Độc Tuyền bên cạnh, lập tức từng cái rắn độc, kêu ré lấy tránh lui, không kịp tan đi, bị hắn đế quang chiếu một cái, một chút hóa thành cho bụi. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Hắc Uyên Độc Tuyền bên cạnh, có một bộ thối giữa bạch cốt, thiên cơ nhìn rõ phía dưới, hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc. Là, Múa Thiên Đế Vũ Nguyệt hài cốt. Diệp Thần nhìn xem bộ kia bạch cốt, lông mày nhíu một cái, bắt được nhân quả nguyên do, lại là Múa Thiên Đế Vũ Nguyệt hài cốt. Múa Thiên Đế Vũ Nguyệt, là cổ tinh môn khi xưa ngũ đại thiên đế đứng đầu, cổ tinh môn trưởng giáo, Diệp Thần trước đó cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Trong ấn tượng, Vũ Nguyệt nói là muốn tới xấu thần vực lãnh địa, tìm kiếm u ác tính tử cùng quang chi tử huyền bí. Bây giờ, Vũ Nguyệt bạch cốt ở đây, nàng rõ ràng vẫn lạc, hạ tràng tương đương thê thảm. Diệp Thần nhìn rõ đi qua, phát hiện Vũ Nguyệt cũng không phải xấu thần giết chết,
nàng thậm chí không có cùng xấu thần tiếp xúc qua, chỉ là mang theo tâm tình tò mò, tới gần Hắc Huyên Độc Tuyền. Lần này tới gần, Vũ Nguyệt lập tức lọt vào Hắc Huyên Độc Tuyền vực sâu khí thức ăn mòn, tại chỗ bị ăn mòn thành một bộ bạch cốt. Hắc Huyên Độc Tuyền đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. Đây là vực sâu sát khí hội tụ mà thành kịch độc nước suối, chỉ là nước suối tản ra khí thức, cũng đủ để đem một cái siêu phẩm thiên đế, trong nháy mắt ăn mòn thành xương cốt. Cũng may mà Diệp Thần tu vi cường đại, hộ thể đế quang thâm hậu, cho nên mới không có bị ảnh hưởng. Diệp Thần chậm rãi đi qua, đến gập cả lưng, tay mò lấy Vũ Nguyệt bạch cốt, luân hồi pháp thi triển, sinh tử phong thần bi nổi lên, một cỗ cường hoành nghịch chuyển pháp tắc, lập tức phóng xuất ra. Ong ong ong, hừng hực thần quang nở rộ, sinh tử bị nghịch chuyển, Diệp Thần thủ hạ bạch cốt, sinh ra máu thịt tới, rất nhanh biến thành một cái thanh thuần rực rỡ thiếu nữ, chính là Vũ Nguyệt. Diệp Thần lợi dụng sinh tử phong thần bi, đem Vũ Nguyệt sống lại. Cái này sinh tử phong thần bi, là nguyên thiên đế vật lưu lại, hắn không có lấy đi, Diệp Thần cũng không khách khí, trực tiếp sử dụng, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Ngô! Vũ Nguyệt phục sinh sau đó, ưng một tiếng, mở to mắt, tỉnh lại. Ta đây là ở nơi nào? Vũ Nguyệt trong mắt còn lộ ra một vẻ mờ mịt, nhìn chung quanh, Hắc Huyên Độc Tuyền sát khí diễn hóa thành từng cái rắn độc, ở phía xa thò đầu ra nhìn, nhưng không dám tới gần. Bởi vì Diệp Thần ngay ở chỗ này. Càng quan trọng chính là, bọn chúng còn từ trên thân Diệp Thần cảm nhận được một cỗ diêm phù khí tức. Vũ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần, thần thánh như thần linh bộ dáng, nàng cũng là một hồi kinh ngạc. Luân hồi chi chủ, ngươi như thế nào? Nàng nếm thử nhìn trộm thiên cơ, tiếp đó liền phát hiện phản thiên đại điển, quy khư đại kiếp, Diệp Thần thần sắc đẹp cứu thế các loại thiên đại sự tình, cũng biết là Diệp Thần sống lại chính mình. Thì ra ta đã chết, chết ở Hắc Huyên Độc Tuyền sát khí phía dưới. Là ngươi đã cứu ta, luân hồi chi chủ. Ngươi là quang chi tử, cũng là u ác tính tử. Những ngày này, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phú Nguyệt nhìn thấy đủ loại thiên cơ sau, lập tức lộ ra vô cùng đờ đẫn biểu lộ. Nào nghĩ tới trong khoảng thời gian này, thế mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng tinh thần trực tiếp bị trùng kích cực lớn. Ân, tỉnh liền tốt, mau rời đi nơi này đi, ở đây không phải ngươi có thể đợi chỗ. Diệp Thần lấy ra một bộ quần áo, ném cho Vũ Nguyệt, vừa mới phục sinh nàng, vẫn là không mảnh vải che thân bộ dáng. Bây giờ có Diệp Thần quang che chở, Vũ Nguyệt còn có thể không có việc gì, nhưng nếu như mất đi Diệp Thần che chở, nàng lập tức sẽ chết, Hắc Huyên Độc Tuyền sát khí vô khổng bất nhập. Thật là đáng sợ. Phú Nguyệt nhìn xem bên cạnh đen như mực thâm thúy đầm sâu, cũng là một hồi dùng mình, nàng hồi tưởng chuyện cũ, cảm thấy càng là run rẩy. Hắc Huyên Độc Tuyền kinh khủng, rõ ràng vượt qua tưởng tượng của nàng. Vực sâu cùng quang minh tranh đấu, nàng căn bản không có tư cách nhúng tay, dám tới gần chính là chết. Đây là chí cao thần đối chọi thế cuộc, cho dù là từng tay vãn thiên khuynh nàng, cũng không có tư cách vào cuộc. Ta, cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Phú Nguyệt mặc quần áo tử tế, hít sâu một hơi, đầu tiên là cúi đầu hướng Diệp Thần nói lời cảm tạ. Sau đó, nàng đầu ngón tay một lần, lật ra hai quyển quyển trục, đưa cho Diệp Thần, đạo. Cái này hai quyển quyển trục, cho ngươi, luân hồi chi chủ. Trong đó một bản, là Hiên Viên Vương chế tạo chi pháp. Một quyển khác, là trận pháp bố trí chi pháp, có thể cùng đại hiền giả câu thông, thậm chí có cơ hội lấy được quyền hành của hắn. Chí cao thần đối chọi thế cuộc. Ta đã không có tư cách tham gia, hy vọng cái này hai quyển trục, có thể giúp ngươi một chút. Diệp Thần trong lòng hơi động, cái gọi là Hiên Viên Vương, chính là Vũ Nguyệt sáng tạo vĩ đại kỳ quan, trước đây Vũ Nguyệt không có ở đây, Hiên Viên Vương chấp trưởng cổ tinh môn, Diệp Thần cùng với quyết chiến, thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn. Thậm chí đến cuối cùng, phải dựa vào võ tổ tự bảo, mới đưa Hiên Viên Vương giết chết. Nhưng, Hiên Viên Vương lại cũng không phải là tà ác, Hiên Viên Vương là vĩ đại kỳ quan. Ký thác Vũ Nguyệt giáo hóa thiên hạ quang minh chi tâm. Mà Hiên Viên Vương ý nghĩ, lại khởi nguồn tại Đại Hiền Giả. Đại Hiền Giả là 72 trụ thần một trong, là văn minh tổ sư, trước đây cổ tinh môn liền nghĩ tiếp thu Đại Hiền Giả quyền hành, nếu như bọn hắn thành công, cái kia trước đây trận kia quyết chiến, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Một phần hoàn chỉnh trụ thần quyền chuôi, không thể coi thường. Diệp Thần nhận lấy hai quyển trục, nói ân, quyển trục ta nhận, ngươi mau rời khỏi. Có thể đến ta luân hồi thánh địa cư trú, về sau đi theo bên ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hiên Viên Vương chế tạo quyển trục, đối với Diệp Thần vô dụng, có thể trực tiếp vứt bỏ. Nhưng một quyển khác quyển trục, có thể câu thông đại hiền giả, giá trị lại là không thể coi thường, Diệp Thần yên lặng thu lấy, tương lai có lẽ sẽ có dùng. Là,
đa tạ người thu lưu. Phú Nguyệt lần nữa khom người hướng Diệp Thần nói lời cảm tạ, trước kia nàng, là cao quý cổ tinh môn trưởng giáo, cao cao tại thượng, nhưng bây giờ tại Diệp Thần trước mặt, lại là câu nệ mà khiêm cung. Diệp Thần quá cường đại, đã là không không lúc nào khoảng không cường đại nhất vương giả, cho dù là Vũ Nguyệt, tại Diệp Thần trước mặt, cũng hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, nàng thậm chí không cách nào nhìn thẳng Diệp Thần đế quang, chỉ có thể gập lưng cúi đầu. Diệp Thần nguyện ý thu lưu nàng, nàng tự nhiên cũng nghĩ quy y luân hồi, lập tức liền quay người rời đi. Diệp Thần đưa mắt nhìn Vũ Nguyệt rời đi, sau đó ánh mắt của hắn, lần nữa rơi xuống Hắc Huyên Độc Tuyền bên trong. Hắc Huyên Độc Tuyền thỉnh thoảng ùng ục bốc lên bọt khí, bốc hơi ra ác độc hư thối quỷ bí khí tức, người bình thường lọt vào cỗ khí tức này nóng bức, đều phải lập tức chết bất đắc kỳ tử. Xấu thần, thế mà tiềm phục tại Hắc Huyên Độc Tuyền phía dưới. Diệp Thần ánh mắt thấu thị, có thể nhìn đến xấu thần chân thân, liền tiềm phục tại Hắc Huyên Độc Tuyền phía dưới. Hắc Huyên Độc Tuyền năng lượng, 10 phần kinh khủng, xấu thần cũng không cách nào luyện hóa, nhưng thân là thế gian trí ác hắn, bản thân liền xem như vực sâu một bộ phận, cho nên hắn ẩn thân tại Hắc Huyên Độc Tuyền phía dưới, tựa như thủy dung vào trong nước, cũng sẽ không thụ thương. Diệp Thần có thể cảm nhận được xấu thần run rẩy, xấu thần đang sợ hãi Diệp Thần buông xuống. Hắn co đầu rút cổ tại Hắc Huyên Độc Tuyền phía dưới, chỉ mong có thể tránh thoát Diệp Thần truy sát. Diệp Thần cười cười, lớn tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ, còn nghĩ trốn trốn tránh tránh sao? Xấu thần, lăn ra đến a, ta có thể để ngươi thiếu chịu chút khổ sở. Phanh, tại Diệp Thần tiếng nói sau khi rơi xuống, đáp lại hắn, cũng không phải xấu thần âm thanh, mà là một đạo cực lớn vang dội. Hắc Huyên Độc Tuyền nổ lên một đạo màu đen suối phun, đầm nước bốn phía ông ông tác hưởng, từng cái trận văn bảo hiện ra, bắn ra xâm nghiêm hắc mang. Trong hư không lập tức truyền ra từng cỗ vực sâu ma thần một dạng cổ quái ngâm sướng. Xấu thần tại Hắc Huyên Độc Tuyền phụ cận bố trí đại trận, trực tiếp phát động. Những thứ này đại trận đều tràn đầy hắc ám giết hại khí tức, đại trận nhất bạo phát, toàn bộ Hắc Huyên Độc Tuyền đều bị khuấy động đứng lên, từng sợi đen như mực dơ bẩn nước suối lật lên, xen lẫn thiên ma tinh hải khí tức, hóa thành từng cái màu đen trường long, gầm thét hướng Diệp Thần đánh giết mà đến. Diệp Thần nhìn ra, cái này Hắc Huyên Độc Tuyền thế mà hỗn hợp thiên ma tinh hải khí tức. Thiên ma tinh hải là ngày xưa tứ đại chí cao thần khí một trong, trước đây từ ma phi thiên chấp trường. Nhưng phía trước, Diệp Thần đem ma phi thiên ép binh giải tự bạo thời điểm, cũng không có thiên ma tinh hải khí tức tiết lộ ra ngoài. Lúc này hắn nhìn hiểu rồi, nguyên lai ma phi thiên đi nương nhờ xấu thần hậu, đem thiên ma tinh hải cũng hiến tặng cho xấu thần. Xấu thần tướng toàn bộ thiên ma tinh hải, toàn bộ trút xuống đến Hắc Huyên Độc Tuyền bên trong. Hắc Huyên Độc Tuyền độc thủy, chất lượng 10 phần trầm trọng, khí tức kinh khủng, muốn điều khiển, 10 phần gian khổ. Nhưng đem thiên ma tinh hải nước biển, toàn bộ trút xuống, thủy dung vào trong nước, chỉ cần điều động thiên ma tinh hải năng lượng, liền có thể gián tiếp khuấy động Hắc Huyên Độc Tuyền, từ đó bố trí đủ loại hủy thiên diệt địa sát trận lớn. Lúc này, Hắc Huyên Độc Tuyền phụ cận sát trận lớn, đã toàn bộ mở ra, toàn bộ Hắc Huyên Độc Tuyền đều sôi trào, vô tận sóng lớn gào thét, hóa thành trăm ngàn đầu màu đen trường long. Ở giữa không trung dương nhanh múa vuốt, vũ động âm phong thảm thảm, lại lăng không hướng Diệp Thần đánh giết xuống, tràng diện 10 phần hùng vĩ. Diệp Thần hộ thể đế quang, tại trăm ngàn đầu màu đen hàng dài vực sâu khí tức áp chế xuống, thế mà xuất hiện ảm đạm, thậm chí có chôn vùi dấu hiệu. Hắc Huyên Độc Tuyền khí tức kinh khủng, có thể thấy được lốm đốm, liền xem như Diệp Thần hộ thể đế quang, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở, cũng có bị ăn mòn nguy hiểm. Thương Thiên Đạo, Thương Thiên Kim Hoàng Trảm. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần tâm thần chấn định, trong lòng lướt qua Thương Thiên Kim Hoàng chém đủ loại diệu pháp, đây là Thương Thiên Hạc trong tưởng tượng sáng tạo vô thượng tuyệt chiêu, có trụ thần chi uy. Diệp Thần tế ra Thiên Đế kiếm, đón đánh giết xuống trăm ngàn đầu hắc long, lập tức huy kiếm chém ra, trong lòng quan tưởng Thương Thiên Kim Hoàng thần quân khí tượng, hắn một kiếm này như có trụ thần trợ lực, bộc phát ra vô cùng rực rỡ cuồn cuộn kim quang. Kim quang như hồng, chiếu rọi thiên địa, xoẹt một tiếng, mang theo vô song bá đạo thần thánh uy thế, chỉ một kiếm liền đem trăm ngàn đầu hắc long, toàn bộ chém giết bại nát, hóa thành đầy trời bay lả tả màu đen phi vũ. Thậm chí, Diệp Thần kiếm khí không giảm, một kiếm bổ vào Hắc Huyên Độc Tuyền phía trên, trực tiếp đem Hắc Huyên Độc Tuyền thật sâu bổ ra, có thể nhìn đến đáy nước bên trong co do một cái thân hình thon gầy, khuôn mặt xấu xí lão giả, chính là xấu thần chân thân. Xấu thần ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần, lập tức choáng váng. Thời khắc này Diệp Thần, cầm trong tay Thiên Đế kiếm, toàn thân kim quang hạo đáng. Có trụ khí thức của thần tràn ngập, thế nhưng cũng không phải 72 trụ thần một trong, tựa như là một cái tân sinh trụ thần, trước nay chưa có trụ thần. Cái này trụ thần,
quang minh, thần thánh, uy nghiêm, mang theo huy hoàng thiên uy, muốn chấn diệt hết thảy hắc ám sát khí. Cái này trên thực tế là Thương Thiên Kim Hoàng thần quân khí tức. Diệp Thần một chiêu này Thương Thiên Kim Hoàng chạm, liền bộc phát ra Thương Thiên Kim Hoàng thần quân khí tức, uy nghiêm như trụ thần, thần thánh kiếm khí, vừa vặn khắc chế rất nhiều hắc ám tà ác. Trước kia Thương Thiên Hạc muốn tạo thần, chính là vì đối phó Hắc Phương Mẫu, hắn tư tưởng ra Thương Thiên Kim Hoàng thần quân, tự nhiên là huy hoàng nhất thần thánh nhất cái chủng loại kia khái niệm. Luân hồi chi chủ, ngươi đã chứng thần. Xấu thần mất hết can đảm, trong chốc lát, thậm chí cho là Diệp Thần đã chứng thần, đăng thiên trở thành trụ thần, là chí cao vô thượng cường giả, bây giờ huy hoàng thần thánh, liền Hắc Huyên độc tuyền đều bị hắn bổ ra. Luân hồi mộ địa bên trong, Thương Thiên Hạc cũng là vô cùng kích động, nói, rất tốt, mộ chủ. Nghĩ không ra, người thật có thể kế thừa đạo thống của ta, đây chỉ là mộng ban ngày của ta a. Thương Thiên Kim Hoàng chảm, Thương Thiên Kim Hoàng thần quân, cũng chỉ là Thương Thiên Hạc nằm mơ ban ngày, là cho tới bây giờ không có thực hiện qua huyễn tưởng. Cái này nằm mơ ban ngày, cái này huyễn tưởng một kiếm, bây giờ cũng là bị Diệp Thần vung chém ra tới, cuồn cuộn kim quang chiếu rọi chư thiên, không không lúc nào khoảng không không biết có bao nhiêu người, đều cảm nhận được cái này quang hoa rực rỡ thần thánh một kiếm, như có mới trụ thần sinh ra, muốn chiếu sáng sơn hà, uy áp hết thảy hắc ám. Mộng là có thể trở thành sự thật, tiền bối. Diệp Thần mỉm cười, bàn tay cách không một chảo, liền đem con giúp ở dưới đáy nước xấu thần, bắt đi ra. Hắc Huyên độc tuyền chậm rãi khép lại trở về, Diệp Thần kiếm có thể ngắn trong nháy mắt bổ ra, nhưng cuối cùng không có khả năng phá diệt thâm trầm như vậy vực sâu. Xấu thần còng xuống thon gầy thân thể, bị Diệp Thần bàn tay bắt được, trong mắt tia sáng ảm đạm xuống, triệt để uể oải tuyệt vọng, toàn thân đều đang phát run. Diệp Thần từ xấu thần thon gầy trong thân thể, có thể cảm nhận được đủ loại khí tức hắc ám tà ác, thế gian mọi người tâm dục vọng, sáng tạo ra xấu thần. Hắn bộ thân thể này, vẫn như cũ có cực kỳ khủng bố ghê tởm chi lực, một khi bộc phát, liền nguyên thiên đế, hồn thiên đế loại này cấp bậc cường giả, đều phải kiêng kỵ. Nhưng Diệp Thần, lại là không sợ chút nào. Diệp Thần đạo tâm quá cường đại, hộ thể đế quang vô cùng huy hoàng, xấu thần ác, đủ loại hắc ám thủ đoạn, không có khả năng dung chuyển hắn một chút. Xấu thần cũng biết điểm này, cho nên bây giờ rơi xuống Diệp Thần trong tay, là mất hết can đảm, gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn bây giờ tự bạo cũng vô dụng, bởi vì hắn là nhân tâm tội ác hội tụ, chỉ cần nhân tâm còn có tội ác tồn tại, hắn cũng sẽ không tiêu vong. Hắn là bất tử bất diệt tồn tại, Diệp Thần cũng không dự định giết hắn, mỉm cười nói, còn có cái gì di ngôn sao? Xấu thần, ngươi lập tức liền muốn xuống địa ngục. Xấu thần nhìn xem Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần nụ cười, chính là ma quỷ mỉm cười, hắn toàn thân run rẩy, hít sâu một chút, miễn cưỡng tỉnh táo lại, nói. Ta không lời nào để nói, luân hồi chi chủ, ngươi là vực sâu u ác tính, là u ác tính tử, ngươi tà ác quyền hành, trên ta xa. Ta bại trong tay ngươi bên trong, là tiểu ma thua với đại ma. Nhưng, ngươi đã bị thiên sạch cổ điện để mắt tới, bị kính lưu tiên tôn cùng hắc phương mẫu để mắt tới, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Chờ ngươi lén qua đi tinh không bỉ ngạn, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi như vẫn lạc, ta cũng có thể từ trong địa ngục thoát khốn, ta là bất tử bất diệt tồn tại, ngắn ngủi cầm tù dày vò, khốn không được ta, vậy ta liền chờ xem a. Còn có, ta từ trên người ngươi cảm giác được thiên khôi kiếm chủ khí tức, ngươi cũng đã biết thiên khôi kiếm chủ nếu là muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bí mật trên người của ngươi, có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngươi một bước vào tinh không bỉ ngạn, liền sẽ có vô tận tai họa cuồn cuộn mà đến. Diệp Thần chỉ cười cười, không nói gì, trực tiếp đem xấu thần ném vào trong địa ngục đi, dùng xích sắt quấn quanh nhốt lại. Xấu thần chân thân tiến vào địa ngục sau, hắn phân thân, đều tự động dung hợp tới, cùng chân thân hòa làm một thể. Diệp Thần lấy được một cái bất tử bất diệt kẻ chết thay, trong lòng hết sức hài lòng. Xấu thần, sẽ nhìn một chút ngươi có phải hay không thật sự bất tử bất diệt a? Diệp Thần nhìn xem trước mắt Hắc Huyên độc tuyền, không do dự, lập tức nhảy vào. Hắn đem hộ thể đế quang, toàn bộ thu liễm đứng lên, không làm mảy may phòng ngự, tùy ý từng sợi Hắc Huyên độc tuyền, dọc theo chính mình toàn thân lỗ chân lông, điên cuồng hướng về trong thân thể chui vào. Đại lượng Hắc Huyên độc tuyền chui vào, Diệp Thần lập tức cảm thấy một cỗ mênh mông xung kích, cả người mắt tối sầm lại muốn bị hướng choáng. Hung mãnh quá hắc ám sức mạnh. Diệp Thần mặc dù sớm đã có trong lòng dự bị, nhưng vẫn là bị Hắc Huyên độc tuyền kinh khủng lực trùng kích rung động đến. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh, tà ác lại sức mạnh hắc ám vô cùng cường đại như mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đem ý thức của hắn bao phủ.
Lực lượng kia dường như đến từ viễn cổ tà ác nguyền rủa, mang theo vô tận oán hận cùng tham lam, vô tình ăn mòn linh hồn của hắn cùng cơ thể. Hắn bản năng tính toán dãy giụa, có thể cái kia hắc ám sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, sự phản kháng của hắn giống như châu chấu đá xe, không hề có tác dụng. Cuối cùng, Diệp Thần ý thức tại này cổ hắc ám tàn phá bừa bãi phía dưới dần dần trầm luân, lâm vào vô tận ngủ say. Làm Diệp Thần ý thức có chút khôi phục, hắn phát hiện mình phảng phất đưa thân vào một cái vực sâu hắc ám thế giới. Ở đây, bầu trời bị đậm đặc như mực hắc ám bao phủ, không có một tia sáng có thể xuyên thấu. Đại địa hoang vu khô nứt, tản ra mục nát cùng khí tức tử vong, từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh răng khắp nơi, phảng phất là đại địa bị ác ma tê liệt vết thương. Trong không khí tràn ngập gay mũi huyết tinh cùng thi mục nát hương vị, ẩn ẩn truyền đến từng trận làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng kêu rên, dường như vô số đau đớn linh hồn tại tuyệt vọng thút thít. Ở mảnh này tựa như tận thế bên trong thế giới hắc ám, Diệp Thần thân ảnh lộ ra nhỏ bé mà cô độc. Đây chính là hắc huyên độc tuyền sức mạnh sao, quả nhiên cường đại. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Đột nhiên, trong bóng tối thoáng qua một đạo ánh sáng quỷ dị, Diệp Thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi con mắt thật to xuất hiện ở phía trước. Cặp con mắt kia giống như hai cái thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục vực sâu, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố. Hốc mắt bao quanh từng vòng phù văn thần bí, lập lòe ánh sáng quỷ dị, phảng phất là một loại nào đó cổ xưa tà ác cấm chế. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Diệp Thần, phảng phất có thể xem thấu linh hồn của hắn, để hắn có một loại không chỗ ẩn trốn cảm giác. Diệp Thần bị đôi mắt này chằm chằm đến dùng mình, đây phảng phất là trụ thần ánh mắt. Hắn muốn phá vỡ đây hết thảy, vận dụng quang sức mạnh, có thể hai chân lại như bị găm trên mặt đất đồng dạng, không thể động đậy. Ngay tại hắn ngưng trọng thời điểm, trong cặp mắt kia ngọn lửa xanh lục bỗng nhiên nhảy lên, một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, luân hồi chi chủ, người đã đến, trò chơi bắt đầu. Thanh âm kia phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu, mang theo vô tận hàn ý cùng tà ác. Mỗi một chữ đều giống như một cái sắc bén đao, đâm đau Diệp Thần màng nhĩ, thẳng đến linh hồn của hắn chỗ sâu. Gia hỏa này là ai? Hắn phảng phất tại chờ đợi chính mình. Xấu thần. Không đối với. Đúng lúc này, một cỗ diêm phù tinh quang từ luân hồi trong mộ địa tuôn ra, bao quanh Diệp Thần. Đồng thời hoàn mỹ âm thanh tại Diệp Thần thức hải bên trong vang lên, Diệp đại ca, giải khai thánh quang phong tỏa xích sắt. Diệp Thần trong nháy mắt tỉnh lại, không do dự nữa, hắn đem trong đại não tất cả phong tỏa xích sắt, toàn bộ giải khai. Phong tỏa xích sắt giải khai. Bị Diệp Thần khóa lại thánh quang, một chút tàn phá bừa bãi chảy xiết mà ra, cùng tràn vào từng sợi hắc huyên độc tuyền, va chạm nhau đứng lên. Thánh quang cùng hắc ám va chạm, như chính phản vật chất lẫn nhau chôn vùi nổ tung, một chút tại Diệp Thần thể nội, dẫn bạo ra vô cùng kinh khủng xung kích. Cỗ này xung kích, đủ để đem Diệp Thần cường hoành nhục thân, đều xé rách thành mảnh vụn. Nhưng, Diệp Thần đã sớm chuẩn bị, lập tức đem nổ tung xung kích tổn thương, toàn bộ chuyển rời đến trong địa ngục. Phanh. Phanh, phanh, quang cùng ám va chạm nổ tung, lập tức tại địa ngục nổ lên từng đóa mây hình nấm, Diệp Thần lại đem thân thể của mình bị nổ tung tổn thương, chuyển rời đến xấu thần trên thân. A a a, xấu thần lập tức phát ra sắc bén tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn vừa mới bị Diệp Thần quan đến trong địa ngục, còn chưa kịp thở một ngụm, liền lập tức muốn thay thế Diệp Thần, tiếp nhận mãnh liệt tổn thương. Quang minh cùng hắc ám nổ tung tổn thương, hung hăng xung kích tại xấu thần trên thân. Xấu thần khu thể bỗng chốc bị nổ nát giữa, nhưng thối giữa vết thương, lại dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Hắn là nhân tâm tội ác hội tụ, chỉ cần nhân tâm còn có tội ác tồn tại, hắn liền bất tử bất diệt, bị thương cũng có thể cấp tốc khôi phục. Diệp Thần thấy tình cảnh này, cũng là hài lòng gật gật đầu. Cái này xấu thần, đích thật là một cái hoàn mỹ kẻ chết thay. Bất quá, Diệp Thần cũng sợ nổ tung sức mạnh, quá mức kinh khủng, đem xấu thần giết chết, tuy nói xấu thần bất tử bất diệt. Có thể vô hạn phục sinh, nhưng chết đi sau đó, lần nữa phục sinh, cần thời gian. Diệp Thần tự nhiên không muốn lãng phí thời gian, lúc này thi triển lẫn nhau tự quyết, đem thể nội nổ tung đụng nhau năng lượng, hòa giải cân đối. Tại Diệp Thần điều hòa lại, thánh quang cùng hắc ám năng lượng, rất nhanh từ đụng vào lẫn nhau bài xích, nước lửa không dung bộ dáng, đã biến thành song sinh tuần hoàn. Hoa lạp, hoa lạp, hoa lạp. Hắn trong đan điền thái cực đồ, tấn mãnh lớn mạnh, vô luận là hắc ám năng lượng vẫn là quang minh năng lượng, đều phi tốc mở rộng, đen như mực đen phải thâm trầm, quang minh chói mắt thuần trắng lóa mắt, hắc ám một mặt điểm xuyết lấy một cái màu trắng chấm tròn, màu trắng một mặt cũng điểm xuyết lấy một cái màu đen chấm tròn. Cái này thái cực đồ, trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương tuần hoàn song sinh,
lộ ra đủ loại đại đạo diệu uẩn, huyền diệu khó giải thích, hắc ám ký sinh tại quang minh bên trong, quang minh cũng ký sinh trong bóng đêm, phi thường kỳ diệu. Oanh! Diệp Thần hút vào đại lượng hắc huyền độc tuyền, hoàn toàn điều hòa trong đại não thánh quang. Thân thể của hắn, phía trước có một cái cực lớn tai họa ngầm, cũng không hoàn toàn thuộc về mình, trong đại não lượn vòng lấy mênh mông thánh quang, tùy thời đều có thể đoạt xá hắn. Nhưng bây giờ, tai họa ngầm này, giải quyết triệt để. Ba ba ba. Diệp Thần trên người địa ngục xích sắt, toàn bộ đứt gãy, hắn đã không cần lại phong tỏa thánh quang cùng quang chi tử ý chí. Thánh quang quyền hành, cùng vực sâu quyền hành, ở trong cơ thể hắn đạt tới cân đối, tạo thành một cái vô cùng minh mông vĩ đại thái cực đồ. Cái này thái cực đồ ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng, đầy đủ chèo chống Diệp Thần tu luyện tới nhật nguyệt cảnh. Oanh! Diệp Thần tu vi, cũng là đi theo tấn mãnh đột phá, nhất cử bước vào thiên đế cảnh 8 tầng sơ giai. Kỳ thực, trong đan điền thái cực đồ, ẩn chứa năng lượng, hắn chỉ cần hấp thu, đủ để vừa bước một bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Nhưng, Diệp Thần sợ đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, cho nên tiến hành theo chất lượng, cũng không có lỗ mãng. Lúc trước hắn cùng thiên thanh tử đại chiến, tiêu hao quá lớn, bây giờ vững bước đột phá, vừa vặn cũng có thể tu bổ khuyết tổn căn cơ. Vực sâu cùng thánh quang năng lượng, lẫn nhau phối hợp hóa thành tinh khiết linh khí, lưu chuyển Diệp Thần toàn thân, hắn từng chịu tổn gân cốt, khuyết tổn căn cơ, cũng tại chậm rãi khôi phục. Hắn bị tổn thương căn cơ, là luân hồi căn cơ, mà vực sâu cùng thánh quang năng lượng, âm dương đan vào quyền hành, lại tại luân hồi phía trên, là cả ngày vô thượng vĩ đại pháp tắc. Có cả ngày âm dương linh khí bổ dưỡng, Diệp Thần căn cơ khôi phục thật nhanh. Ngay tại Diệp Thần mừng rỡ lúc, Diệp Thần trong lòng hải đăng, phảng phất rung động dữ dội rồi một lần. Tựa như cái kia không để hắn mê thất hải đăng muốn vỡ vụn. Diệp Thần hai con ngươi rung mạnh, hắn biết cảm giác này đến từ Nhậm Tiền Bối. Tinh không bị ngạn Nhậm Tiền Bối phát sinh cái gì, để hắn có như thế cảm giác. Theo lý tới nói, Nhậm Tiền Bối bị Siva thực lực tăng lên tới cực hạn, dù cho căn cơ vấn đề cực lớn. Nhưng tinh không bị ngạn có thể trọng thương hắn sẽ không quá nhiều mới đúng. Càng quan trọng chính là, Nhậm Tiền Bối sau lưng còn có Siva, chẳng lẽ Siva sẽ ngồi yên không để ý đến. Hắc Phương Mẫu ra tay rồi. Hay là cái kia quỷ dị thiên khôi thiên chủ. Vẫn là Thái Sơ đem phẫn nộ liên lụy đến Nhậm Tiền Bối trên thân. Diệp Thần rất muốn lập tức liên hệ Nhậm Tiền Bối. Nhưng hắn biết không khả năng. Nếu là thật quá vừa xuất hiện tay, đối với Nhậm Tiền Bối trả thù. Vậy hắn nhất thiết phải lập tức đi tới tinh không bỉ ngạn. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần ngồi xếp bằng. Một cỗ thần bí lại sức mạnh huyền diệu từ trong cơ thể hắn tràn ra, hướng lên bầu trời mà đi. Đó là tinh không bỉ ngạn phương hướng. Mà đồng thời, Diệp Thần sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần, rõ ràng bỏ ra không thiếu đại giới. Cũng may thái cực đồ liên tục không ngừng bổ sung Diệp Thần. Mà giờ khắc này, tinh không bỉ ngạn phía trên. Nhậm Phi Phàm đang đưa thân vào cái kia Tử Tiêu Thần Sơn huyễn cảnh bên trong. Trên người hắn vết thương chồng chất, huyết dịch nhuộm dần, thế nhưng hai con mắt bên trong lại lập lòe bất khuất tia sáng. Hắn là luân hồi người hộ đạo, lại há có thể tùy tiện thất bại. Cái này ba ngày, hắn đã bằng vào hắn đạo cùng bất diệt tâm, thành công khiêu chiến lơ lửng thần sơn 10 trong kiếm 9 kiếm, mỗi một kiếm chiến thắng đều có thể nói là một hồi kinh tâm động phách sinh tử đọ sức. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã mỏi mệt không chịu nổi. Lực lượng trong cơ thể giống như nến tàn trong gió, chập chờn bất định, gần như khô kiệt. Căn cơ vấn đề càng ngày càng bại lộ. Hắn có chút biết rõ Siva dụng ý, hiểu rõ thiên khôi kiếm chủ chỉ là thứ nhất, thứ hai liền để cho chính mình nhìn thẳng căn cơ. Hắn ngẩng đầu, sợi tóc che khuất một chút con mắt, cái kia lơ lửng kiếm thứ 10, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, vắt ngang ở trước mặt của hắn, tản ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng. Kinh khủng hơn là... Siva sáng tạo tòa này Tử Tiêu Thần Sơn phảng phất là một vị vô tình chúa tể, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Nó thả ra áp lực, giống như một tòa vô hình đại sơn, nặng nề mà đặt ở trên người hắn, để cho hắn mỗi bước ra một bước đều rất cảm thấy gian khổ. Nhưng Nhậm Phi Phàm há lại là dễ dàng khuất phục người, hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, cố gắng đứng dậy. Chân chính Tử Tiêu Thần Sơn lại là như thế nào? Ta nếu ngay cả núi này đều không thể vượt qua, lại như thế nào chém chết hết thảy? Giờ khắc này, Nhậm Phi Phàm ánh mắt phảng phất thay đổi. Một cổ quỷ dị sức mạnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trên bầu trời, nguyên bản treo cao nhật nguyệt đột nhiên tiêu thất, thay vào đó là 10 vầng huyết nguyệt. Cái kia huyết nguyệt tản ra làm cho người rợn cả tóc gáy tinh hồng sắc tia sáng, giống như máu tươi đậm đặc, phảng phất là từ vô tận trong thâm uyên tuôn ra ác ma chi nhãn, nhìn chăm chú lên thế gian hết thảy.
huyết nguyệt không ngừng mà dị biến, tia sáng càng lóa mắt, hắn màu sắc cũng biến thành càng thêm thâm trầm, cuối cùng lại chậm rãi dung hợp, huyễn hóa thành 10 cái bát quái huyết bàn. Bát quái này huyết bàn thần bí quỷ dị, huyết bàn phía trên, phù văn cổ xưa lập lòe ánh sáng quỷ dị, phảng phất tại nói một đoạn bị phủ đầy bụi lịch sử. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa năng lượng to lớn, ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, đem toàn bộ huyễn cảnh đều nhuộm thành một cái biển máu. Cái này kinh người dị tượng, chính là Nhậm Phi phàm đạo đưa tới, phảng phất là hắn cùng với Tử Tiêu Thần Sơn ý chí đối kháng đáp lại, hướng thế nhân lộ ra được ý chí của hắn. Hắn Nhậm Phi phàm cũng có tư cách chúa tể hết thảy. Hắn chậm rãi đóng lại hai con ngươi, vứt bỏ ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, bắt đầu toàn lực điều động thể nội còn sót lại sức mạnh. Hắn lúc này, giống như một vị cùng thiên địa hòa làm một thể chúa tể, hết thảy chung quanh phảng phất nhận lấy hắn triệu hoán, nhao nhao hướng hắn vào tới. Theo năng lượng không ngừng hội tụ, Nhậm Phi phàm cơ thể hơi run rẩy lên. Khí tức của hắn dần dần trở nên cường đại, cứ việc vết thương trên người còn tại không ngừng mà chảy ra huyết dịch, nhưng ý chí của hắn lại giống như sắt thép một loại cứng rắn. Hắn đang tích góp sức mạnh, mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra khá dài như vậy, phảng phất thời gian tại thời khắc này đứng im. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một mình hắn, đắm chìm tại cái kia vô tận trong tu luyện. Quen hơi thở sau đó, Nhậm Phi phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang bắn mạnh. Trong nháy mắt đó, phảng phất thiên địa cũng vì đó biến sắc, một cỗ cường đại sức mạnh từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, khiến cho không khí chung quanh đều phát ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Thân thể của hắn giống như một viên sao băng giống như, trong nháy mắt bay lên hư không, hướng về kia lơ lửng kiếm thứ 10 mau chóng đuổi theo. Đồng thời, tế ra một kiếm. Cái gì Tử Tiêu Thần Sơn, ta Nhậm Phi phàm đạp nát chính là. Nhưng ngươi cảm thụ một chút máu của ta 10 giết đạo trảm. Một kiếm này, ngừng tụ hắn tất cả sức mạnh, ý chí cùng đối đạo lĩnh ngộ. Trên thân kiếm, huyết quang lượn lờ, giống như một đầu lao nhanh huyết hà, sôi trào mãnh liệt. Phù văn trong ánh lấp lánh, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa thần bí nhất lực lượng pháp tắc, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Kiếm ra thời điểm, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Toàn bộ huyễn cảnh đều bị một kiếm này tia sáng bao phủ, phảng phất tận thế buông xuống đồng dạng. Một đạo cực lớn kiếm khí màu đỏ ngòm gào thét mà ra, mang theo vô tận uy lực cùng khí thế một đi không trở lại, trực tiếp chém về phía Tử Tiêu Thần Sơn lơ lửng kiếm thứ 10. Kiếm thứ 10 cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên kiếm ý tiến hành chống cự. Kiếm ý kia giống như thực chất, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, như là mặt trời lóa mắt. Trên thân kiếm, ánh sáng lóe lên, phù văn lưu chuyển, nó là Tử Tiêu Thần Sơn thủ hộ chi kiếm, đại biểu cho ngọn thần sơn này ý chí cùng sức mạnh, sao lại dễ dàng bị đánh bại. Hai cỗ cường đại sức mạnh ở giữa không trung đụng vào nhau, trong nháy mắt đã dẫn phát một hồi nổ kinh thiên động. Cường đại sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra, chỗ đến, sông núi sụp đổ, dòng sông đảo lưu, trong ảo cảnh hết thảy đều tại này cổ sức mạnh trùng kích vào trở nên phá thành mảnh nhỏ. Có thể cái kia Tử Tiêu Thần Sơn cùng kiếm thứ 10 vẫn tồn tại như cũ. Nhậm Phi phàm, thất bại. Toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một mảnh trong hỗn độn, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Nhậm Phi phàm đứng mũi chịu sào, bị cổ sóng trùng kích này đánh trúng, cơ thể như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, cả người lâm vào hôn mê. Thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, khí tức yếu ớt, giống như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Đúng lúc này, Shiva xuất hiện. Hắn nhìn xem trọng thương hôn mê Nhậm Phi phàm, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, Nhậm Phi phàm, đây chính là ngươi cực hạn. Đã vượt xa dự liệu của ta. Bị bất luận cái gì trụ thần tăng lên cường giả, đều làm không đến ngươi dạng này. Nếu là ngươi sinh ra ở tinh không bỉ ngạn, có lẽ thật có thể làm đến, đáng tiếc. Kiếm thứ 10 ý chí cuối cùng. Shiva đi ra phía trước, dự định đem Nhậm Phi phàm mang đi, từ bỏ lần này khiêu chiến. Hắn biết, tiếp tục nữa, Nhậm Phi phàm có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, thậm chí căn cơ đánh đổi càng lớn. Nhưng mà, ngay tại Shiva sắp chạm đến Nhậm Phi phàm một khắc này, Nhậm Phi phàm ngón tay đột nhiên bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, Nhậm Phi phàm chậm rãi mở hai mắt ra, đó là một đôi da sao con mắt. Phảng phất là muốn chạm thần ánh mắt. Shiva thậm chí có như vậy phút chốc thất thần, nếu là mình đứng tại Nhậm Phi phàm đối diện, Nhậm Phi phàm sẽ không sợ hãi chút nào, dùng trong tay kiếm ra tay với mình. Cũng là con mắt như vậy. Tiền bối, ta còn không có thua, ta không thể từ bỏ. Nhậm Phi phàm cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, lần nữa đứng dậy.
thân thể của hắn như máu đỏ tươi, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương của hắn bên trong tuôn ra, nhưng hắn vẫn phảng phất cảm giác không thấy đau đớn. Quanh người hắn phù văn lần nữa bộc phát, tia sáng lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ hắc ám huyễn cảnh. Hắn giờ phút này, tựa như một vị từ trong địa ngục trở về chiến thần, tản ra làm cho người kính úy khí tức. Ta còn có một kiếm này, ta vừa mới lĩnh ngộ cùng sáng tạo. Ta cho hắn đặt tên là hỗn độn cả ngày luân hồi trảm. Nói xong, Nhậm Phi Phàm ngẩng đầu, một kiếm này, hắn ra tay rồi. Một kiếm này, ẩn chứa hắn đối đạo cực hạn truy cầu cùng bất khuất tín niệm. Còn có Diệp Thần luân hồi sức mạnh. Hắn có thể cảm giác được Diệp Thần tại chúc phúc chính mình. Trên thân kiếm, hỗn độn chi khí cùng luân hồi chi khí tràn ngập, phảng phất khai thiên tích địa mới bắt đầu nguyên thủy sức mạnh, thần bí cường đại. Kiếm ra thời điểm, thiên địa vì đó biến sắc, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh trong hỗn độn. Sáng lạng quang, nhật nguyệt quang, luân hồi quang, thiên đạo chi pháp, địa đạo chi trần, nhân đạo chi tâm, đều đang tỏa ra. Mà cái kia cao cao tại thượng kiếm thứ 10, tại uy lực một kiếm này phía dưới, vậy mà bắt đầu run rẩy lên. Trên thân kiếm tia sáng dần dần ảm đạm, phù văn cũng biến thành mơ hồ mơ hồ. Cuối cùng, tại một tiếng thanh thúy tiếng vang bên trong, kiếm thứ 10 triệt để phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tan trong không khí. Mà Nhậm Phi Phàm cũng tại thi triển xong một kiếm này sau, triệt để hôn mê đi. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, giống như một mảnh tàn lụi trên lá cây. Diệp Thần, cảm tạ. Shiva không nhúc nhích, trong lòng rất là chấn động. Hắn nhìn xem hôn mê Nhậm Phi Phàm, trong mắt tràn đầy kính nể cùng vui mừng. Hắn biết, Nhậm Phi Phàm dùng hành động của mình giải thích cái gì là cường giả chân chính, cái gì là ý chí bất khuất, cái gì là hắn đạo. Hắn đã không phải là đơn giản luân hồi người hộ đạo. Shiva nhẹ nhàng ôm lấy Nhậm Phi Phàm, quay người rời đi từ Tiêu Thần Sơn huyễn cảnh. Không nghĩ tới, Diệp Thần tại không không lúc nào khoảng không có thể đột phá hạn chế, chúc phúc hắn. Xem ra, hai người này cũng không thể coi nhẹ. Chỉ sợ, Tinh Không Bỉ Ngạn thật muốn thời tiết thay đổi. Tử Tiêu Thần Sơn, Trụ Thần, Vực Sâu, Thái Sơ, tương lai cũng có thể muốn ngước nhìn hai người. Đương nhiên, đây chẳng qua là tương lai, chỉ cần hai người không vẫn lạc. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra. Nhậm tiền bối sẽ không có chuyện gì đi. Bất quá, ta cảm giác ta thân thể giống như một ít biến hóa rõ ràng hơn. Quang chi tử quyền hành, còn có u ác tính tử quyền hành, đều hội tụ tại trong thân thể ta. Thân thể của ta, cuối cùng không có tạp nhạp ý chí, hoàn toàn thuộc về chính mình. Diệp Thần cảm thấy, tại âm dương hòa giải sau đó, quang chi tử ý chí đã chôn vùi, hiện tại hắn thể nội không có những người khác ý chí, chỉ có chính mình ý chí, còn thuần túy âm dương đại đạo chi lực. Bất quá, trong đan điền thái cực đồ, âm dương tuần hoàn cục diện, cũng là vô cùng vi diệu cùng nguy hiểm. Một khi âm dương mất cân bằng, Diệp Thần cơ thể lập tức sẽ bị nổ tung xé nát. Nhớ ngày đó, hắn dẫn bạo một khỏa thái cực cầu, liền có thể đem nhật nguyệt cảnh thiên thanh tử nổ chết, mà bây giờ trong đan điền thái cực đồ, so với lúc trước viên kia thái cực cầu, còn cường đại hơn mấy lần. Diệp Thần đoán chừng, cái này thái cực đồ nếu là nổ tung, đừng nói nhật nguyệt cảnh, tiến thêm một bước, nhiên đăng cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Cái này thái cực đồ, có thể nói là một khỏa kinh khủng bom hẹn giờ. Mang cho Diệp Thần vô tận năng lượng linh khí tẩm bổ đồng thời, cũng mang theo hủy diệt tai họa. Có cái này thái cực đồ, ta muốn tấn thăng siêu phẩm thiên đế, dễ như trở bàn tay. Bất quá nghĩ xung kích đạo quân cảnh, còn có nhật nguyệt cảnh mà nói, còn cần lại tốn điểm công phu. Diệp Thần nghĩ thầm, siêu phẩm thiên đế tấn thăng cũng không khó, chỉ cần đắp lên tài nguyên là đủ rồi, Tinh Không Bỉ Ngạn khắp nơi đều có siêu phẩm thiên đế. Nhưng đạo quân cảnh, là không thể nói cảnh giới. Loại cảnh giới này huyền diệu khó giải thích, khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả biểu đạt, là hỗn độn cảnh giới, cho nên cho dù có danh sư chỉ điểm cũng vô dụng, cần dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Một khi có cái gì sai lầm, ngộ đạo thất bại, tựa như rơi vào trong hỗn độn vô biên, biến thành ngu ngốc ngu hạng người. Đạo quân chi cảnh, không thể nói, chính là hỗn độn. Có thể vượt qua hỗn độn, liền có thể nở rộ nhật nguyệt thần quang, trở thành nhật nguyệt cảnh cường giả. Cái này cũng là trước mắt Diệp Thần mục tiêu theo đuổi. Lấy đạo tâm của hắn ngộ tính, tấn thăng đạo quân cảnh không khó lắm, khó khăn là nhật nguyệt cảnh. Tinh Không Bỉ Ngạn đại bộ phận người tu luyện, cũng là siêu phẩm thiên đế cùng đạo quân, nhật nguyệt cảnh người tu luyện, đã có thể nói là một phương cường giả, địa vị bao trùm tại người bình thường phía trên. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần từ Hắc Huyên độc tuyền bên trong bay ra ngoài, toàn thân như lưu ly sạch sẽ, không có nhiễm bất luận cái gì ô uế.
mà phía dưới Hắc Huyên Độc Tuyền, nguồn nước vẫn như cũ dồi dào nồng đậm, vừa mới Diệp Thần hấp thu, chỉ là một phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ Hắc Huyên Độc Tuyền, đã để hắn ăn no rồi, cùng thánh quang năng lượng hòa giải, tạo thành thái cực đồ, năng lượng ẩn chứa trong đó, đầy đủ chèo chống hắn tu luyện tới vô thượng đạo quân cảnh giới. Còn có nhiều như vậy Hắc Huyên Độc Tuyền, phải nghĩ cái biện pháp mang đi. Diệp Thần do dự suy nghĩ lấy, hắn vừa mới chỉ hấp thu số nhỏ Hắc Huyên Độc Tuyền, bây giờ còn lại số lớn nước suối, hắn căn bản uống không hết. Nếu là cưỡng ép luyện hóa, thân thể của hắn sẽ bị no bạo. Vực sâu năng lượng quá mức kinh khủng, mà cái này, cũng chỉ là hoàn chỉnh vực sâu chi hải một giọt nước, chân chính chí cao vô thượng vực sâu, vậy sẽ có cỡ nào mênh mông bao la hùng vĩ, không phải bây giờ Diệp Thần có thể tưởng tượng. Thương Thiên Hạc nói, mộ chủ, cái này Hắc Huyên Độc Tuyền, trước tiên có thể thu vào luân hồi mộ địa bên trong, cất giấu đi. Diệp Thần nói, phóng tới trong mộ địa sao? Hắn không dám để vào chính mình thiên đế luân hồi quốc, bằng không, đế quốc của hắn, tại Hắc Huyên Độc Tuyền sát khí ăn mòn, nhất định đem sinh sôi vô tận ôn dịch cùng tai hại. Thương Thiên Hạc nói, người phóng tới trong mộ địa, ta thay người trông coi. Huống chi luân hồi nghĩa địa tồn tại so với người tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến luân hồi nghĩa địa khí linh, mở miệng nói, tiền bối, người cũng đã biết luân hồi trong mộ địa có khí linh. Thương Thiên Hạc lâm vào ngắn ngủi trầm tư, rất lâu nói, kỳ thực ta ngủ say trong khoảng thời gian này, ta có cảm giác một cỗ năng lượng đặc thù tại luân hồi mộ địa bên trong, thậm chí luân hồi mộ địa cùng nó có đặc thù liên hệ. Cái này liên hệ cực kỳ huyền diệu, cũng rất khó phát giác, nếu không phải ta tại luân hồi trong mộ địa ngủ say quá lâu, cùng nó nhân quả liên hệ tỉ mỉ, chỉ sợ cũng cảm giác không đến. Nhưng, tựa hồ hắn thiếu khuyết một cỗ cực mạnh năng lượng, cái này năng lượng ngươi có thể lý giải thành cùng vực sâu độc tuyền có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần nghe đến đó, không khỏi nhớ tới kiếm tâm thần châu cùng đạo tâm thần châu, hay là cái kia cái gọi là kiếm ma bên trong năng lượng. Muốn phá giải bí mật này, hay là thức tỉnh luân hồi nghĩa địa khí linh, chỉ có tại kiếm đạo minh, hay là thiên khôi kiếm chủ trên thân bỏ công sức mới được. Cái kia mộ dung u, hay là liễu lạc thần bọn người cuối cùng không tính là nhân vật trọng yếu, tại tinh không bị ngạn đoán chừng liền siêu phẩm thiên đế thực lực như vậy. Thương Thiên Hạc gặp Diệp Thần suy tư, tiếp tục nói, mộ chủ, kỳ thực ta cảm thấy còn có một cái biện pháp có thể để vật kia thức tỉnh. Diệp Thần khẽ giật mình, hiếu kỳ nói, biện pháp gì? Thương Thiên Hạc nói, ta cảm giác thật nhiều trụ thần quyền chui có lẽ có thể. Hắn lời còn chưa nói hết, nhưng Diệp Thần cũng đại khái biết rõ, hắn lắc đầu, cái này kỳ thực cũng rất khó. Vẫn là chờ đi tinh không bỉ ngạn rồi nói sau. Nếu là luân hồi nghĩa địa khí linh thức tỉnh, chỉ sợ ta thực lực sẽ có long trời lở đất thay đổi. Thương Thiên Hạc nói, đích xác, bất quá dưới mắt, vẫn là mau chóng xử lý cái này Hắc Huyên Độc Tuyền A. Diệp Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Lập tức, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, bốn phía đại địa nứt ra, một tảng lớn bản khối, bốc lên đứng lên, bản khối trung ương chính là Hắc Huyên Độc Tuyền, còn tại ủng ục bốc lên bọt khí. Diệp Thần đem chọn khối đại địa bản khối, đều thu đến luân hồi trong mộ địa đi. Thương Thiên Hạc nhìn thấy bản khối bên trong Hắc Huyên Độc Tuyền, kinh sợ một hồi, chỉ cảm thấy cái kia Hắc Huyên Độc Tuyền, sát khí vô cùng thâm trầm kinh khủng, từng sợi hắc ám khí tức, như vô số đầu như độc xà, điên cuồng hướng về trong linh hồn hắn chui vào. Hắn bây giờ chỉ là một tia tàn hồn, không có nhục thân, càng không có Diệp Thần cường đại như vậy hộ thân thủ đoạn, nếu là lọt vào Hắc Huyên Độc Tuyền ăn mòn, trong nháy mắt liền muốn hắc hóa hòa tan thành nước mù. Nhật Nguyệt Độn Pháp. Thương Thiên Hạc vội vàng sử cái Nhật Nguyệt thuật pháp, cơ thể hóa thành một tia quang, lúc này mới tránh khỏi Hắc Huyên Độc Tuyền sát khí xâm lấn. Hô. Thương Thiên Hạc thở phào một hơi, đạo, mộ chủ, cái này Hắc Huyên Độc Tuyền quá kinh khủng, ngươi lại có thể luyện hóa, thực sự là nghịch thiên. Coi như kêu trời nguyệt cảnh cường giả buông xuống, cũng không khả năng thôn phệ luyện hóa Hắc Huyên Độc Tuyền, đại đạo bản nguyên nhịn không được, muốn bị ô nhiễm hắc hóa. Diệp Thần nở nụ cười, nói ta cũng không biện pháp trực tiếp luyện hóa, chỉ là dùng âm dương điều hòa thủ đoạn. Thương Thiên Hạc ừ một tiếng, nói bất kể như thế nào, người chấp trưởng Hắc Huyên Độc Tuyền, đã là không được hành động vĩ đại, bằng ngươi thực lực hôm nay, tại loạn hồn tuyệt vực hoạt động, hẳn không có vấn đề. Diệp Thần tu vi đã tấn thăng đến thiên đế cảnh 8 tầng sơ giai, hơn nữa còn có Hắc Huyên Độc Tuyền chương này cường hãn át chủ bài, đầy đủ tại loạn hồn tuyệt vực sinh tồn. Ân, vậy ta qua mấy ngày lại xuất phát. Diệp Thần nhìn xem đã bị thanh trừ sạch sẽ xấu thần vực, theo Hắc Huyên Độc Tuyền bị lấy đi, tất cả khói mù đều tản đi, dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới, mảnh này hắc ám địa giới, dần dần khôi phục sinh cơ. Thanh phong đập vào mặt,
ánh nắng tươi sáng, quy khư đại kiếp đã qua, xấu thần cũng bị trấn áp đến trong địa ngục, không không lúc nào trống không tai họa ngầm đã giải quyết triệt để, thế giới trở nên vô cùng mỹ hảo. Bất quá hắn ngược lại là nghĩ tới một cái khác tai họa ngầm, đó chính là hắc ám nữ thần, cũng là sụp đổ chi chủ phụ thân. Đáng tiếc, sự tồn tại của đối phương cảm giác tận lực ẩn tàng, thậm chí ngay cả quyết chiến cũng không có xuất hiện, Diệp Thần ẩn ẩn hoài nghi, gia hỏa này chỉ sợ đã đi tinh không bỉ ngạn. Đã như vậy, hắn cũng không có tất yếu quá nhiều đi tìm tòi. Hắn biết, đối phương sắp đặt, chắc chắn tránh không khỏi chính mình. Không nghĩ nhiều nữa, nhìn xem chung quanh tường hòa hết thảy, Diệp Thần nội tâm lại một hồi không hiểu co rút đau đớn, tốt đẹp bao nhiêu thế giới a, nếu là Nhậm Tiền Bối cùng thần sắc đẹp tại liền tốt. Nhậm Tiền Bối, thần sắc đẹp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao xa bầu trời, lại không biết Nhậm Tiền Bối thần sắc đẹp tình huống như thế nào. Hắn chỉ có thể đoán đại khái đến, Nhậm Tiền Bối chắc có Siva chiếu cố, mà thần sắc đẹp còn chưa có chết, tạm thời vẫn là an toàn. Ta sẽ đi cứu rỗi các ngươi, chờ ta. Diệp Thần thấp giọng thì thào, phi thân trở về luân hồi thánh địa. Xấu thần giải quyết đi, luân hồi trận doanh mọi người đều là mừng rỡ, đã từng cổ tinh môn trưởng giáo, múa thiên đế Vũ Nguyệt, bây giờ cũng tới đi nương nhờ Diệp Thần. Diệp Thần giúp nàng trùng kiến cổ tinh môn, nhập vào luân hồi trong trận doanh, lại lập nghiệp rủ xuống thống, chính thức khai sáng chính mình giáo thống, là vì thiên đế luân hồi dạy. Diệp Thần vì giáo chủ, cũng là chư thiên đệ nhất thiên đế, ý chí của hắn hóa thành thần quang, phóng xạ hướng toàn bộ không không lúc nào khoảng không cùng phía dưới rất nhiều thế giới. Ta vì Diệp Thiên Đế, lập nghiệp rủ xuống thống, mở luân hồi. Vì thiện giả, cho ta chúc phúc, vĩnh sinh cực lạc. Vì ác giả, thân vào địa ngục, vô gian chịu khổ. Chúng sinh tụng ta tên thật, trong luân hồi có thể thấy được vĩnh sinh. Diệp Thần nếm thử thiết lập chính mình pháp chế, hắn phát hạ nhân quả luật, chỉ cần là thiện lương từ bi người, cũng có thể nhận được hắn chúc phúc, mà làm không phải làm bậy, tội ác nghiêm trọng giả, sẽ rơi vào địa ngục. Trong đan điền của hắn, thái cực đồ năng lượng 10 phần dồi dào, đầy đủ hắn bố trí xuống lớn như thế nhân quả luật, lồng nắp chư thiên. Chư thiên vạn giới, đều đem tán tụng tên thật của hắn, hắn thiên đế luân hồi dậy, quang huy sẽ phổ chiếu mỗi một cái xó xỉnh. Nếu như xem nhẹ tinh không bỉ ngạn, thậm chí xem nhẹ càng xa xôi bên ngoài, Diệp Thần đã là thiên hạ người mạnh nhất, chư thiên chí tôn vô thượng đế hoàng, uy áp vạn giới luân hồi giáo chủ. Tu vi của hắn, cường đại đến một ý niệm, có thể sống diệt vô số thế giới, tinh thần của hắn bao trùm chư thiên toàn bộ sinh linh nhân quả vận mệnh, nội tâm đang suy nghĩ gì, Diệp Thần cũng có thể một mắt nhìn thấu. Mấu chốt hơn là, Diệp Thần kế thừa hoàn chỉnh phản thiên quyền hành, mà thế giới này, chính là phản thiên sáng tạo, Diệp Thần cung cấp là sáng thế chi chủ, là chân chính vua thế giới. Sinh tử của hắn, đã cùng thế giới tồn vong, hòa làm một thể. Nếu như hắn chết, phản thiên quyền hành tiêu vong, toàn bộ thế giới đều biết đi theo sụp đổ. Chư thiên chúng sinh, cũng cảm giác được điểm này, cho nên khi Diệp Thần ý chí, khuếch tán ra, thiên đế luân hồi dậy hào quang bao phủ chư thiên thời điểm, vô số sinh linh đều thần phục, tuần lễ tán tụng Diệp Thần. Chúng sinh tín ngưỡng, hội tụ đến Diệp Thần trên thân, là một phần không nhỏ trợ lực, đại đại mở rộng Diệp Thần thực lực. Hắn cường đại, thế giới cũng biết đi theo phồn vinh, đây là vinh nhục cộng sinh quan hệ. Ta trở thành thế giới chi chủ, chư thiên vạn giới chí cao thần. Nếu như ném đi những cái kia trụ thần, còn có vực sâu cùng thái sơ, ta sẽ đạt được vĩnh hằng bất hủ khoái hoạt. Diệp Thần trong lòng thì thào, thật muốn cứ như vậy kết cục, ban đầu ở Hoa Hạ thời điểm, hắn vẫn là một kẻ tiểu tốt thời điểm, nào nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày, lại có thể trở thành thế giới chi chủ. Thế giới này, đã không có mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Nhưng tiếc là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều tồn tại cường đại. Hơn nữa, không nói thế giới ở ngoài, riêng là tinh không bỉ ngạn, liền có thật nhiều nhân vật khủng bố. Diệp Thần lộ còn chưa đi đến phần cuối, hắn cho dù trở thành thế giới chi chủ, cũng xa xa còn chưa tới có thể an nhàn hưởng phúc thời điểm. 72 trụ thần, thiên sạch cổ điện, hắc phương mẫu, vực sâu, thiên khôi kiếm chủ, thái sơ. Cái này từng cái khái niệm, cũng giống như từng thanh lợi kiếm, treo ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, tùy thời đều có thể đem hắn pháp chế, hắn sáng lập phong công vĩ nghiệp, triệt để chém chết, triệt để phá hủy. Trở thành thế giới chi chủ còn chưa đủ, Diệp Thần nhất định phải bao trùm tại trụ thần phía trên, bao trùm tại cả ngày âm dương đại đạo phía trên, chính mình trở thành chí cao đạo, mới có thể được đến chân chính vĩnh hằng. 7 ngày sau, Diệp Thần thu xếp hảo hết thảy, chuẩn bị muốn lên đường. Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Ngụy Dĩnh,
Võ Giao, Thiên Nữ, Thân Độ Uyển Nhi, Vũ Nguyệt Đẳng chư nữ đi ra đưa tiễn, cái này 7 ngày thời gian, Diệp Thần thiết lập Thiên Đế Luân Hồi dậy, sáng tạo pháp rủ xuống thống, có thật nhiều sự tình phải xử lý, bất quá không cần hắn tự mình bận rộn. Vũ Nguyệt trước kia là cổ tinh môn trưởng môn, sáng tạo pháp truyền giáo sự tình, nàng có kinh nghiệm, Diệp Thần đem nàng lập làm Thiên Đế Luân Hồi dậy trưởng lão, mặc cho Thiên Nữ làm phó giáo chủ, Diệp Thần ra ra vì hộ pháp. Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Ngụy Dĩnh tứ nữ thì lại lấy tu luyện vi chính, các nàng người mang lấy trụ thần quyền chuôi, tương lai có cơ hội phi thăng đi tinh không bỉ ngạn. Đặc biệt là Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, bây giờ tại tinh không bỉ ngạn phía trên, thậm chí có vận mệnh tài quyết điện cùng thiên vận thần minh hai cái thế lực, đều muốn lôi kéo nàng. Các vị, ta phải đi. Diệp Thần nhìn xem chư nữ, cảm thấy rất là không muốn, hắn muốn đi tinh không bỉ ngạn, hắn muốn cứu rỗi thần sắc đẹp. Nhưng thần sắc đẹp là nữ nhân của hắn, trước mắt Hạ Nhược Tuyết chư nữ, cũng là hắn nữ nhân. Bây giờ phân biệt, Diệp Thần trong lòng tự nhiên có chút không muốn. Cái này 7 ngày thời gian, Diệp Thần cùng chư nữ ngày đêm đoàn viên, âm dương bổ sung phía dưới, tu vi vững bước đột phá, đã đến thiên đế cảnh 8 tầng trung giai, khí tức càng viên mãn, khuyết tổn căn cơ cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Cẩn thận một chút, thanh kiếm này ngươi mang theo. Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng nắm Diệp Thần tay, lấy ra người đứng đầu chỉ lớn nhỏ tế kiếm, nhét vào trong tay hắn. Đây là cái gì? Diệp Thần ngưng mắt xem xét, chỉ thấy cái này tế kiếm, phía trên khắc lấy chút thật nhỏ phù văn, dường như là ẩn chứa vận mệnh pháp tắc phù văn. Kỳ Tưởng nhớ dọn đường, đây là ta lợi dụng vận mệnh pháp tắc, tạo ra tiểu túc mệnh kiếm, nếu là có vận mệnh tài quyết điện, hoặc thiên vận người của thần minh tại phụ cận, thanh kiếm này sẽ có cảm ứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 607.